Đối với chuyện này, Lăng Hàn cũng không kỳ quái. Thiên phú võ đạo của Lưu Vũ Đồng rất mạnh, chậm chạp không có tu ra kiếm khí vốn là không hợp lý, hiện tại một khi mở ra lỗ hổng, thật giống như hậu tích bạc phát, lập tức hình thành hiệu quả giếng phun. Có điều, đạo kiếm khí thứ ba liền không dễ hình thành như vậy. Với Lưu Vũ Đồng mà nói, mới 18 tuổi liền nắm giữ hai đạo kiếm khí, cái này đã làm cho nàng rất thỏa mãn, bước vào hàng ngũ vương giả trẻ tuổi, hơn nữa còn tương đối cao, cấp độ võ đạo của vũ quốc quá thấp, tu ra đao khí, kiếm khí liền có thể xưng là vương giả. Qua năm mới, mỗi chi nhánh của Lăng gia đều trở lại tổng bộ, cùng nghênh đón tân xuân. Bình thường, những chi tộc này ở bên ngoài, quản lý chuyện làm ăn của gia tộc, đại bộ phận đều là người bình thường, chỉ có số ít người đi lên con đường tu luyện, dù sao trong 10 người cũng chỉ có một có thể nắm giữ linh căn. Hàn ca ca, một tiểu nha đầu tên là Lăng Tử Huyên đi theo phía sau cái mông của Lăng Hàn, tiểu nha đầu này mới 8 tuổi, nhưng linh căn thức tỉnh rất sớm, hơn nữa còn là địa cấp hạ phẩm, dựa theo quy định của gia tộc, nàng có tư cách tiến vào Thương Vân Học viện, do gia tộc cung cấp học phí và tài nguyên tu luyện. Tất cả mọi người đều biết, không có thực lực mạnh mẽ, căn bản không thể bảo vệ được của cải, vì lẽ đó mỗi gia tộc đều sẽ dốc lòng bồi dưỡng tộc nhân có thiên phú trở thành võ giả, nếu ra một thiên tài, như vậy gia tộc cũng có thể thơm lây theo. Tỷ như Hoàng Đô Bát Đại Hào Môn hiện tại, không phải là một bước một vết chân, từ gia tộc nhỏ đi lên sao? Trước đó Lăng gia tổng cộng có 3 người ở Thương Vân Học viện, ngoại trừ Lăng Hàn và Lăng Mộ Vân, còn có một người gọi Lăng Chỉ Đạo, có điều bởi vì tuổi tác quá lớn, qua năm sau sẽ tốt nghiệp, gia nhập đội hộ vệ của gia tộc, trộn lẫn mấy năm, lại đề bạt làm đội phó, chính đội trưởng. Cương vị nặng như vậy đương nhiên phải giao cho người mình yên tâm, mà bởi vì Lăng Tử Huyên thức tỉnh linh căn, qua năm cũng sẽ tiến vào Thương Vân Học viện. Có điều, Lăng Hàn có tính toán khác, hắn không thể trường kỳ đóng ở Lăng gia, sau này muốn leo lên đỉnh cao võ đạo, vũ quốc cũng quá nhỏ, bởi vậy, trước khi hắn rời đi, sẽ bồi dưỡng cho Lăng gia một ít nhân tài, thay phụ thân phân ưu giải nạn, hắn quyết định mang Lăng Tử Huyên đi Hoàng Thành, gia nhập Hổ Dương Học viện. Lăng Đông Hành đổi lấy một tiêu chuẩn tiến vào Hổ Dương Học viện, mà hắn tuyệt đối có thể ở trong đại nguyên luận võ đạt được vị trí trước 50, bởi vậy liền có hai tiêu chuẩn. Đương nhiên, hắn sẽ không làm bảo mẫu cho tiểu nha đầu, khẳng định phải để cha mẹ nàng cùng đi hoàng đô, phụ trách chăm sóc nàng. Tại sao lại khóc? Lăng Hàn cười cười ôm lấy tiểu nha đầu, đại hùng bắt nạt Huyên Huyên, tiểu nha đầu rất oan ức nói, Hàn ca ca, huynh giúp Huyên Huyên đánh hắn đi. Lăng Hàn cười ha ha, xoa đầu của nàng, nói, muội và đại hùng đều là con cháu Lăng gia, nên giúp đỡ lẫn nhau, nắm đấm phải đánh người ngoài, không thể đánh người mình. Nhưng mà hắn nói Huyên Huyên xấu, tiểu nha đầu biểu môi nói, Huyên Huyên nhà ta xinh đẹp như vậy, hiện tại là tiểu mỹ nhân, sau này là đại mỹ nhân, đại hùng chỉ là đố kỵ muội mà thôi. Lăng Hàn cười nói, tiểu nha đầu bị thổi phồng như thế, nhất thời vui vẻ, vỗ tay nói, Huyên Huyên là xinh đẹp nhất. Nàng suy nghĩ một chút, phát hiện cái này quá kiêu ngạo, lại sửa lời nói, Vũ Đồng tỷ tỷ xinh đẹp nhất, Huyên Huyên thứ hai. Lăng Hàn cười to, nói với Lưu Vũ Đồng, nàng khen ngươi đây này. Lưu Vũ Đồng cho hắn một cái liếc mắt, nhưng nói với Lăng Tử Huyên, Huyên Huyên mới là xinh đẹp nhất, Vũ Đồng tỷ tỷ, tỷ và Hàn ca ca lúc nào thành hôn? Tiểu nha đầu nghiêng đầu, ngây thơ hỏi. Khuôn mặt của Lưu Vũ Đồng đỏ bừng, xoay eo bỏ chạy, để Lăng Tử Huyên vô cùng buồn bực, đây là chuyện gì a? Huyên Huyên, muội dọa vợ ta chạy, nên bồi thường ta thế nào đây? Lăng Hàn cố ý cau mày nói. Lăng Tử Huyên cắn môi nghĩ một trận, mới an ủi Lăng Hàn nói, Hàn ca ca, sau này Huyên Huyên tìm cho huynh một tỷ tỷ càng xinh đẹp hơn. Nàng một bộ ma mảnh nói. Lăng Hàn không khỏi cười to, tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ, thiên chân khả ái, đáng tiếc không cách nào giữ vững phần hồn nhiên này vĩnh viễn. Sau khi qua tân niên, Lăng Đông Hành liền dẫn Lăng Hàn, Lưu Vũ Đồng đi Đại Nguyên Thành, tham gia Đại Nguyên luận võ. Đại Nguyên Thành cách Thương Vân Trấn hơn 800 dặm, ba người dành thời gian chạy đi, hai ngày sau liền tới bên ngoài Đại Nguyên Thành. So với loại địa phương nhỏ như Thương Vân Trấn, Đại Nguyên Thành liền có vẻ khí thế bàn bạc, thành này liên miên mấy chục dặm, tường thành cao trên 100 mét, như một hung thú khổng lồ nằm rạp. Đại Nguyên Thành tổng cộng có 4 cổng đông tây nam bắc, mỗi ngày đều có người từ 4 phương 8 hướng đến, tiến vào thành thị phồn hoa nhất trong chu vi ngàn dặm, có thương nhân, dân gặp nạn, cũng có võ giả đến đây hành hương. Trình độ võ đạo nơi này thì cao hơn một đoạn, Đại Nguyên Vương đương nhiệm chính là cường giả linh hải cảnh, có người nói cũng là linh hải cảnh duy nhất, nắm giữ quyền uy vô thượng. Ba người Lăng Hàn đi tới cửa thành, cũng không cần soát người gì cả, mà chỉ cần giao lệ phí vào thành là được, một người một lượng bạc, với bọn họ mà nói không mắc, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, đây là một con số rất lớn. Trong thành, kiến trúc cao to hùng vĩ liên miên trùng điệp, hiển lộ hết hình ảnh của vương thành, khiến người ta chấn động. Lăng Đông Hành tới nơi này rất nhiều lần, còn đi ngoại quốc, đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Lưu Vũ Đồng đến từ Hoàng Đô, tự nhiên tập mãi thành quen. Hai người vốn tưởng rằng Lăng Hàn sẽ bị chấn động, không nghĩ tới dáng dấp của Lăng Hàn thông dong trấn định, ngược lại làm cho bọn họ kinh hãi. Bọn họ đi tìm khách sạn, chỉ là quá nhiều người chạy tới tham gia Đại Nguyên luận võ, hầu như mỗi khách sạn đều chật ních. Sau nửa ngày, lại không tìm được chỗ đặt chân. Ồ, Lăng đại sư, bọn họ đang đi trên đường, chỉ nghe một tiếng kêu tràn ngập kinh hỉ truyền đến, một ông lão tóc trắng tiến lên đón, chính là Chư Hòa Tâm. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Lăng Hàn cười nói, Lăng đại sư, trước năm vừa vặn được lão hữu mời, nên tụ tập tới đây, không có tới nhà bái phỏng, mong Lăng đại sư thứ tội. Chư Hòa Tâm không lưng, trên mặt có chút kinh hoảng, hắn đã coi Lăng Hàn như nửa cái sư phụ, tự nhiên lo sợ. Lăng Hàn cười lắc đầu, nói, không cần gọi ta là đại sư, sau này chỉ nên gọi tên của ta.
Đời này, hắn dự định từ một tiểu nhân vật chân thật làm lên, một đường thiên kiêu, mài dũa mình, bằng không nếu như hắn tiếp tục làm đan đạo đại sư, bị vướng bởi địa vị cao thượng của đan sư, còn có thiên kiêu nào dám giao thủ với hắn? Cái này, Chư Hòa Tâm vội lắc đầu, dạng người như hắn là tôn sư trọng đạo nhất, Lăng Hàn có ân thụ nghệ chỉ điểm, ở trong lòng hắn đã là lão sư, đối với lão sư sao có thể gọi thẳng tên, chuyện này quả thật là đại nghịch bất đạo, không cần lo nghĩ, liền quyết định như thế, sau này lại gọi ta đại sư, ta sẽ tức giận. Lăng Hàn cố ý nghiêm mặt, nửa đùa nửa thật nói, Chư Hòa Tâm thật không muốn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên trì của Lăng Hàn, chỉ có thể gật gù, nói, nghe đại sư, không, nghe Lăng Tiểu Hữu dặn dò. Hắn cuối cùng không dám gọi thẳng tên của Lăng Hàn, chí ít ba chữ Lăng Tiểu Hữu có vẻ khách khí một ít. Đúng rồi, Lăng Tiểu Hữu là tới tham gia đại nguyên luận võ sao? Chư Hòa Tâm hỏi. Lăng Hàn gật đầu nói, vận may không tốt, đến hiện tại còn không có tìm được nơi ở, vậy không bằng đến Thiên Dược Các chúng ta đi. Ánh mắt của Chư Hòa Tâm lập tức sáng ngời, đề nghị với Lăng Hàn, có tiện không? Lăng Hàn đã chạy hơn nửa ngày, thực sự là không muốn dằn vặt nữa. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Chư Hòa Tâm liền vội vàng nói, ở cạnh Lăng đại sư, vừa vặn có thể thỉnh giáo vấn đề phương diện đan đạo, vậy thì làm phiền. Lăng Hàn cười nói, không phiền, không phiền một chút nào. Chư Hòa Tâm dẫn đường, mang bọn họ đi tới phân bộ của Thiên Dược Các, không nhỏ giống Thiên Dược Các ở Thương Vân Trấn. Thiên Dược Các ở Đại Nguyên Thành là một tòa cung điện to lớn, thủ vệ nghiêm ngặt, mà đan sư cũng nhiều đến trăm vị. Chính là những đan sư này, mỗi ngày luyện chế ra lượng lớn đan dược, sau đó sẽ đưa đến địa phương như Thương Vân Trấn, Quách Thạch Trấn tiêu thụ. Mà ở Thương Vân Trấn, Thiên Dược Các Chu Đại Quân chỉ đưa đến tác dụng tọa trấn, bình thường không cần luyện đan, vì người như thế đều có tỷ lệ thành đan tương đối thấp, đưa vật liệu cho bọn họ luyện chế quá mức lãng phí. Đan sư huyền cấp hạ phẩm ở đây đồng dạng nắm giữ địa vị chí cao vô thượng, nhìn thấy Chư Hòa Tâm tới, mặc kệ là đan sư hay hộ vệ, đều cung kính hành lễ. Phân các chủ nơi này gọi Trương Vị Sơn, là một đan sư huyền cấp hạ phẩm, cùng Chư Hòa Tâm là bạn tốt nhiều năm. Lúc trước bọn họ đồng thời bái vào Thiên Dược Các, khích lệ lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, song song trở thành đan sư huyền cấp hạ phẩm. Lăng Tiểu Hữu, ta có một yêu cầu quá đáng. Sau khi Chư Hòa Tâm sắp xếp bọn họ ở lại, có chút ngượng ngùng nói với Lăng Hàn, luyện đan gặp phải vấn đề sao? Lăng Hàn cười nói, khà khà. Chư Hòa Tâm có chút ngượng ngùng, tuy tuổi của hắn rất cao, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn lại như tiểu tử mới vừa học nghệ, mà hắn cũng không cảm thấy không thích hợp chút nào. Hắn nói, không phải ta, là bằng hữu của ta, hắn được một đan phương cổ, chỉ là bởi vì niên đại quá lâu, có ít chữ viết trên đan phương kia đã thấy không rõ, bởi vậy luyện chế gặp phải khó khăn. Lăng Hàn bừng tỉnh nói, ngươi muốn ta giúp ngươi viết ra đan phương này, kính xin tiểu hữu chỉ điểm. Chư Hòa Tâm nói, đan phương kia tên là Hồi Thiên Đan, đối với chữa thương có hiệu quả rất lớn, nếu có thể khôi phục sẽ cứu sống rất nhiều người. Hóa ra là Hồi Thiên Đan, lẽ nào ngay cả đan dược phổ thông như vậy cũng thất truyền? Lăng Hàn cảm giác rất kỳ quái, mặc kệ là võ đạo hay đan đạo, theo từng đời người nghiên cứu, dù sao cũng nên càng ngày càng mạnh mới đúng, tại sao phương pháp luyện đan như vậy lại thất truyền? Hắn gật đầu nói, đi xem, xin mời đại sư. Chư Hòa Tâm lại dùng kính ngữ nói rồi mới phản ứng sửa lại xin mời tiểu hữu. Hai người sóng vai đi tới một gian nội điện, cổng đã mở ra, bên trong tổng cộng có ba người, hai lão nhân khoảng 60 cùng một thiếu nữ. Hai lão nhân đều ngồi uống trà, thiếu nữ thì đứng phía sau một lão giả. Thiếu nữ này đại khái khoảng 16, 17 tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp, chỉ là cái miệng nhỏ hơi dương lên, mắt to linh động, có vẻ rất giảo hoạt. Lúc nhìn thấy Chư Hòa Tâm, hai ông lão đồng thời đứng lên, dồn dập lộ ra nụ cười. Chư lão đầu, ta giới thiệu cho ngươi một người. Một lão giả vội vã đi tới, chỉ vào một lão giả khác, nói, vị này chính là Đoan Mục Trường Phong, Đoan Mục lão ca nhân xưng đang kiếm song tuyệt, một tay Đảng Vân kiếm pháp đứng đầu vũ quốc, ngươi không phải ngưỡng mộ đã lâu sao? Chư Hòa Tâm nghe hắn nói như thế, cũng không vội lập tức giới thiệu Lăng Hàn, mà chắp tay với Đoan Mục Trường Phong, nói, Đoan Mục huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ha ha, Chư huynh, nghe nói trước đây không lâu ngươi cải tiến đan phương Phong Hỏa Đan, ta đã sớm muốn đến một hồi, hôm nay rốt cục có cơ hội. Đoan Mục Trường Phong cười nói. Một lão giả khác tự nhiên chính là Trương Vị Sơn. Đoan Mục huynh, Trương lão đầu, ta đến giới thiệu cho các ngươi một hồi, vị này chính là. Chư Hòa Tâm dự định giới thiệu Lăng Hàn cho hai người. Chư lão đầu, ngày hôm nay mời Đoan Mục huynh đến, ba người chúng ta đồng thời nghiên cứu, có thể ở trong vòng 3 tháng bù đắp phương pháp luyện chế Hồi Thiên Đan. Trương Vị Sơn rất hưng phấn nói, ta giới, ha ha, Trương huynh quá đề cao ta, ta chủ tu kiếm đạo, chỉ là hơi có nghiên cứu đan đạo, chủ lực vẫn là hai người các ngươi, ta ở một bên hiến kế a. Đoan Mục Trường Phong mở miệng, cắt đứt lời của Chư Hòa Tâm. Hai lão giả đều coi Lăng Hàn là vãn bối của Chư Hòa Tâm, đương nhiên sẽ không chú ý hắn. Lúc này, thiếu nữ kia đi tới bên người Lăng Hàn, vây quanh hắn xoay chuyển hai vòng, trong miệng phát sinh âm thanh chà chà, dường như đang đánh giá cái gì vậy? Ngươi là đệ tử của Chư đại sư sao? Thiếu nữ hỏi. Không phải, Lăng Hàn lắc đầu. Há, ngươi nhất định vẫn chưa thông qua thử thách của Chư đại sư. Thiếu nữ tự cho là đúng, sau đó như ông cụ non vỗ vỗ vai của Lăng Hàn nói, ta bái Trương đại sư làm môn hạ trước ngươi, sau này ta chính là sư tỷ của ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo bọc ngươi, ai muốn bắt nạt ngươi, liền báo tên của ta. Lăng Hàn mỉm cười nói, báo tên là gì? Nha, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết. Thiếu nữ lấy tay đặt trán, lắc đầu liên tục, ai, ngươi là từ trong khe suối nào chạy ra a? Ta là Thích Chim Thai, Đại Nguyên Vương phủ thất quận chúa. Lăng Hàn nha một hồi,
một quận chúa nho nhỏ tự nhiên không đáng hắn thay đổi sắc mặt. Này này này, ngươi đây là thái độ gì? Ta là sư tỷ của ngươi a. Thích Chim Thai tức giận nói, hai vị lão huynh, ta giới thiệu cho các ngươi một vị kỳ tài đang đạo. Cho đến lúc này, Chư Hòa Tâm mới rảnh rỗi giới thiệu thân phận Lăng Hàn. Hắn đi tới bên người Lăng Hàn nói, vị này chính là Lăng Hàn Lăng Tiểu Hữu, không dối gạt hai vị, Phong Hỏa Đan chính là nhờ Lăng Tiểu Hữu chỉ điểm mới thành công, nếu không, có khả năng phải mấy năm sau đó mới có thể hoàn thành. Cái gì? Trương Vị Sơn cùng Đoan Mục Trường Phong đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn Lăng Hàn, lại nhìn Chư Hòa Tâm một chút, chỉ cảm thấy cái này quá không chân thực. Thích Chim Thai thì che miệng nhỏ, mới vừa rồi nàng còn nghĩ Lăng Hàn là vãn bối của Chư Hòa Tâm, nhưng chỉ chớp mắt liền thành tiểu hữu của Chư đại sư, chẳng phải là thành trưởng bối của nàng? Chư lão đầu, không phải ngươi đang nói đùa chứ? Trương Vị Sơn lập tức nói, thần sắc của Chư Hòa Tâm nghiêm lại, nói, ta sao có thể lấy chuyện này đùa giỡn? Trương Vị Sơn và Đoan Mục Trường Phong nhìn lại Lăng Hàn, lúc này, ánh mắt của bọn họ liền tuyệt nhiên không giống, trẻ tuổi như thế, bất kể là võ đạo hay đan đạo, tuy xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng Lăng Hàn mới bao lớn, 17 tuổi, 18 tuổi, coi như hắn sinh ra liền bắt đầu nghiên cứu đan đạo, có thể có mấy năm kinh nghiệm, mà đan đạo đại sư nào không phải thông qua luyện chế lượng lớn đan dược để tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng mới xác lập địa vị của mình, không biết tiểu hữu là truyền nhân của thế gia đan đạo nào. Trương Vị Sơn vô cùng khách khí nói, hắn quá hiểu rõ Chư Hòa Tâm, biết đối phương không thể mở chuyện cười như vậy, không môn không phái. Lăng Hàn nói, bản thân hắn là đan đạo đế vương, làm sao có khả năng là truyền nhân của ai? Trương Vị Sơn càng thêm kinh ngạc, mà Đoan Mục Trường Phong thì nghĩ nhất định là Chư Hòa Tâm đang đùa giỡn, đan đạo quan trọng nhất chính là truyền thừa, tỉ như đan phương, không có sư phụ, gia tộc truyền thụ, ngươi sao có được, dựa vào mình suy diễn. Đùa giỡn, hết thảy đan phương đều là từng đời người tích lũy xuống, muốn dựa vào chính mình nghiên cứu chế tạo ra đan dược mới, vậy cả đời này chỉ có thể mân mê ra một hai loại, nhưng hiệu quả thì hoàn toàn không thể bảo đảm. Trương lão đầu, ngươi trước lấy phương thuốc hồi thiên đan ra. Chư Hòa Tâm thúc giục, hắn tin tưởng chỉ cần Lăng Hàn vừa ra tay liền có thể trấn trụ hai người này. Trương Vị Sơn hơi do dự, dù phương thuốc hồi thiên đan không trọn vẹn, cũng cực kỳ quý giá, là hắn bỏ giá cao mới mua được, đây giống như bí kíp võ học, ai sẽ dễ dàng cho người khác thấy. Trương huynh, không thể. Đoan Mục Trường Phong lập tức lắc đầu, cho dù đại nhân vật như hắn, vì chứng kiến đan phương này cũng trả cái giá không nhỏ, hơn nữa còn là bởi vì hắn đang giúp đỡ nghiên cứu hồi nguyên đan, bằng không phải trả giá càng to lớn hơn. Tiểu tử này là món đồ gì, có thể dễ dàng liền thấy đan phương? Trương Vị Sơn nhìn về phía Chư Hòa Tâm, không phải hắn không tín nhiệm hảo hữu tri giao này, nhưng vấn đề là Lăng Hàn thực quá trẻ tuổi, để hắn cảm thấy vô căn cứ. Trương lão đầu, ngươi không tin ta? Chư Hòa Tâm tức rồi, này là đan đạo đại sư chân chính, ngay cả hắn cũng hận không thể bái làm môn hạ, chỉ là hắn căn bản không lọc mắt Lăng Hàn mà thôi. Nhưng Đoan Mục Trường Phong lại dám hoài nghi năng lực của Lăng Hàn, cho rằng đối phương không có tư cách xem đan phương, cái này há có thể không làm hắn ứa ra lửa giận? Nếu không phải nể mặt Trương Vị Sơn, hắn đã có kích động liều mạng với đối phương. Trương Vị Sơn cau mày, từ đáy lòng mà nói, hắn đương nhiên đồng ý tin tưởng Chư Hòa Tâm, dù sao cũng là hảo hữu tri giao mấy chục năm, hắn làm sao có khả năng không biết đối phương. Nhưng Lăng Hàn quá trẻ, trẻ đến không có một chút xíu phong thái của đan đạo đại sư. Được, được, được. Chư Hòa Tâm đem do dự của Trương Vị Sơn nhìn ở trong mắt, tức giận đến lồng ngực run run nói, Trương Vị Sơn, nếu ngươi không tin ta, ngày hôm nay ta liền tuyệt giao với ngươi. Chư lão đầu, Trương Vị Sơn kinh hãi đến biến sắc, Chư Hòa Tâm ngay cả tuyệt giao cũng nói ra, có thể thấy đối phương tức giận cỡ nào. Hắn vội vã xua tay nói, ngươi đừng nóng giận, ta lấy ra còn không được sao? Không cần miễn cưỡng. Chư Hòa Tâm hừ một tiếng, ở trong mắt hắn, Lăng Hàn là đan đạo đế vương cao cao tại thượng, thái độ của Trương Vị Sơn như vậy sớm đã có ý thất kính, để hắn cảm thấy thẹn với Lăng Hàn, nào còn mặt mũi để Lăng Hàn trợ giúp bù đắp đan phương. Lăng tiểu hữu, lần này thật là xin lỗi. Hắn hướng về Lăng Hàn kinh hoảng nói. Lăng Hàn khoát tay áo một cái, sau đó nhìn Đoan Mục Trường Phong nói, ngươi cho rằng ta sẽ để một đan phương hồi thiên đan ở trong mắt sao? Ha ha, vậy ta báo tên vài dược liệu ra cho các ngươi nghe một chút. Tử Huân Diệp, Thiên Hoa Quả, Vô Phong Thảo. Hắn một hơi nói ra mười mấy loại dược liệu. Đoan Mục Trường Phong nghe không hiểu ra sao, cái này đến cùng là cái gì? Nhưng trên mặt Trương Vị Sơn lại không ngừng biến sắc, hai tay cũng run rẩy theo, ánh mắt trở nên sáng sủa. Hắn làm sao không biết, cái này chính là dược liệu trên đan phương hồi thiên đan, chỉ là có ba vị dược liệu đã thấy không rõ, phân lượng phối hợp cũng mơ hồ không thể nhận ra. Lăng Hàn không báo tên những dược liệu khác, mỗi một dạng đều là trên đan phương, thậm chí còn có thêm ba vị, điều này ý vị là gì? Đối phương nắm giữ phương thuốc hồi thiên đan hoàn chỉnh, buồn cười, hắn lại còn hẹp hòi, không nỡ lấy ra một tấm đan phương không trọn vẹn, làm cho hắn đỏ mặt đến chỉ muốn tìm một khe nứt chui vào. Trương Vị Sơn có mắt không tròng, kính xin tiểu hữu thứ tội. Trương Vị Sơn vái Lăng Hàn, đầu buông rất thấp, có thể thấy được cái lễ này nặng đến đâu. Lăng Hàn không hề bị lay động, hắn lòng tốt đến chỉ điểm đối phương, lại bị hoài nghi như vậy, đương nhiên sẽ không cao hứng. Đoan Mục Trường Phong càng cảm thấy hai người này đều điên rồi, lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu dao động. Hắn hừ một tiếng, nói, tiểu tử, lão phu không biết ngươi chơi trò gian gì, nhưng muốn lừa gạt lão phu là tuyệt đối không thể. Đoan Mục huynh, mời trở về đi. Trương Vị Sơn đột nhiên bật người dậy, lạnh lùng nói, cái gì? Đoan Mục Trường Phong suýt chút nữa nhảy lên,
đầu ngươi bị lừa đá sao, mới vừa rồi còn đứng cùng một trận tuyến với ta, hiện tại lại quay nòng súng nhắm lão tử, không có ai qua cầu rút ván như thế a. Trương huynh, ngươi đây là ý gì? Vẻ mặt của hắn cũng lạnh lùng, những vật kia của ngươi, chờ sau đó ta sẽ sai người đưa trở về, hiện tại ở đây không hoan nghênh ngươi. Trương Vị Sơn hờ hững nói, hắn suýt chút nữa bị đối phương mê mẩn, bỏ mất một đan đạo đại sư, điều này làm cho hắn há có thể có hảo cảm với Đoan Mục Trường Phong, còn hận không thể cắn đối phương hai cái. Với đan sư mà nói, không có sự tình vinh quang hơn chữa trị cổ đan phương. Được, được. Sắc mặt của Đoan Mục Trường Phong tái xanh, hắn đường đường đang kiếm song tuyệt, địa vị tôn sùng cỡ nào, hiện tại lại bị người hạ lệnh trục thắt, hơn nữa là bởi vì một tiểu tử chưa ráo máu đầu, hắn há có thể không giận tím mặt. Hắn vẫy tay áo, đoạt môn mà đi. Trước khi ra cửa, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, tràn ngập lạnh lẽo. Hiển nhiên, hắn đổ tất cả những thứ này lên đầu Lăng Hàn. Họa vô đơn chí a. Lăng Hàn lắc đầu, đối phương là Dũng Tuyền cảnh, tạm thời không phải hắn có thể đối đầu, không thể bất cẩn. Chư lão đầu, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Trương Vị Sơn cười nói, coi như ngươi thức thời. Chư Hòa Tâm trước tiên trừng Trương Vị Sơn một cái, dù sao cũng là bạn bè của mấy chục năm, vừa nãy hắn cũng chỉ là nói mát. Hắn đi tới trước mặt Lăng Hàn, vái thật dài, nói, tiểu hữu, lão hữu bồi cái không phải, lão phu cũng vậy. Trương Vị Sơn cũng vái chào, chỉ là thái độ của hắn không thể so với Chư Hòa Tâm, bởi vì Chư Hòa Tâm tự xưng lão hữu, mà hắn là lão phu, vẫn còn cái giá. Nhưng Thích Chim Thai ở một bên lại xem trợn mắt ngoác mồm, sư phụ bởi vì Lăng Hàn đuổi đang kiếm xong tuyệt Đoan Một Trường Phong đi, hơn nữa còn kết thù, tiểu tử này cũng quá trâu bò a. Lăng Hàn đi tới bên bàn, lấy giấy bút ra, lập tức viết như rồng bay phượng múa. Hắn viết rất nhanh, sau đó đưa giấy cho Trương Vị Sơn. Nể mặt mũi của Chư Hòa Tâm, hắn vẫn quyết định giúp Trương Vị Sơn một tay. Dù sao Chư Hòa Tâm cũng đi theo làm tùy tùng, vì hắn bỏ khá nhiều công sức, còn cung cấp manh mối Địa Long Thảo. Trương Vị Sơn tiếp nhận giấy, ánh mắt quét qua, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đây là đan phương của Hồi Thiên Đan, tuyệt đối đúng, bởi vì không chỉ dược liệu giống tàn phương, hơn nữa phối chế cũng giống, còn nhiều ra ba vị dược liệu không trọn vẹn. Trương Vị Sơn vô cùng kích động, bởi vì đan đạo giới hiện tại đã công nhận Hồi Thiên Đan thất truyền. Lúc trước dù hắn bỏ số tiền lớn mua được tàn phương, tấm tàn phương kia kỳ thực đã bị rất nhiều đan sư thôi diễn qua, muốn tính ra phương pháp phối chế hoàn chỉnh, nhưng đều không thành công. Nếu như hắn đẩy ra thành đan, địa vị ở đan đạo giới tất sẽ tăng lên một đoạn dài. Buồn cười, trước đó hắn còn không nỡ cho người ta xem tàn phương, hiện tại mất mặt thế nào a? Mặt hắn trở nên đỏ chót. Chư Hòa Tâm hừ một tiếng, nói, Trương lão đầu, hiện tại cao hứng chứ, hắn còn chưa nguôi cơn tức. Khà khà, khà khà khà. Trương Vị Sơn có chút ngượng ngùng nở nụ cười, cầm đan phương như là bảo bối. Lăng Hàn đi ra ngoài, nói, ta đi đây, đa tạ tiểu hữu. Trương Vị Sơn vội vã nói, biết được Lăng Hàn đang ở Thiên Dược Các, hắn ngược lại không vội sửa chữa quan hệ với Lăng Hàn, hơn nữa hắn cũng cần một ít thời gian đến thích ứng. Lăng Hàn gật gù, ra khỏi phòng, lững thững mà đi. Này này này, ngươi người này quá không có suy nghĩ a. Thích Chim Thai đuổi theo, vẻ mặt đầy trách cứ. Lăng Hàn cười nói, ta không có suy nghĩ nơi nào, ngươi rõ ràng không phải đệ tử của Chư đại sư, lại hại người ta mất mặt. Nàng trách cứ, trước nàng còn nói muốn làm sư tỷ của Lăng Hàn, sau này bảo bọc Lăng Hàn, không nghĩ tới tên này trâu bò như vậy, lại đuổi Đoan Một Trường Phong đi rồi. Ta chưa hề nói là người cho rằng như thế. Lăng Hàn lắc đầu, mặc kệ, ngươi nhất định phải bồi thường ta. Vẻ mặt của Thích Chim Thai rất vô lại, vậy ngươi muốn ta bồi thường như thế nào? Lăng Hàn hỏi. Thích Chim Thai nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói, hiện tại ta còn không nghĩ ra, trước tiên ghi đó. Đúng rồi, ngươi là tới tham gia Đại Nguyên Luận Võ sao? Không sai. Lăng Hàn gật đầu, vậy ta lòng tốt cho ngươi một ít tin tức bí mật. Thích Chim Thai nói, lần này là đến không ít cao thủ, như tứ ca của ta liền không cần phải nói, khẳng định có thể được số 1. Kế tiếp còn có Thạch Lan Môn Lý Đông Nguyệt, có người nói cũng là tụ nguyên tầng 9, còn luyện võ kỹ hoàng cấp tiểu thiên nguyên thủ đến cảnh giới đại thành, ngay cả tứ ca cũng đánh giá rất cao. Đại Nguyên Luận Võ lần trước, hắn là người thứ 5. Còn có Kim Gia Lão Tam Kim Vô Cực, gia hỏa kia cũng rất yêu nghiệt, tu thành Kim Dương Chưởng của Kim Gia, nghe nói còn có hai đạo chưởng khí, lần trước xếp thứ 6. Còn có, ta nghĩ nghĩ, a, Phù Dương Trấn ra một siêu cấp thiên tài, gọi Hạ Trọng Quang, năm nay mới 18 tuổi, đã là tụ nguyên tầng 8, sức chiến đấu cũng rất khủng bố, tứ ca ta nói hắn có thực lực tiến vào 5 vị trí đầu. Đúng rồi, Giang Trụ Trấn cũng ra một gia hỏa ghê gớm, tên gì nhỉ? Lưu Ích, không đúng, thật giống như gọi Lưu Dư, tương tự mới 18 tuổi, tụ nguyên tầng 8, cũng có thực lực tiến vào 5 vị trí đầu. Cuối cùng chính là tiểu nhi tử của Bách Lý Môn môn chủ, Bách Lý Đằng Vân, nghe nói hiện tại là tụ nguyên tầng 7, nhưng tứ ca ta nói tên này không tệ, thực lực không dưới Lý Đông Nguyệt. Tứ ca của nha đầu này chính là Thích Vĩnh Dạ, có danh xưng Vĩnh Dạ Vương, thiên phú trác việt, thực lực rất mạnh, ngay cả Lưu Vũ Đồng cũng than thở không ngớt. Tuy Lăng Hàn tự tin, nhưng sẽ không mù quáng tự đại, chỉ là trên người hắn có quá nhiều lá bài tẩy, nhìn khắp tụ nguyên cảnh, thực không nghĩ ra ai có thể đối kháng với hắn, chí ít trong Đại Nguyên Thành là chọn không ra. Hắn gật gù nói, cảm ơn tin tức của ngươi. Đúng rồi, buổi tối ngày mai tứ ca muốn làm một tiệc rượu, ngươi cũng tới đi. Thích Chim Thai nói, khách mời đều là người có thể thu được 50 vị trí đầu trong Đại Nguyên Luận Võ lần này. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, nói, ca ca của ngươi là thu mua nhân tâm sao? Thông minh. Thích Chim Thai cũng không phủ nhận, nếu như Thích Vĩnh Dạ muốn đoạt vị trí Đại Nguyên Vương tương lai, tất nhiên phải sớm chế tạo thành viên nòng cốt của mình,
vương vị không phải là ngươi thiên phú cao, thực lực mạnh liền nhất định có thể được, mà phải xem đại thế, toàn bộ vương phủ không người ủng hộ ngươi, làm sao ngươi ngồi lên vị trí này? Tuy thiên phú võ đạo của tứ ca trắc việt, nhưng đại ca đã khổ tâm kinh doanh mười mấy năm, hơn nữa mẫu thân của đại ca là con gái của Liễu gia gia chủ, có Liễu gia chống đỡ, cuối cùng hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Nha đầu này hưng phấn nắm quả đấm nhỏ, thật giống như ước gì đôi huynh đệ kia đánh nhau, để nàng thưởng thức. Đại Nguyên thành ngoại trừ phủ vương gia ra, còn có bốn thế lực lớn đặt ngang hàng, đều không thể khinh thường, phân biệt là Thạch Lan môn, Bách Lý môn, Kim gia cùng Liễu gia. Đại vương tử có quan hệ với Liễu gia, ở trong tranh cướp vương vị chiếm cứ thượng phong tương đối. Lăng Hàn chỉ tùy ý nghĩ, loại tranh vương vị này có quan hệ gì tới hắn? Thích Chim Thai lải nhải, sau khi quấn quýt lấy Lăng Hàn thật lâu, lúc này mới chịu thả hắn rời đi. Chỉ là vừa xoay người, nàng liền lộ ra nụ cười giảo hoạt, lẩm bẩm nói: "Tứ ca a tứ ca, ta thay ngươi tìm một giúp đỡ đắc lực, ngươi tuyệt đối không nên đập phá." Lăng Hàn có thể khiến Chư Hòa Tâm, Trương Vị Sơn gọi một tiếng tiểu hữu, ở trên đan đạo tất nhiên có thành tựu kinh người, nếu Thích Vĩnh Dạ có thể được Lăng Hàn trợ giúp, vậy khẳng định có vô số võ giả đồng ý nhờ vả, không gì khác, chính là vì đan dược, võ giả tu hành không thiếu được đan dược chống đỡ, mà trong thế lực có một vị đan sư cao cấp, sức hấp dẫn này tự nhiên không cần nhiều lời. Lăng Hàn sao không nhìn thấu cô gái nhỏ kia đánh chủ ý gì, nhưng hắn không để ở trong lòng, cũng muốn đi gặp Thích Vĩnh Dạ kia một lần, xem đến tột cùng là thiên tài như thế nào. Ngày thứ hai, Lăng Đông Hành bồi tiếp Lăng Hàn đi báo danh, Đại Nguyên luận võ chỉ giới hạn võ giả bản địa tham gia, cần cung cấp thân phận chứng minh nghiêm ngặt, bởi vì cái này dính đến tiêu chuẩn tiến vào Hổ Dương Học viện. Vũ Quốc có 36 thành, tự nhiên không thể có chuyện trình độ võ đạo mỗi thành đều tương đồng, có cao có thấp, bởi vậy một võ giả đồng dạng tham chiến ở thành mạnh chỉ có thể thu được vị trí 60, nhưng tham chiến ở thành yếu lại có thể thu được vị trí 40, vì tiến vào Hổ Dương Học viện không chạy đi thành yếu tham chiến mới lạ. Người của Đại Nguyên thành chỉ có thể ở tham gia luận võ Đại Nguyên thành, người thành khác không thể tới đây, mọi người đều bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình. Rất nhiều người báo danh, đội ngũ thật dài. Lăng Hàn rất an tâm đứng xếp hàng, hắn đã triệt để thả xuống thân phận thiên nhân cảnh kiếp trước, tất cả bắt đầu lại từ đầu, làm người bình thường, xếp hàng lại có cái gì. Đại khái 2 giờ sau hắn mới trồi lên đầu, phía trước cũng chỉ còn sót lại một người, nhưng lúc này chỉ thấy một thiếu niên ở dưới bốn tráng hán bận hắc y bao vây, một đường mạnh mẽ chen tới. Năm người đi tới chỗ ghi danh, trực tiếp xuyên đến trước mặt Lăng Hàn. "Này, ra sau xếp hàng đi." Lăng Hàn hơi nhướng mày, bất mãn nói: "Hả?" Thiếu niên kia quay đầu nhìn Lăng Hàn một chút, không khỏi bật cười, dùng vẻ mặt tràn ngập không thể tin tưởng nói: "Ngươi lại muốn ta đi xếp hàng? Ngươi biết ta là ai không? Ta quản ngươi là ai, chạy trở về phía sau đi." Lăng Hàn lạnh lùng nói: "Ha ha ha ha." Thiếu niên kia cười to, thật giống như nghe được chuyện cười lớn, hắn lắc lắc đầu: "Ngươi không biết ta là ai? Ta là Kim Vô Tương, ca ca ta gọi Kim Vô Cực." Kim Vô Cực, một trong mấy người mạnh nhất của Đại Nguyên luận võ lần này, chẳng trách tên này lớn lối như thế, thân là thiếu gia Kim gia, lại có một lão ca mạnh mẽ, quả thật có tư cách hoành hành vô kỵ. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Lăng Hàn: "Ta không quản ngươi là Kim Vô Tương hay Kim Vô Cực, đều xếp hàng cho ta." Lăng Hàn không nhịn được vất vất tay, Kim Vô Tương thu hồi nụ cười, nhưng trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, tiểu tử này biết thân phận của mình còn dám tranh luận với hắn. Hắn hừ một tiếng, nói: "Thiếu gia ta xem thường chấp nhặt với tiểu nhân vật như ngươi." Hắn xoay người muốn báo danh. Cút! Lăng Hàn đưa tay ra, chọc vào vai Kim Vô Tương, sau đó ném mạnh, xoạt, tên này liền bị văng ra ngoài. Oành! Hắn đụng vào tường, đau đến nghe răng nhếch miệng. "Vô Tương thiếu gia!" Bốn tên đại hán vội chạy đi đỡ Kim Vô Tương, nhưng Lăng Hàn không nhìn nhiều, nói: "Ta muốn ghi danh." Hắn nhìn về phía người phụ trách ghi danh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ông lão này nhìn như phổ thông lại là cao thủ dũng tuyền cảnh, hồn trướng, dám ra tay với bản thiếu, còn muốn làm như chuyện gì cũng không có phát sinh sao? Bốn tên đại hán của Kim Vô Tương đi nhanh tới, trong mắt đều muốn phun ra lửa. Hắn đường đường là Kim gia lục thiếu, thân là đệ đệ của Kim Vô Cực, lại có người dám không bán mặt mũi cho hắn. Cút! Lăng Hàn lãnh đạm nói: "Con mẹ nó, ngươi là ai, lại dám vô lễ với bản thiếu?" Kim Vô Tương giận dữ nói, đưa tay ra tóm tới Lăng Hàn. Ở chỗ này nhao nhao ồn ào cái gì? Lão giả phụ trách báo danh mở miệng, rất không vui nói: "Lão gia hỏa, ngươi dám quản sự tình của bản thiếu gia?" Kim Vô Tương hung hăng quen rồi, huống hồ lại đang nổi nóng, lập tức hừ một tiếng, trợn mắt nhìn ông lão. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, tên này thật là tự tìm đường chết. Kha kha, Kim gia thật là một đời không bằng một đời, hiện tại tiểu quỷ càng ngày càng không hiểu chuyện. Ông lão thở dài, tay phải bắn ra, oành, một sức mạnh khổng lồ dâng lên, Kim Vô Tương bị đánh bay, trực tiếp bay ra khu vực báo danh. Ông lão này vừa ra tay, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là một đại cao thủ, không ai không kinh sợ. Ai có thể nghĩ tới, một ông lão phụ trách ghi danh, dĩ nhiên là cao thủ thâm tàng bất lộ. Ta biết vị tiền bối này là ai, là đại quản gia của Đại Nguyên Vương phủ. Cái gì? Đại quản gia của Đại Nguyên Vương phủ? Sao hắn lại đích thân làm chuyện này? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Có người nhận ra thân phận của lão giả này, nhất thời gợi ra xì xào bàn tán, mà Kim Vô Tương nguyên bản còn muốn trả thù, liền trở nên thành thật. Kim gia xác thực rất có quyền thế, nhưng so với Đại Nguyên Vương phủ thì chả là cái cóc khô gì. Hắn hung hăng, bá đạo, nhưng lại không ngốc, biết người nào có thể trêu, người nào không thể chọc. Hắn lập tức yểu xìu mang theo bốn tùy tùng chạy, ngược lại báo danh phải đến ngày kia mới hết hạn, không cần phải chọn hôm nay.
Có điều, Lăng Hàn đã bị hắn ghi hận, nếu không có tên này nhúng tay, như thế nào sẽ xảy ra tranh chấp chứ? Đa tạ tiền bối giữ gìn lẽ phải. Lăng Hàn chắp tay nói, đây là một cường giả dũng tuyền cảnh, so với hắn bây giờ mạnh hơn quá nhiều, mà hắn cũng triệt để thả xuống thân phận thiên nhân cảnh, đang đạo đế vương kiếp trước, kêu tiếng tiền bối cũng không có gì không thích hợp. Đại quản gia hơi mở mắt, cười cợt nhìn Lăng Hàn nói, tuổi còn trẻ liền đột phá tụ nguyên cảnh, là một nhân tài. Thất tiểu thư nhà ta cùng ngươi chênh lệch không nhiều, đúng là có thể nói việc hôn nhân. Mọi người nghe xong, sắc mặt đều quái lạ, hóa ra vị đại quản gia kia là ở đây tìm phò mã cho vương phủ sao? Có điều, quận chúa kết hôn tuyệt đối không thể do một vị quản gia làm chủ, đại quản gia nhiều nhất chỉ là phụ trách tuyển vòng thứ nhất, nếu thông qua còn phải do đại nguyên vương định đoạt. Dù như vậy, mọi người cũng nhìn Lăng Hàn với cặp mắt khác xưa, có thể được một vị cường giả dũng tuyền cảnh coi trọng, tiểu tử này tất có chỗ hơn người. Nhưng Lăng Hàn thầm nghĩ, thất tiểu thư, này không phải là thích chim thai sao? Hắn cười ha ha, nói, đa tạ tiền bối thưởng thức, chúng ta vẫn là trước ghi danh đi. Lá gan của tiểu tử này không nhỏ, lại khéo léo từ chối đại quản gia như thế. Đại quản gia vẫn cười nhẹ, hắn chỉ là được lệnh từ đại nguyên vương, nhìn khóa này có thiên tài xuất sắc hay không, tuyệt không phải hắn coi trọng Lăng Hàn. Như vậy Lăng Hàn liền có thể trở thành con rể của vương phủ. Được, ngươi là người ở nơi nào, năm nay bao nhiêu tuổi, tu vi ra sao, tên gọi là gì? Tại hạ Lăng Hàn, đến từ Thương Vân Trấn, năm nay 17 tuổi, tụ nguyên tầng 4. Lăng Hàn đáp, phốt, người phụ cận đều trừng con ngươi ra, thật giống như thấy quỷ vậy. Lăng Hàn là tụ nguyên cảnh, rất nhiều người đều nhìn ra, nhìn không ra cũng bị đại quản gia nhắc nhở ra. Nhưng nhìn Lăng Hàn còn trẻ như vậy, ai cũng cho rằng hắn chỉ vừa đột phá, nhiều lắm là tụ nguyên tầng 1 đỉnh cao. Nhưng không ngờ Lăng Hàn là tụ nguyên tầng 4, 17 tuổi tụ nguyên tầng 4. Chuyện này quả thật kinh người, dù thiên tài như Tứ Vương Tử, được vương phủ cung cấp tài nguyên tu luyện vô cùng vô tận, thời điểm 17 tuổi có đạt đến tụ nguyên tầng 4 không? Có thế có, nhưng nhiều nhất cũng chỉ thế. Như vậy so sánh, liền có thể nhìn ra Lăng Hàn yêu nghiệt rồi, chẳng trách đại quản gia mở miệng muốn chiêu hắn làm phò mã. Lăng Hàn lấy ra chứng minh hộ tịch, đây là mỗi quốc dân của vũ quốc sinh ra liền được ban phát, mà không có chứng minh hộ tịch, chỉ cần bị phát hiện, vậy chỉ có thể làm đầy tớ, hoặc trốn chạy rất xa. Đại quản gia chỉ nhìn qua loa, liền phát cho Lăng Hàn một lệnh bài, đây là lệnh bài ngày kia tham gia đại nguyên luận võ, bởi vì không có ai sẽ làm giả thân phận, dù ở luận võ đánh vào 50 vị trí đầu, còn có thể tiến hành nghiệm chứng thân phận lần nữa, lúc này bị tra ra, tuyệt đối là trọng tội. Đại quản gia cảm thấy rất hứng thú với Lăng Hàn, không ngừng trò chuyện, ngay cả việc nhà cũng nói, giống như thật muốn gả khuê nữ của mình đi. Tuy những người khác chờ đến gấp, nhưng không ai dám dục, đại quản gia của đại nguyên vương phủ này, không nói thân phận, bản thân hắn cũng là dũng tuyền cảnh, ở đại nguyên thành, là cường giả tuyệt đối, vẫn là Lăng Hàn chủ động muốn rời đi. Đại quản gia mới kết thúc đối thoại, nhưng nói với Lăng Hàn, rảnh rỗi có thể đi đại nguyên vương phủ chơi, để tất cả mọi người ước ao đỏ mắt, cái này tương đương như cho Lăng Hàn một tấm bùa hộ mệnh, ai dám làm khó Lăng Hàn, bởi vì báo danh mất nhiều thời gian. Phụ tử Lăng Đông Hành ăn qua bữa trưa ở bên ngoài mới về Thiên Dược Các, ngồi một lát, thì trời đã gần tối. Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng chuẩn bị một chút, liền xuất phát đi phủ đệ của Tứ Vương Tử, tham gia tiệc tối. Phủ đệ của Tứ Vương Tử chỉ cách Đại Nguyên Vương phủ một con đường, rất gần, nhưng có thể có được phủ viện độc lập, trong rất nhiều nhi tử của Đại Nguyên Vương, chỉ có hai người có tư cách nắm giữ, Đại Vương Tử cùng Tứ Vương Tử. Đại Vương Tử thích Vĩnh Thắng, từ nhỏ đã triển lộ ra phong mang, thiên phú siêu cao, hơn nữa lại là con trưởng, tự nhiên vững vàng dựng nên thân phận vương tử, nhưng theo Tứ Vương Tử quật khởi mạnh mẽ, hắn liền bị uy hiếp cực lớn, vị trí vương tử tự hồ tràn ngập nguy cơ, bởi vậy, hai vương tử đấu pháp càng thêm lợi hại, cũng làm cho rất nhiều thế lực đau đầu, đến cùng nên dựa vào vị vương tử nào, nếu vị vương tử mình nương nhờ ngày sau vinh đăng vương vị, kia tất nhiên là tốt, địa vị có thể nước lên thì thuyền lên, nhưng vạn nhất thất bại thì sao? Nhất triều thiên tử nhất triều thần, bọn họ tuyệt đối sẽ bị thanh toán. Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng không có cưỡi xe ngựa, đi bộ tới phủ đệ của Tứ Vương Tử, cửa có rất nhiều hộ vệ canh gác, một bên đảm nhiệm công tác tiếp khách, hai vị, phiền phức đưa thiệp mời. Thấy hai người đi tới, một gã hộ vệ tiến lên ngăn bọn họ, thiệp mời. Lăng Hàn ngẩn ra, hắn nào có đồ chơi này, thích chim thai chỉ mời hắn trên miệng. Hắn nói, ta tên Lăng Hàn, nên ở trong danh sách tân khách a, thật không tiện, người không có thiệp mời là không được đi vào. Hộ vệ kia nghiêm nghị nói, có phải là bị nha đầu thích chim thai kia giở trò không? Lăng Hàn không khỏi nói thầm, ha 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 ha, không có thiệp mời cũng dám tới nơi này. Thanh âm trào phúng vang lên, chỉ thấy một thanh niên từ trên xe ngựa đi xuống, một thân lễ phục hoa lệ, có vẻ cực kỳ tao khí. Hắn là Kim Vô Tương, buổi trưa còn xảy ra xung đột với Lăng Hàn. Nhà quê, nơi này là phủ đệ của Tứ Vương Tử, không phải a miêu a cẩu gì cũng có thể vào. Kim Vô Tương cười gằn, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng, rất đắc ý dơ dơ nói, nhìn rõ ràng, đây là thiệp mời. Có điều loại tiểu nhân vật như ngươi, đời này cũng không thể thu được. Hắn thực sự là quá cao hứng, buổi trưa bởi vì kiên kỵ đại quản gia của vương phủ, hắn chỉ có thể yểu xìu bỏ chạy, nhưng lại gặp phải Lăng Hàn ở đây, đây là trời cao cho hắn cơ hội báo thù a. Ha ha, nhất định phải hảo hảo nhục nhã người này, lại hại chết hắn. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, tên này chỉ là luyện thể tầng 9, tại sao cảm giác ưu việt mãnh liệt như thế? Hơn nữa cả ngày kéo cừu hận cho gia tộc, nếu như gặp phải cường giả tính khí khác biệt, trực tiếp diệt Kim gia cũng có thể, còn đứng ở chỗ này làm gì?
cho rằng đứng lâu, người ta sẽ đồng tình các ngươi, để cho các ngươi đi vào. Kim Vô Tương tiếp tục trào phúng, nhưng thời điểm ánh mắt đảo qua Lưu Vũ Đồng, con mắt không khỏi trợn lên. Lúc này hắn mới phát hiện Lưu Vũ Đồng tồn tại, nhất thời bị mỹ nhân băng sương này mê hoặc, chỉ cảm thấy tim đập tăng nhanh, cả người tỏa nhiệt. Tiểu tử, ngươi đem, hoành, Kim Vô Tương vừa mở miệng, liền bị Lăng Hàn đánh vào mặt, cả người bị đánh bay ra ngoài. Loại công tử bột này đương nhiên không thể nói đạo lý gì, vì lẽ đó Lăng Hàn sớm ra tay, miễn cho dơ lỗ tai của mình. Ngươi lại đánh ta, Kim Vô Tương bò lên, chỉ cảm thấy oan ức đến cực kỳ, chỉ một ngày, hắn đã bị Lăng Hàn đánh hai lần. Hắn là Kim gia lục thiếu, chưa từng bị đãi ngộ như vậy a, không muốn bị đánh lần thứ ba, cút. Lăng Hàn phủi một cái tay, ngươi thật to gan, đây là sống thiếu kiên nhẫn sao? Ánh mắt của Kim Vô Tương phun lửa, nói với những hộ vệ kia, các ngươi đều nhìn thấy, tên này lại dám đánh khách mời của tứ vương tử, còn không bắt hắn, tên này ngược lại không ngu ngốc, biết dựa thế, Lăng công tử, còn xin phối hợp chúng ta một hồi. Một gã hộ vệ đi tới, mời theo chúng ta. Tuy mọi người đều biết Kim gia lục thiếu là ăn hại, trong thành người chán ghét hắn muốn gấp ngàn lần người yêu thích, nhưng nơi này là phủ đệ của tứ vương tử, há để người khác làm càn. Kim Vô Tương đắc ý, vì sự thông minh của mình mà hưng phấn, nhìn xem, ai nói hắn rời khỏi gia tộc liền chẳng là cái thá gì. Này, vì sao ồn ào như thế? Một cung trang thiếu nữ đi ra, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt đầy giảo hoạt, chính là Thích Chim Thai, bái kiến thất quận chúa. Chúng hộ vệ liền vội vàng hành lễ, miễn, nha đầu này như ông cụ non nhấc tay, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn, cố ý lộ ra vẻ khiếp sợ nói, nghe truyện trên kênh sao ngươi còn ở bên ngoài? Trong lòng Lăng Hàn rõ ràng, nha đầu này là cố ý không cho hắn thiệp mời, muốn xem hắn đẹp đẽ. Bởi vậy, nàng khẳng định vẫn chờ ở gần cửa ra vào, tự nhiên nhìn thấy cảnh Lăng Hàn và Kim Vô Tương phát sinh xung đột, nàng sớm có thể ngăn cản, nhưng đến hiện tại mới ra, hiển nhiên nha đầu này cũng là người e sợ cho thiên hạ không loạn. Nghe nàng nói như thế, chúng hộ vệ tự nhiên rõ ràng Lăng Hàn đúng là khách mời của ngày hôm nay, về phần tại sao không có thiệp mời, cái này tự nhiên không cần để ý, mà thất quận chúa mở miệng, bọn họ tự nhiên không thể đi bắt Lăng Hàn. Lăng công tử, thất lễ. Chúng hộ vệ đều thi lễ với Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ là cho Thích Chim Thai một ánh mắt uy nghiêm, nhưng tiểu nha đầu lại không sợ, hướng về hắn lè lưỡi, sau đó như một làn khói chạy đến bên người Lưu Vũ Đồng, nói, qua, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Kim Vô Tương tức giận đến gần chết, cảm tình hắn chính là kẻ xấu tác quái, tự tìm lúng túng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, tự nhiên cho rằng Lăng Hàn là ôm bắp đùi của Thích Chim Thai, suy nghĩ thêm bên người đối phương còn có một nữ tử đẹp như hoa, hắn nhất thời rõ ràng, cái tên này là cao thủ tán gái, hành nghề bám váy đàn bà. Nghĩ như thế, hắn càng thêm xem thường Lăng Hàn, trong lòng càng bốc lên rất nhiều ý nghĩ, nghĩ làm sao mới có thể hại chết Lăng Hàn, xả cơn giận này ra. Hắn đang suy nghĩ, lại thấy Lăng Hàn đi tới gần hắn, hắn không khỏi đứng thẳng eo, nói, hiện tại còn muốn giảng hòa với ta. Quá trễ. Ta nhất định sẽ, đùng, ăn một cái tát, để hắn hoàn toàn bối rối. Hắn, đường đường Kim gia lục thiếu, lại mất mặt ở trước mặt mọi người, đây là nhục nhã cỡ nào. Mà bốn phía, mặc kệ là Thích Chim Thai, đám hộ vệ, hay khách mời chạy tới sau, thấy cảnh này đều hít vào một hơi. Tiểu bối phát sinh xung đột, không có chuyện gì, bình thường, đại nhân đều sẽ không ra tay, nhưng đánh người không đánh mặt, cái nhục nhã này không chỉ là Kim Vô Tương, càng là Kim gia phía sau hắn. Không nói cái khác, ngay cả đại vương tử, tứ vương tử cũng sẽ không tùy ý bạc tay Kim Vô Tương, trừ khi đối phương làm sai đến mức tận cùng. Lăng Hàn là ai, lại dám làm như thế? Nguyên tắc của Lăng Hàn rất đơn giản, ngươi không chọc ta, vậy ta sẽ không tới chọc ngươi, nhưng nếu ngươi không có mắt, vậy phải làm tốt chuẩn bị chịu đựng lửa giận của hắn. Ngươi hết lần này tới lần khác trêu chọc ta, cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Hắn lạnh lùng nói. Kim Vô Tương thực sự là muốn khóc chết, buổi trưa là hắn bị quất bay, hiện tại cũng là hắn bị đập bạc tai, tất cả đều là hắn chịu thiệt a. Ngươi lại còn nói như thế, trên đời này có đạo lý hay không? Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ lại, hai lần đều là hắn gây hấn trước tiên, hiện tại ngươi cứ việc đắc ý, chờ ca ca của ta đến, ngươi sẽ biết tay. Kim Vô Tương lớn tiếng nói, hắn tin tưởng ca ca của mình nhất định sẽ cho mình hả giận. Đùng, 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 Lăng Hàn liền cho hắn ba, bốn cái bạc tai, không nhìn uy hiếp của đối phương ở trong mắt chút nào. Ta chờ, hắn ném một câu, sau đó cùng Lưu Vũ Đồng, Thích Chim Thai tiến vào phủ đệ. Ngươi còn gây rắc rối hơn ta a, thất quận chúa than thở, lần này có thể xông đại họa, kia là đệ tử Kim gia, tuy vô dụng, nhưng ca ca của hắn là Kim Vô Cực a, ta không phải từng nói với ngươi, Kim Vô Cực lợi hại đến mức nào sao, ngươi còn muốn chọc giận hắn, ai, ta phải thông báo cho sư phụ, để hắn thu thập tàn cục thay ngươi, ta mới không lý tới. Lăng Hàn gõ đầu nàng một cái, nói, nếu không phải ngươi có ý định bất lương, không cho ta thiệp mời, sẽ có nhiều chuyện như vậy sao? Cái gì ý định bất lương, ngươi không nên oan uổng người tốt. Thích Chim Thai liền vội vàng lắc đầu như trống bỏi, cái tội danh này nàng là đánh chết cũng không thể nhận, người ta chỉ là quên, quên không được sao? Lưu tỷ tỷ, ngươi nói đúng hay không? Nàng lại làm nũng nói với Lưu Vũ Đồng. Lưu Vũ Đồng vẫn lạnh lùng như cũ, để Thích Chim Thai nhìn mà hai mắt ứa ra quang mang, chỉ cảm thấy vị tỷ tỷ này quá có cá tính. Ba người đi tới phòng khách, nơi này đã dọn lên gần trăm cái bàn, nhưng không phải loại bàn tròn bình thường, mà là bàn nhỏ dài, nhiều nhất chỉ có thể song song ngồi hai người, đây là một người một bàn, nếu như dẫn theo đồng bạn, như vậy hai người một bàn cũng không chật. Bàn này mỗi năm cái một hàng, từ trong ra ngoài,
mãi cho đến cửa phòng khách. Hiển nhiên, vị trí càng gần bên trong, cho thấy thân phận càng cao. Hiện tại số bàn đã ngồi gần hết, ngoại trừ hàng thứ nhất còn có một bàn trống còn lại đều sau hàng thứ 10. Ngươi tùy tiện tìm vị trí ngồi đi. Thích Chim Thai nói, khóe miệng hơi dương, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Nàng đưa ra cho Lăng Hàn một câu đố khó, ngược lại muốn xem người này sẽ ngồi ở nơi nào. Bởi vì địa phương khá cao chỉ có một vị trí, nhưng đây chính là hàng thứ nhất, chỉ có mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi mới có tư cách ngồi. Tu vi của Lăng Hàn hiển nhiên kém quá nhiều, nhưng nếu Lăng Hàn ngồi chỗ sau, vậy thì đại biểu tâm trí của hắn không đủ cao, tùy tiện liền luồn cuối. Lăng Hàn hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ gật đầu, không chút suy nghĩ đi đến hàng thứ nhất. Tuy hắn thả xuống vinh quang kiếp trước, nhưng hắn vẫn nắm giữ một trái tim cường giả như cũ. Nếu hàng thứ nhất còn vị trí, như vậy hắn tự nhiên chỉ có thể ngồi ở chỗ đó. Thích Chim Thai le lưỡi một cái, thầm nghĩ lần này có trò hay để nhìn, nhưng nàng coi như không có chơi quên hết trời đất, lập tức gọi một tên hạ nhân, để hắn đi thiên dược các thông báo Trương Vị Sơn, bằng không sự tình làm lớn liền không dễ thu thập. Hả? Ồ, a, nhìn thấy Lăng Hàn nhanh chân về phía trước, người đã an vị đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng đều dâng lên một ý nghĩ, tên này là ai? Nhìn dáng dấp là muốn ngồi hàng thứ nhất, nhưng hàng thứ nhất có 5 vị trí, 4 bàn đã bị người chiếm, không bàn nào không có chủ nhân, chỉ là vẫn chưa đến mà thôi. Đó là của Kim Vô Cực, tên này là ngớ ngẩn sao? Ngay cả vị trí của Kim Vô Cực cũng dám cướp, thú vị. 4 người ở hàng thứ nhất đều lộ ra nụ cười, có tràn ngập trào phúng, có như nhếch miệng cười, ngược lại muốn xem tiểu tử này là tự đại cuồng vọng hay thật có thực lực. Có điều, rất nhanh ánh mắt của bọn họ đều tập trung đến trên người Lưu Vũ Đồng. Thiếu nữ này thực sự là quá đẹp, mặc dù có chút lạnh, nhưng này cũng là một loại khí chất. Hơn nữa, nàng rất mạnh, lẽ nào nàng mới là chính chủ, tiểu tử phía trước chỉ là tôi tớ của nàng. Lúc này mới hợp lý. Ta phốc, nhưng 4 người thiếu chút nữa liền phun ra ngoài. Bởi vì bọn họ thấy Lăng Hàn ngồi xuống, mà Lưu Vũ Đồng thì ngồi chết một bên, đã như thế, ai chủ ai thứ vừa xem hiểu ngay, thực sự là khó mà tin nổi, nữ tử lãnh diễm tuyệt mỹ, thực lực mạnh mẽ như vậy, lại chỉ có thể ngồi dưới tiểu tử kia, hắn đến tột cùng có lai lịch gì, nhất định là truyền nhân của hào môn nào đó, bằng không sẽ không dám đoạt vị trí của Kim Vô Cực. Ha 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 ha, để các vị đợi lâu. Trong tiếng cười sảng khoái, một nam tử vóc người thon dài từ bên trong đi ra, long hành hổ bộ, có phong thái vương giả. Cái này không phải vương giả về mặt thực lực, mà là một loại tự tin. Tham kiến Tứ Vương Tử, tất cả mọi người dồn dập đứng lên, chủ nhân ra trận, khách mời đương nhiên phải nể tình. Tứ Vương Tử ngồi một mình một bàn, vị trí đứng đầu gần bên trong, mà hắn là mặt hướng cửa, không giống người khác đều đối diện vách tường. Ngồi, mời ngồi. Ánh mắt của Tứ Vương Tử Thích Vĩnh Dạ quét qua, phát hiện hàng thứ nhất xuất hiện một khuôn mặt xa lạ, trong lòng không khỏi sững sờ, này là ai, sao lại đoạt vị trí của Kim Vô Cực? Nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh quét đến Lưu Vũ Đồng, trong lòng nhấc lên sóng gió không nhỏ. Hắn cũng là người của Hổ Dương Học Viện, tự nhiên nhận ra Lưu gia quý nữ, nhưng nàng lại ngồi dưới Lăng Hàn. Cái này, ngươi để Thích Vĩnh Dạ làm sao có thể không giật nảy cả mình? Nhưng hắn dù sao cũng là Tứ Vương Tử, lòng dạ thâm hậu, trên mặt không có lộ ra vẻ kinh dị gì, chỉ là ánh mắt nhìn Lưu Vũ Đồng lâu hơn một chút. Cái này cũng không có khiến người khác hoài nghi, bởi vì rất bình thường, nàng quá đẹp, là nam nhân đều sẽ nhìn nhiều. Ta đến giới thiệu cho mọi người một chút. Thích Vĩnh Dạ lộ ra nụ cười ung dung tự tin, hiển lộ hết khí vương giả của hắn. Hắn chỉ vào người thứ nhất, vị này chính là Lý Đông Nguyệt Lý Huynh, đệ tử thân truyền của môn chủ Thạch Lan Môn. Lý Huynh, đã lâu không gặp, hình như sắp đột phá dũng tuyền a. Lý Đông Nguyệt cười ha ha nói, Tứ Vương Tử ngươi không nên chế nhạo ta, ngay cả ngươi cũng không có bước vào dũng tuyền cảnh, ta sao có tư cách. Lý Huynh thực sự là quá khiêm tốn. Thích Vĩnh Dạ chỉ về người thứ hai, vị này chính là Bách Lý Đằng Vân, công tử của Bách Lý môn chủ. Bách Lý Đằng Vân rất trẻ tuổi, dáng dấp khoảng 17-18, hắn có chút lạnh lùng, chỉ hừ một tiếng, xem như bắt chuyện. Thích Vĩnh Dạ cũng không cho rằng đó là ngang ngược, tiếp tục giới thiệu, kế tiếp là Hạ Trọng Quan Hạ Huynh, đến từ Phù Dương Trấn, mới có 18, cũng không có tham gia đại nguyên luận võ lần trước, nhưng tin tưởng khóa này chắc chắn hào quang rực rỡ. Vị này là Lưu Dư Lưu Huynh, giống Hạ Huynh, đều 18 tuổi, bản vương tử đồng dạng xem trọng biểu hiện của Lưu Huynh. Còn có vị này, ánh mắt của Thích Vĩnh Dạ đứng ở trên người Lăng Hàn, tiếng nói dừng lại, không tiếp tục nữa, bởi vì hắn không biết nên giới thiệu làm sao. Có điều hắn cũng không xấu hổ, chỉ mỉm cười nhìn Lăng Hàn, tự hồ đang chờ Lăng Hàn tự giới thiệu mình. Hắn cũng rất hiếu kỳ, đến tột cùng Lăng Hàn có thân phận gì, lại có thể để Lưu gia quý nữ hầu hạ ở một bên. Tại hạ Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng lên, khẽ mỉm cười với mọi người, sau đó lại ngồi xuống, chỉ đơn giản như vậy. Lăng gia, hào môn ở nơi nào? Tất cả mọi người hiếu kỳ, trong Hoàng Đô Bát Đại hào môn không có họ Lăng, lẽ nào là gia tộc ở đại thành khác? Này cũng có thể, bởi vì Vũ Quốc tổng cộng có 36 đại thành, mỗi thành thị đều có mấy gia tộc lớn, gộp lại cũng hơn 100 cái, ai có thể hiểu hết. Nhưng Thích Vĩnh Dạ lại càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn biết thân phận của Lưu Vũ Đồng, có thể làm cho Lưu gia quý nữ hầu hạ ở một bên. Lăng gia này đến cùng là quái vật khổng lồ thế nào? Không quan tâm những chuyện đó, nói chung hắn phải giao hảo với Lăng Hàn. Thích Vĩnh Dạ điều động bầu không khí rất nhanh, để lực chú ý của chúng nhân trở lại trên người hắn. Trong đại sảnh nhất thời một mảnh cười to, tất cả mọi người cảm thấy vị vương tử này tràn ngập mị lực, rất nhiều người có ý nghĩ nguyện cống hiến cho hắn. Đại vương tử giá lâm. Đúng lúc này chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng hô to, đại vương tử đến.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, người nào không biết đại vương tử và tứ vương tử bởi vì tranh cướp vương vị mà đánh kịch liệt, vì sao hắn lại đột nhiên chạy đến nơi này? Tứ đệ, đại vương tử xuất hiện ở cửa lớn, hắn là một nam nhân anh tuấn, đại khái chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, khí độ phi phàm, khuôn mặt hắn tươi cười, nhanh chân đi tới chỗ Thích Vĩnh Dạ, nhìn dáng dấp không giống như là oan gia chút nào. Thích Vĩnh Dạ đứng lên, nghênh đón đại vương tử, cũng tươi cười nói, đại ca, sao huynh cũng đến. Lúc hai người tới gần nhau, không hẹn mà cùng dừng bước, chỉ mang theo nụ cười nhìn đối phương, nhưng không hề vươn tay ra, ý tứ kề vai sát cánh. Tứ đệ tổ chức tiệc rượu, đại ca như ta đương nhiên phải tới cổ động, đại vương tử cười nói. Thích Vĩnh Dạ không khỏi hơi nhướng mày, hắn tổ chức bữa tiệc này, dụng ý chính là thu mua lòng người, đặt xuống cơ sở để ngày sau hắn leo lên vương vị. Đại vương tử không thể nào không biết điểm ấy, như vậy hắn đến nơi này tất nhiên là vì phá đám. Ha ha, vậy thì đa tạ đại ca. Giọng nói của hắn vô cùng dối trá, nhưng nụ cười trên mặt vẫn sáng lạn như cũ. Đại vương tử ngừng một lát nói, ta còn dẫn theo một vị khách nhân tôn quý. Há, không biết là ai? Thích Vĩnh Dạ hỏi. Hắn biết đại vương tử sẽ không chỉ chạy tới lộ mặt một hồi, nhất định sẽ có động tác thực chất khác. Quách huynh, xin mời. Đại vương tử hướng về nơi cửa nói. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc áo xám đi vào, vóc người trung đẳng, ngũ quan bình thường không có gì lạ, nhưng lúc nhìn thấy huy chương trên ngực hắn, sắc mặt của mọi người đều hơi biến hóa. Đan sư hoàng cấp trung phẩm, đan sư thả tới chỗ nào cũng được hoan nghênh, càng là không thể thiếu. Trong một thế lực, nếu có một vị đan sư tồn tại thì đều có lực hấp dẫn cực lớn đối với tán tu, thậm chí thế lực nhỏ võ giả không thể rời bỏ đan dược. Tứ đệ, ta giới thiệu cho đệ một hồi, vị này là Quách Định Quyền, Quách huynh, đan sư hoàng cấp trung phẩm. Mà nói đến sư phụ của Quách huynh, càng là không ai không biết, chính là nhân xưng đan kiếm song tuyệt đoan một đại sư. Đại vương tử tươi cười sáng lạn, tâm tình cực kỳ sung sướng. Trong miệng Thích Vĩnh Dạ phát khổ, hắn biết đại vương tử là đến đập phá, mà e sợ cũng bị hắn thực hiện được rồi. Quách Định Quyền là đan sư hoàng cấp trung phẩm cũng không có gì, then chốt ở chỗ sư phụ của hắn, Đoan Mục Trường Phong là đan sư huyền cấp hạ phẩm. Tuy hiện tại đi gần với đại vương tử chỉ là Quách Định Quyền, nhưng đồ đệ ở trên một ý nghĩa nào đó, cũng có thể đại biểu thiên hướng của sư phụ. Đây là đại vương tử phát ra một tín hiệu cho mọi người, quan hệ giữa hắn và Đoan Mục Trường Phong rất tốt, được đối phương chống đỡ. Cái này không khác tăng thêm cho hắn một thẻ đánh bạc, càng là một đả kích to lớn đối với Thích Vĩnh Dạ. Phân lượng của đan sư quá nặng. Quách huynh, Thích Vĩnh Dạ còn phải mặt tươi cười mà chào hỏi, không thể đuổi hai người đại vương tử rời đi, bằng không nhất định sẽ truyền ra tin tức nói hắn khí lượng tiểu nhân, làm một thượng vị giả, nhất định phải cho người ta ấn tượng đại khí, ngay cả điểm ấy cũng không làm được, hắn còn có tư cách gì kế thừa vương vị? Quách Định Quyền rất cao ngạo, đối với tứ vương tử cũng chỉ hừ một tiếng, biểu hiện ra ngạo mạn của đan sư vô cùng nhường nhuyễn, nghề nghiệp này quá khan hiếm, rất được sủng ái. Quách huynh mời ngồi. Trong lòng Thích Vĩnh Dạ tức giận, nhưng biểu hiện vẫn rất khách khí. Ánh mắt của Quách Định Quyền đảo qua, trực tiếp đi về phía trước. Nếu muốn ngồi, hắn phải ngồi ở hàng thứ nhất, bằng không mặt mũi của hắn để nơi nào? Bởi vì nơi này năm bàn một hàng, trong lúc đó đối lập lẫn nhau chặt chẽ, hai bên để trống rất rộng. Quách Định Quyền không đi bên trái chính là đi bên phải. Không may, hắn đi chính là bên trái, trực tiếp đi tới bàn của Lăng Hàn. Đến có phải bởi vì nhìn thấy Lưu Vũ Đồng hay không, vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Ngươi có thể cút, hắn lạnh lùng nói. Thật bá đạo, mở miệng liền bảo người ta cút, coi mình là thiên vương lão tử sao? Có điều, người ta chính là đan sư hoàng cấp trung phẩm, càng có một vị sư phụ là đan sư huyền cấp, có lực bá đạo như thế. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, theo người khác cái này tự hồ là muốn thỏa hiệp, nhưng Lưu Vũ Đồng biết đây là Lăng Hàn giận, hơn nữa phi thường tức giận. Hắn nói, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Cút, cút, cút. Quách Định Quyền đương nhiên sẽ không kinh sợ, hắn không chỉ nói một lần, hơn nữa còn cường điệu ba lần. Trong mắt Lăng Hàn lóe lên hàn quang, trong nháy mắt ra tay, tay phải bắt được cổ của đối phương, sau đó nhấn xuống một cái, vành một tiếng, mặt của Quách Định Quyền đánh lên bàn, chấn động đến bầu rượu lệch qua, ngã trên mặt đất. Ô, Quách Định Quyền bị đè trên bàn, tứ chi điên cuồng vung vẩy, muốn thoát khỏi khốn cảnh, nhưng hoàn toàn phí công. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cái tên này cũng quá trâu bò đi, ngay cả đan sư cũng dám đánh. Tê, có gan, đúng là một nam nhân chân chính. Đại vương tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận tím mặt, hắn vạn lần không ngờ, lại còn có người dám đánh Quách Định Quyền. Vốn hắn ở mặt khí tràng đã hoàn toàn áp đảo Thích Vĩnh Dạ, nhưng như thế, mất mặt không chỉ Quách Định Quyền, ngay cả hắn cũng mất mặt theo. Hắn nhanh chân đi tới chỗ Lăng Hàn, tay phải vươn ra, muốn nắm cổ của Lăng Hàn, quát lên, buông tay ra cho bản vương. Soạt, một đạo kình phong lay động, Lưu Vũ Đồng đã ra tay, ngăn đại vương tử lại. Đại vương tử đầu tiên là kinh diễm, nhưng ánh mắt lập tức ngưng tụ, ở trước mặt vương vị, hết thảy đều có thể bỏ qua, mà lá bài Quách Định Quyền này quyết định hắn có thể áp đảo lão tứ hay không, tự nhiên không phải một vấn đề nhỏ. Lui ra, hắn quát lên, không có lập tức phản kích, là vì thương hương tiếc ngọc. Lưu Vũ Đồng chỉ vất vất tay, nói, cút, cút. Nàng lại bảo đại vương tử cút, cũng thật là gan to bằng trời a. Thích Vĩnh Dạ nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn biết Lưu Vũ Đồng chính là Lưu gia quý nữ, nếu đại vương tử đắc tội nàng, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Còn đối với đại vương tử là chuyện xấu mà nói, thì đối với hắn lại là chuyện tốt. Cút. Lăng Hàn tiện tay vung lên, Quách Định Quyền bị hắn quăng bay ra ngoài, bành một tiếng, đụng vào trên tường. Khốn nạn. Quách Định Quyền bò dậy,
giận không nhịn nổi kêu lên, hắn thật muốn tức chết rồi, thân là đan sư được thế nhân tôn kính, lại bị người đè lên bàn, bị rượu dính đầy mặt, còn bị ném ra ngoài. May là lúc này còn chưa mang món ăn lên, bằng không trên mặt hắn sẽ càng thêm đa dạng, vô cùng đặc sắc, còn muốn tới lần nữa. Lăng Hàn lạnh lùng nói, lần này không phải lần thứ nhất hắn đánh đan sư, cũng chắc chắn sẽ không là lần cuối cùng. Ta muốn ngươi chết. Quách Định Quyền giận dữ hét, hừng hực vọt tới, thân là một đan sư, hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy, thù này không báo, hắn thề không làm người. Lăng Hàn ra tay. Oành. Quách Định Quyền bị hắn tóm cổ lần thứ hai, không hề ngoài ý muốn đụng lên bàn, khác biệt ở chỗ, lần này dùng sức càng lớn, đánh vỡ cả mặt bàn. A, à, trên mặt Quách Định Quyền che kín vết máu, trong mắt đều muốn phun ra lửa. Có điều, hắn không dám lao tới lần thứ hai, bởi vì hắn ý thức được thực lực của mình kém Lăng Hàn quá lớn, đáng ghét, từ khí tức phán đoán, đối phương và hắn không phân cao thấp, nhiều nhất chỉ là tụ nguyên tầng 4, làm sao sẽ mạnh như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn Đại Vương Tử, đối phương đang đối lập với Lưu Vũ Đồng, hiển nhiên không thể giúp hắn ra tay. Hắn cất giọng nói, ai đánh tiểu tử này một trận, ta cho hắn 10 viên Bảo Nguyên Đan. Cái gì? Bảo Nguyên Đan? Đối với người tụ nguyên tầng 9 trở xuống mà nói, đây chính là đồ tốt, có thể giúp ngưng tụ nguyên hạch, tăng lên khoảng 3/10 tỷ lệ thành công. Một hơi lấy ra 10 viên, thật là bạo tay. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng người cảm thấy hứng thú lại không nhiều, bởi vì ngày hôm nay có thể được mời tới, người nào không phải thiên tài. Đối với thiên tài mà nói, nếu như ngay cả ngưng tụ nguyên hạch cũng cần nhờ ngoại lực trợ giúp, cái này vẫn xứng được gọi thiên tài sao? Quách Định Quyền thấy thế, không khỏi cắn răng nói, một viên địa hỏa đan. Thao, địa hỏa đan. Lần này, tất cả mọi người ngồi không yên, thậm chí ngay cả Thích Vĩnh Dạ cùng Đại Vương Tử cũng lộ ra vẻ động tâm. Hiệu quả của địa hỏa đan giống Tử Nguyên đan, đều là giúp võ giả đột phá dũng tuyền cảnh, chỉ là hiệu quả kém nhiều, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 2/10 xác suất, nhưng vì linh dược hiếm có, nên giá trị rất cao. Như Thích Vĩnh Dạ, cũng coi như là thiên tài, còn bị nhốt ở tụ nguyên tầng 9 đỉnh cao hơn nửa năm. Bình thường mà nói, có thể ở trong 3 năm rưỡi đột phá đến dũng tuyền cảnh, cũng đã đáng giá tán thưởng. Mà Đại Vương Tử, từ 7 năm trước liền đạt đến tụ nguyên tầng 9 đỉnh cao, nhưng hiện tại vẫn vậy, đủ thấy đột phá dũng tuyền cảnh khó khăn ra sao. Một viên địa hỏa đan, có khả năng để thiên tài tiết kiệm mấy năm thời gian tu luyện, ngươi nói quý giá cỡ nào? Tuy vật liệu luyện chế địa hỏa đan không quý như Tử Nguyên đan, nhưng vô cùng hiếm thấy, thuộc về có tiền cũng không thể mua được, bằng không lấy tài lực của Đại Nguyên Vương phủ, làm sao cũng có thể mua được mấy viên. Bởi vậy, mọi người lập tức hừng hực nhìn Lăng Hàn, phản phất hắn chính là một viên địa hỏa đan. Làm càn, các ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Thích Vĩnh Dạ hừ lạnh nói, hắn là người làm đại sự, nên lập tức đè tham niệm xuống. Quách Định Quyền là người của Đại Vương Tử, hắn tội gì phải để đối phương hả giận? Mà Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng có quan hệ người ngoài không biết, như vậy lập trường của hắn tự nhiên rất rõ ràng. Giúp Lăng Hàn, hắn hét như thế, mọi người lập tức tỉnh táo lại. Đây chính là phủ đệ của Tứ Vương Tử A, nếu như động can qua ở nơi này, nói tạo phản cũng không khác nhau gì cả. Quách Định Quyền vù vù thở hổn hển, hắn nhìn chằm chằm Thích Vĩnh Dạ, đột nhiên quay đầu rời đi. Hắn tuyệt không cam tâm nuốt xuống cơn giận này, hắn muốn xin sư phụ của mình đến, không ai có thể nhục nhã một vị đan sư như vậy. Quách huynh, Quách huynh, Đại Vương Tử vội vàng kêu lên, đuổi theo Quách Định Quyền rời đi. Hai người đột nhiên đến, đi cũng đột nhiên, đại sảnh trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh lại, có mấy người đau lòng địa hỏa đan, có mấy người thì hiếu kỳ sự tình phát triển kế tiếp, người đâu, đổi một cái bàn. Thích Vĩnh Dạ bắt đầu điều tiết bầu không khí, lần thứ hai phát huy ra mị lực của hắn, để bầu không khí của tiệc rượu náo nhiệt lần nữa, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú với Lăng Hàn. Phải biết áp chế Quách Định Quyền không khó, nơi này 8/10 trở lên đều có thể làm được, nhưng dám làm như vậy, phỏng chừng chỉ có Lăng Hàn. Lăng huynh, không biết ngươi từ đâu tới? Có người rốt cục hỏi. Thương Vân Trấn. Lăng Hàn không ẩn giấu, hắn muốn tham gia đại nguyên luận võ, hộ tịch là không giả được. Thương Vân Trấn, tất cả mọi người sửng sốt. Này chỉ là một địa phương nhỏ do Đại Nguyên Thành quản lý, vì sao sức lực của Lăng Hàn trâu bò như thế? Không chỉ hắn trâu bò, ngay cả nữ tử bên cạnh hắn cũng cực kỳ ngạo khí, ngay cả Đại Vương Tử cũng không có để ở trong mắt. Thích Vĩnh Dạ càng thêm kinh ngạc, Lăng Hàn là Thương Vân Trấn. Vậy làm sao dính líu quan hệ với Lưu Vũ Đồng? Muốn nói mặc dù hắn là hoàng thân quốc thích, nhưng so sánh với Lưu Vũ Đồng, lại có chút không bằng. Dù sao, bọn họ chỉ có thể nói là chi nhánh của hoàng thất Thích gia, truyền thừa lớn như vậy, quan hệ kỳ thực cũng không quá chặt chẽ, trừ khi hắn có thể lên làm đại nguyên vương, bằng không ngay cả hắn cũng không xứng cưới Lưu Vũ Đồng, nhưng Lăng Hàn có thể để Lưu Vũ Đồng đi theo bên người, chỉ là tiểu tử ở Thương Vân Trấn, dựa vào cái gì? Từng món ăn được đưa lên, mọi người cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền bắt đầu ăn, võ giả tiêu hao lớn, xác thực rất dễ đói bụng. Ha 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 ha, xin lỗi, Tứ Vương Tử, ta tới chậm. Trong một tiếng cười dài, chỉ thấy một nam tử vóc người thon dài đi vào, dáng dấp khoảng 20 tuổi, có khí thế kinh người, Kim gia lão tam, Kim Vô Cực, Kim Vô Tương theo ở phía sau, rập khuôn từng bước, thật giống như chuột thấy mèo, hoàn toàn không có hung hăng như trước. Kim huynh, sao cố ý đến muộn như vậy? Thích Vĩnh Dạ đứng lên, cười hỏi, có chút việc vặt, Kim Vô Cực vừa nói, vừa đi về phía trước, ca, chính là hắn. Chính là hắn, đi tới hàng thứ nhất, Kim Vô Tương lập tức chỉ vào Lăng Hàn la lên, ánh mắt của Kim Vô Cực đảo qua, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Lưu sư muội, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hắn cũng là đệ tử của Hổ Dương học viện,
đương nhiên nhận ra Lưu Vũ Đồng. Lưu Vũ Đồng chỉ nhàn nhạt gật đầu, nhưng không trả lời. Kim Vô Cực biết tính cách của nàng, nên không có để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lăng Hàn, lập tức bay lên một luồng hơi lạnh. Hắn vốn chỉ đến muộn một hồi, nhưng ở cửa gặp phải đệ đệ, biết được chuyện xảy ra, hắn liền sai người điều tra Lăng Hàn. Cái này cũng không khó, sau khi báo tên tự nhiên sẽ lưu lại tư liệu. Chỉ là thiếu gia của một gia tộc nhỏ ở Thương Vân Trấn, lại dám đối phó Kim gia. Hắn tuyệt không cho rằng Lưu Vũ Đồng sẽ coi trọng Lăng Hàn, coi như phải, Lưu gia cũng tuyệt sẽ không đồng ý. Chuyện này quả thật sẽ làm Lưu gia mất hết mặt mũi, bởi vậy, hắn cũng không sợ Lưu Vũ Đồng ra mặt cho Lăng Hàn, hơn nữa, thực lực của hắn còn trên Lưu Vũ Đồng. "Tiểu tử, cút khỏi vị trí của ta." Hắn lạnh lùng nói, khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi hiện lên một nụ cười, nói, "Ngươi nhất định muốn vị trí này?" "Hừ, cái này vốn là vị trí của ta." Kim Vô Cực lạnh lùng nói, "Được, nếu ngươi muốn, liền để cho ngươi." Lăng Hàn rất thoải mái đứng lên, phốc. Không ít người nhất thời phun ra ngoài, bởi vì cái này trước sau khác biệt quá to lớn a. Trước đó, Lăng Hàn ở trước mặt đại vương tử, ngay cả đệ tử của Đan Kiếm Song Tuyệt cũng dám đánh, nhưng hiện tại lại kinh sợ, khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi, đừng nói bọn họ khó mà tin nổi, ngay cả Lưu Vũ Đồng cũng không hiểu. Ở trong ấn tượng của nàng, mặc dù Lăng Hàn coi như bình thản, nhưng trong lòng so với bất luận người nào còn kiêu ngạo hơn, hắn sao sẽ thỏa hiệp, thật muốn khai chiến, nàng đủ ngăn cản Kim Vô Cực. Mà coi như Kim gia đứng ra, không phải Lăng Hàn còn có Thiên Dược Các đứng ở phía sau sao? Toàn bộ vũ quốc, có thế lực nào dám đắc tội Thiên Dược Các? Không có, tuyệt đối không có, bởi vì thế lực khổng lồ này không chỉ ở vũ quốc, chi nhánh ở khắp Bắc Hoang Cửu Quốc, bất kể là của cải hay thực lực, đều cực kỳ kinh người. Ngươi nghĩ, võ giả tu luyện không thể rời bỏ đan dược, mà người ta chính là mở đan dược điếm, chẳng lẽ cao thủ tọa trấn còn ít? Lấy sự tôn trọng và kính nể của Chư Hòa Tâm đối với Lăng Hàn, quả thực đã coi hắn là lão sư, nếu như Kim gia dám bất lợi với Lăng Hàn, hắn nhất định sẽ phát động lực lượng của Thiên Dược Các ở vũ quốc sang bằng Kim gia. Đã như vậy, tại sao hắn phải sợ? Lăng Hàn đưa tay kéo Lưu Vũ Đồng, khuôn mặt của cô gái nhỏ nhất thời đỏ ửng, nào có dáng dấp của mỹ nhân băng sơn. Sát, nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc diễm quang bắn ra bốn phía kia, tất cả mọi người đố kỵ đến đỏ mắt, hận không thể chặt tay Lăng Hàn. Lưu Vũ Đồng hoàn toàn không còn ý nghĩ, chỉ cảm thấy dưới chân như dẫm mây, theo Lăng Hàn đi tới bàn phía sau ngồi xuống. Tuy Lăng Hàn đã thu tay về, nhưng nàng vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy tim nhảy kịch liệt, chờ xem kịch vui đi. Lăng Hàn nhẹ giọng nói, lúc này Lưu Vũ Đồng mới rùng mình nói, có gì vui chứ? Lăng Hàn nói nhỏ, ngươi đừng quên, Quách gì đó kia là đi gọi viện binh, ngươi hãm hại Kim Vô Cực. Lưu Vũ Đồng hiểu rồi. Lăng Hàn cười cợt nói, ta đã hỏi hắn, có phải muốn vị trí kia hay không, chính hắn nói muốn, liên quan gì tới ta? Lưu Vũ Đồng không khỏi hé miệng cười duyên, nhưng lập tức lại nhíu mày, nói, Đoan Mục Trường Phong sẽ không lỗ mãn như vậy chứ, ta đánh cược ngày hôm qua hắn liền tức sôi ruột, mà sau khi Quách gì đó trở về, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối, hỏa khí của hắn sẽ càng lớn. Hơn nữa, thời điểm ta đánh Quách gì đó, căn bản là không lên tiếng, trực tiếp ra tay. Lăng Hàn cười nói, vì lẽ đó, lão nhân kia cũng có khả năng làm như vậy rất lớn. Sau khi Đoan Mục Trường Phong phát hiện mình ra tay nhầm, nhất định sẽ lại nhìn chằm chằm ngươi. Lưu Vũ Đồng nhíu mày, ta nghĩ, khi đó Chư Hòa Tâm và Trương Vị Sơn cũng nên đến rồi. Có điều, coi như bọn họ không tới, ta cũng có biện pháp đối phó lão gia hỏa kia. Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin, bởi vì Chư Hòa Tâm đã nói với hắn sự tình của Đoan Mục Trường Phong. Lão gia hỏa kia được xưng Đan Kiếm Song Tuyệt, kiếm pháp tên Đẳng Phong Kiếm Pháp, võ kỹ huyền cấp hạ phẩm. Lão gia hỏa kia chỉ có thể sử dụng 7 thức, nhưng Đẳng Phong kiếm pháp hoàn chỉnh lại có 9 thức. Lão gia hỏa được kiếm phổ hẳn là bản thiếu, bởi vậy không thể học được 2 thức cuối cùng. Vừa vặn, trong tay Lăng Hàn có Đẳng Phong kiếm pháp hoàn chỉnh, bởi vậy hắn ăn chắc đối phương rồi. Lưu Vũ Đồng khẳng định là bị Lăng Hàn làm hư, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, bởi vì Lăng Hàn không có cốt khí, để tất cả mọi người xấu hổ làm bạn với hắn, không có ai lại nói chuyện cùng hắn. Mà Kim Vô Tương thì liên tiếp quay đầu lại, quay về Lăng Hàn lộ ra dáng dấp khiêu khích, trên mặt càng lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn nguyên bản tưởng rằng Lăng Hàn sẽ mạnh miệng, như vậy ca ca sẽ có cớ ra tay đánh Lăng Hàn, không nghĩ tới tên này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như vậy. Có điều, ngươi cho rằng như vậy liền có thể tránh được một kiếp sao? Kim Vô Tương hừ lạnh. Chỉ cần tiệc rượu kết thúc, ra cửa lớn của phủ đệ Tứ Vương Tử, Kim Vô Cực liền xuất thủ, tàn nhẫn giáo huấn Lăng Hàn một trận, mặt mũi của Tứ Vương Tử vẫn phải cho. Lần này Lăng Hàn thoái nhượng, ngay cả Thích Vĩnh Dạ cũng không nghĩ tới, cũng đồng dạng xem thường Lăng Hàn, bởi vậy không muốn lãng phí thời gian ở trên người hắn. Hắn dựa theo nguyên kế hoạch triển khai du thuyết với mọi người, hy vọng có thể để cho mọi người đến dưới trướng của hắn. Sư phụ, chính là hắn. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một thanh âm tràn ngập oán hận vang lên, bóng người của Quách Định Quyền xuất hiện lần nữa, chỉ tay vào trong phòng. Tất cả mọi người quay đầu lại, nhưng chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người bay qua, tốc độ nhanh kinh người. Đó là một lão giả áo xám, trên lưng vác một thanh kiếm, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở bên người Kim Vô Cực, sau đó đưa tay ra, chọc vào cổ của đối phương, tàn nhẫn nhấn xuống một cái. Oành, lực lượng này vô cùng lớn, chấn vỡ cái bàn thành hai đoạn, mà lúc này rượu và thức ăn đã lên, nên toàn bộ gì đó đều đổ đến trên mặt Kim Vô Cực. Họa vô đơn chí, tuyệt đối là họa vô đơn chí. Kim Vô Cực nào sẽ nghĩ tới, có người lại đột nhiên ra tay với hắn, hơn nữa còn cường đại đến thái quá, để hắn ngay cả một tia phản kháng cũng không có, ngơ ngơ ngác ngác liền gặp tai vạ.
ha 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 ha, ngươi cuồng a, ngươi lại cuồng cho ta a. Quách Định Quyền chạy tới, nhắm cái mông của Kim Vô Cực đá mấy phát, khuôn mặt hắn dữ tợn, hận không thể giết người. Kim Vô Tương sửng sốt một chút, mới kêu lên, tại sao các ngươi lại đánh người? Oan ức không thôi a, bởi vì từ trước đến giờ chỉ có anh em bọn họ tùy ý bắt nạt người khác, nhưng hôm nay ca ca lại bị hai người không quen biết đánh, điều này làm cho hắn không kịp phản ứng. Quách Định Quyền liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy đối phương cực kỳ xa lạ, căn bản không phải mỹ nữ băng sơn kia, có điều hắn không để ở trong lòng, tiếp tục đạp Kim Vô Cực. Hai bên trong cuộc, một bên hiểu lầm, một bên đầu óc mơ hồ, nhưng những người khác thì hiểu ra, Quách Định Quyền mời sư phụ của hắn tới, nhưng lại đánh nhầm, đáng thương cho Kim Vô Cực, không hiểu ra sao liền bị đánh, lúc này hắn phiền muộn không chịu nổi a. Chẳng trách lúc nãy Lăng Hàn tặng vị trí cho Kim Vô Cực, nguyên lai hắn đã sớm muốn bảy người. Sát, cái tên này thực sự là quá âm hiểm, thấy Kim Vô Cực còn đang bị đánh, mà Kim Vô Tương thì mờ mịt, không ít người không nhịn được cười lên, mà tiếng cười kia càng lúc càng lớn, rốt cục cảm hóa tất cả mọi người, mỗi người đều ôm bụng cười to. Quách Định Quyền rốt cục cảm thấy không đúng, hắn kéo Kim Vô Cực lên. Chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ dính đầy thức ăn, không khỏi ngẩn ra, nói, ngươi là ai? Phốc, Kim Vô Cực phun ra một ngụm nộ huyết. Ngươi không quen biết ta, lại đánh ta làm chi? Còn đánh tàn nhẫn như vậy. Hắn trêu ai chọc ai a, không quản các ngươi là ai, ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Hắn giận dữ hét, tên này không phải người đánh ngươi. Đoan Mục Trường Phong cũng sững sờ, càng có chút bất mãn. Nếu không phải, sao ngươi vừa đến liền chỉ vào người này chứ? Không phải, Quách Định Quyền cũng rất phiền muộn a, nếu ngươi không phải Lăng Hàn, tại sao lại ngồi ở chỗ này? Hắn nhìn về phía Kim Vô Cực, nói, người lúc trước ngồi ở chỗ này đâu? Kim Vô Cực không ngốc, lập tức phản ứng lại, mình bị Lăng Hàn hãm hại, tiểu tử kia đắc tội hai người này, vừa vặn mình muốn hắn nhường chỗ, kết quả tiểu tử này nhân cơ hội gài bẫy, lừa hắn thảm rồi, tiểu súc sinh chết tiệt, Lăng Hàn, hắn hét lớn, lăn ra đây cho ta muốn giết ngươi, Lăng Hàn. Đoan Mục Trường Phong vừa nghe, trong lòng nhất thời bay lên sát cơ. Đây là một tiểu bối để hắn nhục nhã, hắn cáo già như vậy, đương nhiên lập tức phản ứng lại, hắn và Kim Vô Cực đều bị Lăng Hàn giở trò. Soạt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn ngồi ngay ngắn, bị nhiều người nhìn kỹ cũng không chút khẩn trương. Hắn uống một hớp rượu, không khỏi hoài niệm đến đời trước, khi đó hắn uống đều là rượu ngon thượng đẳng nhất, tuyệt không phải cái gọi là rượu ngon này có thể so sánh. Kim Vô Cực tạm thời không có ý tứ tính sổ với Quách Định Quyền, lại nói, đối phương có Đoan Mục Trường Phong làm chỗ dựa, đây chính là cường giả dũng tuyền cảnh, thực lực không biết vượt qua hắn bao nhiêu lần. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, nắm hai tay. Khuôn mặt dính đầy thức ăn còn chảy ra máu tươi, dáng dấp kia vừa hung ác lại dữ tợn, quả thực có thể dọa sợ tiểu hài tử. Há, ngươi đang đùa chúng ta? Lúc này Kim Vô Tương mới phản ứng lại, chỉ vào Lăng Hàn kêu to, ha 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 ha, nhiều người không nhịn được cười to. Quả nhiên rồng sinh chính con đều khác biệt, Kim Vô Tương này thật là ngu ngốc, quả thực không giống như thân huynh đệ với Kim Vô Cực, ngươi cũng thật gan to bằng trời, Đoan Mục Trường Phong uy nghiêm đáng sợ nói. Lại dám tính toán cả hắn vào, tiểu bối này tuyệt đối là sống thiếu kiên nhẫn. Thấy Đoan Mục Trường Phong mở miệng, Kim Vô Cực liền ngậm miệng lại, hiển nhiên đối phương cũng không hợp với Lăng Hàn, mà người ta là dũng tuyền cảnh, địa vị vượt xa hắn, coi như muốn trả thù. Vậy cũng phải đến xếp hàng, Đoan Mục Trường Phong nhanh chân đi đến chỗ Lăng Hàn, ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã quyết định, coi như Chiêu Hòa Tâm cùng Trương Vị Sơn đồng thời tới, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho tên tiểu bối này. Quách Định Quyền đi sát đằng sau, khóe miệng mang theo cười gằn. Tiểu tử này cũng dám gài bẫy sư phụ hắn, lần này tuyệt đối chết chắc rồi. Đoan Mục Trường Phong đi không nhanh, nhưng một cước đạp xuống, toàn bộ phòng khách đều khẽ rung lên, cho thấy vị đang kiếm song tuyệt này rất nộ, mặc cho Thích Vĩnh Dạ thân là tứ vương tử, lúc này cũng không dám mở miệng khuyên bảo, Lăng Hàn nên làm gì? Trước đó hắn chơi xác thực rất đẹp, đồng thời hãm hại hai kẻ thù, nhưng bất kể là Đoan Mục Trường Phong hay Kim gia, có người nào là dễ trêu? Tất cả mọi người hiếu kỳ, Lăng Hàn không nên ngu ngốc như vậy a. Lưu Vũ Đồng lập tức đứng lên, bảo hộ ở trước người Lăng Hàn, nhưng nàng lập tức bị Lăng Hàn nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ nghe Lăng Hàn không nhanh không chậm nói, Tứ Phong Khởi, Thiên Vân Loạn, Hổ Hạc Song Hình, Tạo Vô Cực, chi? Đoan Mục Trường Phong lập tức ngừng chân, cả người giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang, dáng dấp quái đản, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức lộ ra vẻ kích động, thân thể bắt đầu run rẩy. Đây là khẩu quyết thức thứ 8 của Đảng Vân Kiếm Pháp. Đảng Vân Kiếm Pháp là võ kỹ huyền cấp trung phẩm, hắn học được từ trong một tòa cổ mộ, đáng tiếc bởi vì niên đại quá lâu, hai thức cuối cùng đã hủ nát, thức thứ 8 chỉ có một câu khẩu quyết, còn có một bức tranh cũ, mà thức thứ 9 thì ngay cả tên cũng không có. Hắn có thể không để Chiêu Hòa Tâm và Trương Vị Sơn vào mắt, chính là bởi vì Đảng Vân Kiếm Pháp, tu vi của ba người đều là dũng tuyền tầng 3, nhưng bởi vì Đảng Vân Kiếm Pháp, dù Chiêu Hòa Tâm cùng Trương Vị Sơn liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, vì uy lực của bộ kiếm pháp kia quá mạnh mẽ, hắn nằm mộng cũng muốn được hai thức còn lại. Bởi vậy, Lăng Hàn đọc lên khẩu quyết của Đảng Vân Kiếm Pháp, để hắn làm sao có thể không kích động. Ngươi biết, Đoan Mục Trường Phong rung giọng nói, tự nhiên, Lăng Hàn gật đầu, ngươi sẽ dạy ta sao? Lão gia hỏa chờ đợi hỏi, Lăng Hàn nở nụ cười nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Đoan Mục Trường Phong nghĩ cũng không nghĩ, nói, có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, bất kể là đan dược, hay tài nguyên tu luyện gì, ta đều có thể cho ngươi. Hí, mọi người đều không tìm được manh mối. V
Vừa rồi Đoan Mục Trường Phong còn hận không thể giết Lăng Hàn, sao thái độ đột nhiên lại đại biến? Đây là làm ảo thuật sao? Sư phụ, Quách Định Quyền cuốn lên, tiểu tử này dùng tà pháp gì vậy? Lăng Hàn chỉ huynh đệ Kim Vô Cực, lại chỉ Quách Định Quyền, nói, ba tên này, ta nhìn không hợp mắt, được, loại người thông minh như Đoan Mục Trường Phong, tự nhiên biết Lăng Hàn nói có ý gì, không nói hai lời, hắn nắm Quách Định Quyền lên, lại bay tới trước mặt anh em nhà họ Kim, tay trái quét ngang, một luồng lực lượng không thể chống lại, anh em nhà họ Kim nhất thời bị đánh gục ở trên mặt đất, oanh 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 oanh, Đoan Mục Trường Phong quyền đấm cước đá, thỏa thích chà đạp ba người, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Vẹn vẹn chỉ nói vài câu tương tự khẩu quyết, Đoan Mục Trường Phong lại thành thủ hạ của Lăng Hàn, bảo hắn làm gì hắn liền làm cái đó, bọn họ đều khâm phục Lăng Hàn mãnh liệt. Bất kể là Quách Định Quyền hay anh em nhà họ Kim, thậm chí Đoan Mục Trường Phong cũng bị hắn đùa trong lòng bàn tay, anh em nhà họ Kim phiền muộn đến tận xương tủy, ngươi nói bọn họ và Đoan Mục Trường Phong có cừu oán gì? Trước bị hắn không hiểu ra sao đánh một trận, này còn có thể nói hiểu lầm, bị Lăng Hàn hãm hại, nhưng lần này thì sao? Nhưng một cường giả dũng tuyền cảnh ra tay, bọn họ ngoại trừ chịu đòn còn có thể thế nào? Da mặt của Thích Vĩnh Dạ co giật. Từ khi nhìn thấy Lăng Hàn có thể sai bảo Lưu Vũ Đồng, hắn liền biết tên này không bình thường, nhưng trâu bò đến mức này, vẫn để hắn giật nảy cả mình. Đoan Mục Trường Phong không phải cường giả dũng tuyền cảnh đơn giản như vậy, hắn còn là một vị đan sư huyền cấp hạ phẩm, ở toàn bộ vũ quốc cũng có chút danh tiếng, ngay cả cường giả linh hải cảnh thấy hắn cũng khách khí, nói hơi khó nghe, hiện tại hắn và thủ hạ của Lăng Hàn khác nhau chỗ nào, bảo hắn làm gì hắn liền làm cái đó, nào có tôn nghiêm của đan sư huyền cấp, cốt khí của cường giả dũng tuyền cảnh. Thế nhưng, nếu như giao hảo với Lăng Hàn, không phải có thể biến Đoan Mục Trường Phong thành của mình sao? Đại vương tử chỉ kết giao với Quách Định Quyền liền để hắn cực kỳ bị động, nếu hắn có thể chiêu mộ được Đoan Mục Trường Phong, vậy địa vị của hắn sẽ cực kỳ vững chắc, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn kế thừa vương vị, mà thời điểm Chiêu Hòa Tâm và Trương Vị Sơn khoan thai đến muộn, nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Đoan Mục Trường Phong như phát rồ đánh đồ đệ của mình cùng anh em nhà họ Kim, mà đối tượng bọn họ cần cứu, lại ngồi nhàn nhàn, ở một bên uống rượu ăn ngon, cái này là chuyện gì a? Quách Định Quyền, anh em nhà họ Kim đều phiền muộn đến tột đỉnh. Đối với Quách Định Quyền mà nói, sư phụ đánh đệ tử như lão tử đánh nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, lẽ nào hắn còn có thể trả thù? Cái này không khác khi sư diệt tổ, làm như vậy sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Mà anh em nhà họ Kim cũng biết lão giả đánh bọn họ chính là đang kiếm song tuyệt, địa vị cực cao, ngay cả Đại Nguyên Vương thấy cũng phải khách khí, dù trưởng bối Kim gia biết chuyện này, cũng sẽ không cho bọn họ báo thù. Nói cách khác, bọn họ ăn đòn khẳng định là uổng công chịu đựng. Lăng Hàn, bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi. Kẻ cầm đầu tất cả những thứ này là Lăng Hàn, bị bọn họ hận đến tận xương tủy. Lăng Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Chư Hòa Tâm cùng Trương Vị Sơn đều chạy tới, dáng dấp vô cùng sốt sắng. Không có chuyện gì, Lăng Hàn cười lắc đầu, đương nhiên không sao rồi, tất cả mọi người thầm nói. Trước lừa anh em nhà họ Kim, thầy trò Đoan Mục Trường Phong một trận, tiếp theo ngay cả Đoan Mục Trường Phong cũng nghe hiệu lệnh của hắn, làm sao có thể có việc? Có điều, nhìn thấy hai đan sư huyền cấp giá lâm, dáng dấp khách khí với Lăng Hàn, tất cả mọi người không nhịn được co giật, càng thêm hiếu kỳ thân phận của Lăng Hàn, tên này đến tột cùng là người nào? Nhịp tim của tứ vương tử càng nhanh hơn, quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải kéo Lăng Hàn vào trận doanh của mình, nếu có ba vị đan sư thay hắn phất cờ reo hò, chỉ một liễu gia thì có là gì? Vương vị tất là của hắn, Lăng Hàn cũng không muốn ở chỗ này nữa, đứng dậy rời đi. Đoan Mục Trường Phong thì mặc giày đi theo tới Thiên Dược Các, hắn còn muốn đòi Lăng Hàn hai thức khẩu quyết và đồ lục cuối cùng của Đảng Vân kiếm pháp. Chuyện này, Chư Hòa Tâm và Trương Vị Sơn đều hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn không chỉ có thành tựu kinh người ở đan đạo, ngay cả võ đạo cũng có kiến giải bất phàm, lại còn có thể chỉ điểm Đoan Mục Trường Phong. Lăng Hàn cũng không nuốt lời, sau khi trở về liền truyền cho Đoan Mục Trường Phong thức thứ 8 của Đảng Vân kiếm pháp. Thức thứ 9 đâu? Này chắc chắn sẽ không truyền hiện tại, để đề phòng Đoan Mục Trường Phong qua cầu rút ván, chí ít cũng phải chờ Lăng Hàn đột phá dũng tuyền cảnh, như vậy truyền thức thứ 9 cũng không sao, ngược lại chỉ là huyền cấp trung phẩm, căn bản không có đặt ở trong mắt Lăng Hàn. Đoan Mục Trường Phong hiển nhiên cũng biết điểm ấy, bởi vậy sau khi chiếm được thức thứ 8 liền cáo biệt rời đi. Có thể được thức thứ 9 hay không, tự nhiên còn phải nhìn biểu hiện ngày sau của hắn. Sau khi trở lại phòng, Lăng Hàn ngủ rất an nhàn. Mà Lăng Đông Hành không biết buổi tối hôm nay nhi tử gây ra bao nhiêu náo động, chỉ là người có tư cách đi tham gia tiệc rượu của tứ vương tử, đều không phải loại bát quái, sự tình liên quan tới Lăng Hàn chỉ ở trong phạm vi rất nhỏ truyền lưu. Sáng sớm ngày thứ hai, một người hầu của vương phủ đi tới Thiên Dược Các, nói Đại Nguyên Vương cho mời, muốn gặp Lăng Hàn. Đại Nguyên Vương muốn gặp mình. Lăng Hàn không có để Lưu Vũ Đồng đi theo, một mình cùng gia đình kia đi Đại Nguyên Vương phủ. Đại Nguyên Vương đã hơn 60 tuổi, nhưng bởi vì tu vi thâm hậu nên bộ dạng không quá già nua, ngược lại thân hình hắn cao lớn khôi ngô, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, hiển lộ hết khí vương giả, linh hải tầng 6. Lăng Hàn chỉ liếc mắt nhìn, tu vi của đối phương liền không chỗ che thân ở trước mặt hắn. Con đường võ đạo 4 và 7 là một cửa ải, vị Đại Nguyên Vương kia nên ở cảnh giới này rất lâu a. Bái kiến Đại Nguyên Vương. Lăng Hàn chắp tay nói, miễn lễ. Đại Nguyên Vương nhấc lên tay cười nói, người trẻ tuổi bây giờ thực bất phàm, không chỉ tuổi còn trẻ liền đạt đến tụ nguyên tầng 4, càng làm cho ba vị đan sư huyền cấp đảo quanh, ngay cả bản vương cũng không có vinh quang như vậy. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, vị Đại Nguyên Vương này tự nhiên biết rõ,
Lăng Hàn cười hì hì nói, chỉ là có chút trình độ ở mặt luyện đan, cho nên mới có tiếng nói chung với mấy người chư đại sư. Đại Nguyên Vương đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng hắn không vạch trần, chỉ là trong lòng hết sức tò mò, ở địa bàn hắn quản lý lại có một nhân tài như thế, để tam đại đan sư đều muốn vây quanh, vậy nha đầu Lưu gia kia thì sao? Hắn cười nói, sự tình của Lưu Vũ Đồng cũng không gạt được hắn, khà khà, Ngọc Thụ Lâm Phong, nên được hoan nghênh a. Lăng Hàn cường điệu nói, ha ha, ngươi nha. Đại Nguyên Vương chỉ Lăng Hàn, tự hồ đang trách cứ hắn dối trá, hắn chuyển đề tài nói, ngươi cảm thấy, hai nhi tử của ta, người nào thích hợp kế thừa vị trí của bản vương, vấn đề này nên hỏi hắn sao? Lăng Hàn cười cợt nói, hai vị vương tử mỗi người đều có ưu điểm, đến tột cùng vị nào càng thêm thích hợp, trong lòng vương gia đã hiểu rõ, nào cần tại hạ nhiều lời. Đại Nguyên Vương cất tiếng cười to, thầm nghĩ trong lòng, thằng nhóc này, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn lại chuyển đề tài, nói, bản vương còn có một nữ nhi chưa hôn phối, ngươi có nguyện làm con rể của bản vương không? Mẹ nó, người của Đại Nguyên Vương phủ này là trực tiếp như thế sao? Lúc báo danh, đại quản gia cũng kéo hồng tuyến, hiện tại tên này cũng không chờ đợi được nữa. Lăng Hàn vội vã xua tay nói, tại hạ một lòng võ đạo, trong vòng mấy năm là sẽ không cân nhắc việc hôn nhân. Đại Nguyên Vương không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Ngay cả Chư Hòa Tâm, Trương Vị Sơn, Đoan Mộc Trường Phong cũng cực kỳ cung kính với Lăng Hàn, hiển nhiên thiếu niên này ở mặt đan đạo có thực lực kinh người. Nếu như có thể làm con rể mình, này đối với nhất mạch của bọn hắn, có thể sẽ có trợ giúp không tưởng nổi, nhưng nếu Lăng Hàn đã khéo léo từ chối, hắn làm vương gia đương nhiên sẽ không mặt dày mày dạn. Con gái của hắn Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, lại không phải không ai thèm lấy, sau này nếu gặp phải khó khăn gì, cứ đến tìm bản vương. Đại Nguyên Vương cho Lăng Hàn một hứa hẹn rất lớn, dù không làm cha vợ được cũng phải giao hảo, đa tạ vương gia ưu ái, Lăng Hàn lĩnh phần ân tình này. Dù sao hiện tại hắn còn rất nhỏ yếu, cần sự giúp đỡ như vậy, trở lại Thiên Dược Các, chỉ thấy tứ vương tử sớm đến bái phỏng, đã đợi rất lâu rồi, vị tứ vương tử này nói với hắn rất lâu, nhưng không có cái gì thực chất, chỉ là lập quan hệ mà thôi. Hiển nhiên, vị tứ vương tử này cũng biết, miếu của mình quá nhỏ, không chứa nổi Lăng Hàn, bởi vậy chỉ bình đẳng tương giao, mà không có ý tứ thu hắn làm thủ hạ. Lăng Hàn ngược lại không ngại nhiều bằng hữu, bởi vậy, hai người tự nhiên là trò chuyện rất vui, sau đó lại nghỉ ngơi một ngày, rốt cục đến ngày đại nguyên luận võ. Đầu tiên, chính là rút thăm, sau khi xác định 50 ứng cử viên hạt giống, những người khác sẽ lấy hình thức rút thăm phân tổ, tạo thành 50 tiểu đội, phân lên các võ đài, sau đó đấu võ. Cuối cùng còn đứng ở trên lôi đài chính là 50 người đứng đầu của đại nguyên luận võ lần này, có thể thu được tiêu chuẩn tiến vào Hổ Dương học viện. Lăng Hàn cũng bắt được một tiêu chuẩn hạt giống. Cái này bảo đảm ở trong vòng chiến đấu thứ nhất, hắn không hội ngộ đến đối thủ quá mạnh mẽ. Đương nhiên, đối thủ mạnh hơn hắn cũng không sợ. Lăng ca, chỉ thấy đám người Lý Hạo đang ở cách đó không xa vẫy tay với hắn. A nha, lần này xong đời, ta ở tổ thứ 7, nghe nói tổ này có một cao thủ hạt giống tên Tư Mã Văn Đông, người mạnh nhất của đại nguyên thành Tư Mã gia, đã là tụ nguyên tầng 7. Lưu Đông lắc đầu ai thán nói, ta so với ngươi càng thảm, tổ thứ nhất, cao thủ hạt giống là tứ vương tử, vậy thì một tia hy vọng cũng không có. Chu Tuyết Nghi đồng dạng than thở, nhưng nàng lập tức lại trở nên hưng phấn nói, có điều, Lý Hạo có khả năng giết ra ngoài, thu được một tiêu chuẩn. Lăng Hàn nhìn Lý Hạo một chút. Hơn một tháng qua, hắn đã đạt đến tụ nguyên tầng 3 hậu kỳ, cái này tự nhiên là công hiệu của siêu nguyên đan, tu vi như thế, cộng thêm đao khí, độ khả thi Lý Hạo giết ra khỏi trùng vây rất cao. Dù sao tổ của hắn tới 40 mấy, cao thủ hạt giống mới tụ nguyên tầng 4. Mặc dù nói tầng 4 đối chiến tầng 3 có ưu thế cực lớn, nhưng Lý Hạo có đao khí, cái này đủ để bù đắp chênh lệch, huống chi, cao thủ hạt giống cũng phải đối mặt nguy hiểm bị người vây công, chỉ cần Lý Hạo đủ biết điều, đến cuối cùng mới bạo phát, thì có khả năng cười đến cuối cùng, bốn người Lưu Đông đều không ngừng hâm mộ. Bọn họ cũng từng hỏi qua Lý Hạo về đao khí, nhưng mặt bọn họ cố gắng ra sao cũng không cách nào hình thành, ai, thời điểm ở Quách Thạch Trấn, chúng ta còn coi mình rất mạnh, nhưng chạy đến nơi này mới biết, Đại Nguyên Thành thực sự là thiên tài tập hợp, như Kim Gia, Liễu Gia, tùy tùy tiện tiện liền có thể lôi ra mười mấy cao thủ hạt giống. Trần Bằng Cử lắc đầu, đầy vẻ thất vọng, hắn và Chu Sướng đều dựa vào thanh linh quả bước vào tụ nguyên cảnh, nhưng khóa đại nguyên luận võ này cường giả như mây, không có thực lực tụ nguyên tầng 4 trở lên, như vậy trừ khi như Lý Hạo tu ra đao khí, bằng không căn bản không thể thu được 50 vị trí đầu. Lăng ca, ngươi thì sao, tổ thứ mấy? Năm người đều nhìn về phía Lăng Hàn. Bọn họ đều biết thực lực của Lăng Hàn rất mạnh, nếu như rút thăm tốt, giết vào 50 vị trí đầu là rất cao. Lăng Hàn cười cợt nói, ta là hạt giống của tổ 40. Phốc, năm người Lưu Đông đồng thời phun ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn như nhìn một quái vật. Tên này ở mấy tháng trước còn như bọn họ, đều chỉ là luyện thể cảnh, nhưng hiện tại lại trở thành cao thủ hạt giống. Điều này làm cho bọn họ có thể không giật nảy cả mình sao? Cái tên nhà ngươi, đã là tụ nguyên tầng 4. Lý Hạo đập Lăng Hàn một cái, nhưng nghĩ tới Lăng Hàn cho hắn hai hạt siêu nguyên đan, liền nói rõ trong tay hắn còn có càng nhiều, như vậy xông lên tụ nguyên tầng 4 cũng không kỳ quái, trở thành hạt giống liền có thể tách ra cao thủ khác, hơn nữa Lăng ca còn có kiếm khí, vậy tuyệt đối có thể thắng. Lưu Đông nói, khắp khuôn mặt là vẻ ước ao, mấy người Chu Tuyết Nghi cũng gật đầu. Tiến vào 50 người đứng đầu, liền có thể lấy được vé tiến vào Hổ Dương học viện, đây là mỗi một tên võ giả của Vũ Quốc đều tha thiết ước mơ, nếu như bọn họ biết chuyện xảy ra đêm ngày hôm trước, phỏng chừng mỗi người sẽ cả kinh đến con ngươi trừng ra.
lại có thể để ba vị đan sư huyền cấp đi theo sau mông. Ha 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 ha, muốn thắng. Không thể, chỉ nghe một thanh âm phách lối vang lên, một thanh niên xuất hiện ở trước người bọn họ, là Phong Lạc. Lúc trước bọn họ săn giết Hồng Lân Giao Xà, muốn không làm mà hưởng, kết quả lại bị đại xà sắp chết phản công, giết chết toàn bộ thủ hạ của hắn, bản thân cũng bị Lăng Hàn đánh một trận, may mắn sống sót, không nghĩ tới nhanh như vậy lại oai phong lẫm liệt xuất hiện, vẫn là luyện thể tầng 9, không có một chút tiến bộ nào. Đối với đại bộ phận võ giả mà nói, tụ nguyên cảnh là rất khó vượt qua, tiêu tốn chừng 10 năm cũng không lạ. Bởi vậy, lúc trước Hàn Chiến mới hùng hổ dọa người, nhất định muốn cướp thanh linh quả. Lăng ca là cao thủ hạt giống, thực lực mạnh mẽ, tại sao không thể thắng? Chu Tuyết Nghi nói, bởi vì ta cũng ở tổ thứ 40. Phong Lạc tràn đầy tự tin nói, ha 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 ha, năm người Lưu Đông đều cười to. Hai người một là tụ nguyên cảnh, một chỉ là luyện thể tầng 9, thực lực chênh lệch có thể nói là lạch trời, bất kể như thế nào, Phong Lạc đều không có phần thắng. Cười đi, cười đi, đến lúc xế chiều, ngươi sẽ khóc, Phong Lạc lạnh lùng nói. Đám người Lưu Đông đều kỳ quái, đến tột cùng hắn có đòn sát thủ gì, lại tự tin như vậy, ha ha ha, ha 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 ha, Phong Lạc cười to, nghênh ngang rời đi, không cần để ý đến hắn, tiểu nhân mà thôi, Lăng Hàn cười nói. Năm người đều gật đầu, buổi sáng rút thăm xong xuôi, buổi chiều chính là võ đài chiến, tuyển ra 50 cường. Ngày mai lại tiến hành vòng đấu thứ hạng, tuyển ra thập cường cùng quán quân. Sau khi ăn cơm trưa xong, tất cả mọi người đi tới đàn giác đấu. Bình thường nơi này sẽ cử hành các loại hoạt động luận võ, tân niên tế tự. Nơi này còn có thể có võ giả chiến đấu với yêu thú, bởi vậy mặt đất nơi này cũng nhiễm phải máu tươi. Ngày hôm nay bởi vì phải tiến hành đại nguyên luận võ, hoạt động khác tự nhiên đều tạm dừng. Ở khu vực trung ương to lớn dựng lên 10 võ đài, 10 tổ thi đấu đồng thời tiến hành, chỉ cần 5 vòng liền kết thúc. Lăng Hàn là hạt giống của tổ 40, hắn phải đến vòng thứ tư mới có thể lên sân khấu. Vòng thứ nhất có Chu Tuyết Nghi và Lưu Đông, một ở võ đài thứ nhất, một ở võ đài thứ bảy. Mỗi một tổ, nhân số đều khoảng chừng 70 người, chênh lệch nhau không quá nhiều, bởi vì khó bảo toàn sẽ có người lâm thời bỏ quyền. Chiến đấu vòng thứ nhất không hồi hộp chút nào, đều là cao thủ hạt giống thắng được. Như Tứ Vương Tử đã đạt đến tụ nguyên tầng 9, dù những người khác liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Huống hồ ai sẽ đắc tội một người có khả năng là đại nguyên vương đời kế tiếp, nào dám liên thủ đối phó hắn. Mà vòng thứ nhất ra trận, cao thủ cũng mạnh nhất, đa số là 10 người đứng đầu giới trước, tỉ như Tứ Vương Tử, Kim Vô Cực, Lý Đông Nguyệt. Vòng thứ hai, thứ ba thì có một số bất ngờ xuất hiện, nhưng Trần Bằng Cử, Chu Sướng là vô duyên, hai người đều bị đào thải. Cũng may 3 năm sau còn có một cơ hội, đến thời điểm đó bọn họ có khả năng đạt đến tụ nguyên trung kỳ, trở thành cao thủ hạt giống, như vậy tiến thêm một bước sẽ rất lớn. Điều này cũng có thể thấy được giá trị của thanh linh quả. Bằng không 3 năm sau, bọn họ cũng có khả năng chỉ vừa mới bước vào tụ nguyên cảnh, như vậy liền không có cơ hội lần sau rồi. Hàn Nhi, đi thôi, vòng thứ tư sắp bắt đầu. Lăng Đông Hành vỗ vỗ bả vai Lăng Hàn, cả khuôn mặt đều là nụ cười. Nửa năm trước, hắn làm sao cũng không cách nào nghĩ đến, con trai của mình lại có khả năng lấy được cao thủ hạt giống. Lưu Vũ Đồng cũng gật đầu với Lăng Hàn, nàng không chút hoài nghi Lăng Hàn sẽ thất bại. Làm cao thủ hạt giống, Lăng Hàn là người thứ nhất lên sàn, sau đó mới là những người khác, tổng cộng có đến 70 người, Phong Lạc quả nhiên cũng ở trong đó. Bắt đầu đi, một tên cường giả dũng tuyền cảnh nói, hắn là trọng tài của Vương Phủ. Ha 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 ha, thanh tràng cho thiếu gia a. Phong Lạc dương dương tự đắc nói, trong nháy mắt, có ít nhất 30 người đồng thời rút đao kiếm, bảo hộ Phong Lạc ở trung tâm, sau đó đẩy mạnh về phía những người khác, khán giả dưới đài đều trợn mắt ngoác mồm, như vậy cũng được, quá vô liêm sỉ đi, quá đê tiện, dưới đài, 5 người Chu Tuyết Nghi đều mắng to. Chẳng trách Phong Lạc chắc chắn như vậy, nguyên lai hắn đã sớm thu mua võ giả cùng tổ, để bọn họ hiệu lực cho hắn, 30 mấy người liên thủ, mà cái này lại là tổ thứ 40, cao thủ hạt giống cũng không mạnh đến mức nào, như vậy đủ để quét ngang tất cả, đến thời điểm người khác chạy hết xuống lôi đài. Còn lại Phong Lạc tự nhiên đạt được tiêu chuẩn 50 cường, mà hắn đương nhiên sẽ không đòi hỏi 10 vị trí đầu, chỉ cần 50 người đứng đầu liền có thể đi vào Hổ Dương học viện, quá vô liêm sỉ, không công bằng. Những người khác ở dưới đài cũng dồn dập kêu lên, đây là trần trụi phá hoại quy tắc thi đấu, nhưng tên trọng tài kia lại lạnh lùng hừ một tiếng, nói, câm miệng, nếu trong quy tắc thi đấu không có nói rõ ràng, như vậy cách làm của Phong Lạc tự nhiên là cho phép, chỉ có thể nói hắn tóm được lỗ thủng của quy tắc, cường giả dũng tuyền cảnh có bi thế cỡ nào, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, chẳng trách tên kia tự tin như thế. Nguyên lai đã sớm thu mua người cùng tổ, Chu Tuyết Nghi tức giận nói, nhiều người vây công như vậy, hơn nữa có ít nhất 10 mấy người đạt đến tụ nguyên cảnh, Lăng Hàn song quyền khó địch tứ thủ, lần này sẽ gặp rắc rối. Lưu Đông cũng cau mày, không nhất định, nhưng Lý Hạo lắc đầu nói, Lăng ca đã vào tụ nguyên tầng 4, hắn còn tu ra 4 đạo kiếm khí, không hẳn không có cơ hội thủ thắng, nhất định phải thắng, tên Phong Lạc kia quá đáng ghét, 5 người đều trợ uy cho Lăng Hàn, so sánh với đó, Lưu Vũ Đồng và Lăng Đông Hành thì cực kỳ chắc chắn. Một đám cừu gộp lại cũng chỉ là một đám cừu, làm sao có khả năng thành đối thủ của Hùng Sư, ha ha ha, trước tiên giữ lại người này, đuổi toàn bộ cái khác xuống đài, Phong Lạc diễu võ dương oai nói, chỉ huy hơn 30 người càng quét, đây là một luồng sức mạnh cực lớn, liên thủ cùng đánh, chỉ trả giá 7 người bị lôi xuống nước, liền thanh tràng hết ngoại trừ Lăng Hàn, hiện tại là 29-1, hơn nữa trong đó có 14 người là tụ nguyên cảnh, xong, mặc dù tiểu tử này là cao thủ hạt giống,
nhưng phân đến tổ 40, nói rõ hắn chỉ là tụ nguyên tầng 4, tầng 5, đúng, kiến đông cắn chết voi, người ta còn có mười mấy tụ nguyên cảnh đây này, thực sự là không nhìn nổi dáng dấp tiểu nhân đắc chí của tên Phong Lạc kia. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, tuy Phong gia không phải đại gia tộc gì, nhưng ca ca của Phong Lạc là thiên tài có tiếng của Đại Nguyên thành chúng ta. Đại Nguyên luận võ lần trước liền lực ép Tứ Vương Tử trở thành người thứ nhất, nghe nói hiện tại đã nhảy vào Dũng Tuyền cảnh. Cái gì? Dũng Tuyền cảnh? Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Tê, chẳng trách Phong Lạc dám kiêu ngạo như thế. Nghe người dưới đài nghị luận, Phong Lạc vô cùng đắc ý, hắn chính là phá hoại quy tắc, vậy thì thế nào? Làm sao? Các ngươi không phục? Hắn khiêu khích người dưới đài, ngươi có gan đến cắn ta? Ngươi cũng có một đại ca tốt như ta xem. Mọi người dưới đài đều hận đến nghiến răng, chỉ cảm thấy tên này thực là tiện đến tận xương, khiến người ta chỉ muốn đánh hắn một trận. Lăng Hàn, lần trước ngươi ỷ vào nhiều người bắt nạt ta, lần này thiếu gia ta có nhiều người như vậy, một người một quyền liền đánh cho ngươi tè ra quần. Thức thời, lập tức quỳ xuống cầu xin, thiếu gia ta có thể cân nhắc đánh ngươi ít mấy quyền. Phong Lạc chỉ vào Lăng Hàn nói, lần trước là nhiều người bắt nạt ít người sao? Hóa ra, người bên hắn chết hết, mà bên Lăng Hàn lại có 7 người, liền gọi nhiều người bắt nạt ít người. Cái tên này quả nhiên vô liêm sỉ đến cảnh giới cao nhất. Lăng Hàn lắc đầu nói, xem ra, ta không mau mau anh ngươi xuống đài, để ngươi tiếp tục biểu diễn, sẽ khiến nhân tâm phẫn hận a. Ha 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 ha, dưới đài cười thành một mảnh, ghê tởm, ngươi còn dám mạnh miệng, khinh ta làm không được ngươi. Phong Lạc tức giận đến phát điên, chỉ tay một cái nói, đánh cho ta, tàn nhẫn đánh cho ta. Vâng, hơn 20 người đều vọt tới Lăng Hàn, mỗi người đều vung binh khí, có vẻ hung thần ác sát. Võ đài chiến có thể sử dụng binh khí, bằng không sẽ không phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng cái này lại gia tăng độ nguy hiểm, bởi vậy nếu sợ chết thì xuống lôi đài, lưu lại trên lôi đài thì phải có giác ngộ bị giết. Lăng Hàn khinh thường sử dụng kiếm, song quyền vung lên, đã giết đi ra ngoài, báo độc quyền là đủ. Hoành 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 hoành, hắn một đường đột tiến, đám người trước mặt không ai không thành thiên nữ tán hoa, bị một quyền của hắn đánh xuống lôi đài. Phải biết tuy cảnh giới của hắn chỉ là tụ nguyên tầng 4, nhưng ngũ hành nguyên hạch bạo phát, sức mạnh có thể so với tầng 8. Hơn nữa báo độc quyền chính là võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, muốn thu thập những người này còn không phải thừa sức. Thời điểm Lăng Hàn vọt tới trước mặt Phong Lạc, những người khác đã bị đánh bay ra võ đài, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tên này cũng quá mạnh đi. Nếu hắn là hạt giống của tổ 40, nói rõ tu vi của hắn nhiều nhất chỉ là tụ nguyên tầng 5, nhưng tư thế uy mãnh kia, tuyệt đối là thực lực của tụ nguyên hậu kỳ. Lẽ nào hắn cố ý ẩn giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ? Nhưng ở đây còn có trưởng bối của các gia tộc lớn, cũng không thiếu tụ nguyên tầng 5 trở lên, tự nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được khí tức của Lăng Hàn, xác thực chỉ là tụ nguyên tầng 4 mà thôi. Điều này làm cho bọn họ không rõ, dồn dập ghé đầu, trao đổi suy nghĩ. Không, không thể, Phong Lạc run cầm cập nói, vẻ mặt không thể tin tưởng. Kịch bản vốn không nên như vậy a, hắn nên thuận lợi tiến vào Hổ Dương học viện, sau đó ở dưới sự chăm sóc của Kaka, ung dung đột phá tụ nguyên cảnh. Nếu như số may ăn được một trái linh quả, nói không chắc còn có thể bước vào Dũng Tuyền cảnh, nhưng nếu không vào được Hổ Dương học viện, vậy hết thảy đều là không. Hung hăng a, tiếp tục hung hăng a. Ha 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 ha, có gan tiếp tục lưu lại a. Người phía dưới hét với Phong Lạc, bọn họ sớm đã khó chịu người này, chỉ là trước kia Phong Lạc người đông thế mạnh, nhưng bây giờ thì sao? Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn mãnh liệt như vậy, ngươi lập tức chịu thua, tự mình lăn xuống lôi đài. Bằng không ca ca của ta sẽ trừng trị ngươi. Ở trong tiếng trào phúng, Phong Lạc phản ứng lại, chỉ tay nhìn Lăng Hàn, khởi xướng mệnh lệnh. Lăng Hàn lắc đầu, tên này thực sự là bị làm hư, hoàn toàn bị ngớ ngẩn rồi. Đùng, hắn đá một cước vào bụng Phong Lạc. Vèo, tên này liền bay xuống lôi đài, ôm bụng dưới kêu đau, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Tổ 40, Lăng Hàn thắng. Trọng tài mở miệng nói, không, cái vị trí đó là của ta. Là của ta. Phong Lạc nghe vậy càng nhảy lên, hướng về trọng tài nói, lập tức sửa án, bằng không ca ca của ta sẽ đánh chết ngươi. Mọi người cười thành một mảnh, một luyện thể cảnh nho nhỏ lại dám uy hiếp Dũng Tuyền cảnh, thực sự là buồn cười. Cút. Trọng tài hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ một cái, nguyên lực hóa thành bàn tay lớn, nắm Phong Lạc ném ra ngoài. Nguyên lực hóa hình, đây là tiêu chí của cường giả Dũng Tuyền cảnh. Ở trong tiếng cười nhạo, Phong Lạc chán chường chạy đi. Nếu không phải ca ca của hắn xác thực là thiên tài, vị cường giả Dũng Tuyền cảnh kia hoàn toàn có thể diệt hắn tại chỗ. Võ đạo coi trọng nhất chính là tôn ti, hành vi của Phong Lạc quả thực là đại nghịch bất đạo, cho dù bị diệt, Phong gia cũng không dám nói cái gì. Lăng huynh, chúc mừng Lăng huynh, sinh ra một đứa con trai tốt. Lăng huynh, lần này nhất định phải hảo hảo mời khách. Trên khán đài, đại nhân vật của rất nhiều thôn trấn đều chúc mừng Lăng Đông Hành. Lăng Đông Hành cười to, cực kỳ hài lòng. Trước đó, hắn cũng từng ảo tưởng qua tình cảnh này, nhưng hắn biết đây chỉ là mộng không chân thực, không nghĩ tới lại có một ngày thành sự thật. Ha 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 ha, cũng là tiểu tử thúi này số may, được mục tiêu chuẩn tiến vào Hổ Dương học viện, hẳn là không thể nào tiến thêm bước nữa. Hắn lắc đầu, thật giống như rất khiêm tốn. Kỳ thực ai cũng có thể nhìn thấy hắn cười sắp rách khóe miệng, hiển nhiên đắc ý đến sắp thành hình dạng rồi. Cũng đúng, ai sinh con trai có thể đạt được tư cách tiến vào Hổ Dương học viện đều có thể cười đắc ý như thế. Lăng huynh, không cần khiêm tốn, những thôn trấn như chúng ta có thể tiến vào 50 vị trí đầu đã rất đáng gờm. Hơn nữa năm nay con trai của ngươi mới 17 tuổi, 3 năm sau, 6 năm sau đều có thể tham gia đại nguyên luận võ, nói không chắc lần tiếp theo chính là 10 vị trí đầu.
giới tiếp nữa chính là thứ nhất. Có người cười nói, tuy Lăng Hàn đánh rất đẹp, nhưng dù sao đối thủ quá yếu, ai cũng không cho rằng một tụ nguyên tầng 4 có thể giết vào 10 vị trí đầu, huống chi là chiến thắng tụ nguyên tầng 9 như Tứ Vương Tử. Lăng Đông Hành cười khà khà, hắn tự nhiên không thể nói con trai của hắn tràn ngập hùng tâm tráng chí, lần này là trực tiếp nhắm thứ nhất mà đi. Nói thật, hắn cũng không quá tin tưởng, dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lăng Hàn đi xuống lôi đài, mọi người dồn dập tiến lên chúc mừng. Dù sao người có thể tiến vào Hổ Dương Học Viện đều rất tiềm lực, nói không chắc có thể một tiếng hót làm kinh người, trở thành đại nhân vật hô mưa gọi gió của Vũ Quốc. Bởi vậy, ai cũng không ngại nói vài câu khen tặng vào lúc này. Ngược lại cũng không có tổn thất cái gì a. Vạn nhất ngày sau Lăng Hàn thu được thành tựu lớn, bọn họ có thể lấy chuyện này đến bám giao tình. Lăng Đông Hành là một gia chủ, tự nhiên quen thuộc loại xã giao này, hắn rất chu đáo, để mỗi người đều cảm thấy được hắn coi trọng. Hai cha con cộng với Lưu Vũ Đồng trở lại Thiên Dược Các, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tiến hành tranh đấu 50 tiếng 10. Kỳ thực 10 người đứng đầu đều có khen thưởng, đương nhiên xếp hạng càng cao, khen thưởng càng phong phú. Mặt khác, Lý Hạo cũng đánh vào 50 vị trí đầu, hơn nữa dựa vào đao khí, khiến người ta rất xem trọng tiền đồ của hắn. Bởi vì toàn bộ Đại Nguyên Thành, trong giới trẻ tuổi đợt này, người tu ra khí không vượt qua 10 cái, chỉ là Lý Gia cũng có trưởng bối theo tới, buổi tối người mình đương nhiên phải trước tiên chúc mừng một phen, bởi vậy nên không có mời Lăng Hàn, đương nhiên cũng không có mời bọn người Lưu Đông. Có điều trở lại Quách Thạch Trấn, Lý Gia nhất định sẽ cử hành một hồi thánh yến long trọng. Ngày thứ hai, Lăng Hàn và Lăng Đông Hành, Lưu Vũ Đồng đi tới tràng giác đấu, mà Chư Hòa Tâm cùng Trương Vị Sơn thì đang luyện chế hồi nguyên đan, đã sớm tiến vào trạng thái vong ngã, bởi vậy không có tới quan sát Lăng Hàn thi đấu. Lăng ca, Lý Hạo đi tới, đứng sóng vai với hắn, sau đó dùng ánh mắt kính sợ nhìn mấy người Tứ Vương Tử, Lý Đông Nguyệt, mấy người này ở dĩ vãng là thần tượng mà hắn chỉ có thể ngước nhìn, không nghĩ đến hiện tại lại có thể lên đài cạnh tranh, để hắn hưng phấn vô cùng. Không nên tự ti, ngươi đã tu ra đao khí, thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt qua bọn họ. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn nói, ừm. Lý Hạo gật đầu, kỳ thực hiện tại hắn kém bọn người Tứ Vương Tử chỉ là cảnh giới không đủ, tu ra đao khí, ngày sau hắn có thể trở thành vương giả đồng cấp. Lăng huynh, nhìn thấy Lăng Hàn đi tới, bọn người Tứ Vương Tử đều chắp tay chào, bắt chuyện, Lý Hạo không khỏi há to miệng. Lăng Hàn này cũng quá được hoan nghênh đi, thật giống như bị mọi người vờn quanh, ngay cả Tứ Vương Tử cũng không được hoan nghênh như thế a. Đó là tự nhiên, hiện tại sau lưng Lăng Hàn nghiễm nhiên đứng ba vị đan sư huyền cấp, từ một ý nghĩa nào đó, hắn còn trâu bò hơn Đại Nguyên Vương, hiện tại bắt đầu tranh đoạt 10 vị trí đầu. Đại quản gia xuất hiện, con mắt hơi híp, một bộ tuổi già sức yếu, nhưng âm thanh cực kỳ vang dội, truyền khắp tràng giác đấu. Quy tắc rất đơn giản, nơi này có 10 võ đài, các ngươi tùy tiện chọn một cái leo lên. Nếu như phía trên không có ai, ngươi chính là đài chủ, nếu như có người, ngươi liền công võ đài. Mỗi người chỉ có một cơ hội công võ đài. Lúc mặt trời lặn, 10 người còn ở trên lôi đài chính là top 10. Đây quả thật đơn giản, chính là đánh. Sau khi đại quản gia nói xong, đại bộ phận ánh mắt đều nhìn lại đám người Tứ Vương Tử, Lý Đông Nguyệt. Bọn họ nắm giữ thực lực tuyệt đối, nếu những người khác muốn thu được một vị trí trong 10 vị trí đầu, như vậy nhất định phải tránh mấy cường giả này. Tứ Vương Tử cười ha ha, khí vương giả bắn ra bốn phía, tung người đi lên võ đài thứ nhất, đứng chắp tay, chờ người khác khiêu chiến. Ta bêu xấu trước, Lý Đông Nguyệt nhảy lên võ đài thứ hai, mấy người Kim Vô Cực, Bách Lý Đằng Vân, Hạ Trọng Quang cũng dồn dập chiếm một võ đài, trong nháy mắt 7 võ đài đã danh hoa có chủ, những người này đều có tự tin tuyệt đối, cũng không để ý bị người xa luân chiến. Lăng Hàn nhấc chân, muốn lên võ đài. Lăng ca, chúng ta vẫn là đợi buổi chiều đi, như vậy cơ hội mới lớn một chút. Lý Hạo vội vàng khuyên nhủ, ha ha, không có chuyện gì, nơi này không có mấy người là đối thủ của ta. Lăng Hàn khoát tay áo, thả người nhảy lên võ đài thứ 8, ngay sau đó, võ đài thứ 9, thứ 10 cũng bị người chiếm. Đến đó, 10 vị đài chủ đã xuất hiện, kế tiếp liền xem ai tới khiêu chiến. Ta đến, có người nhảy lên võ đài thứ 10, tiến hành khiêu chiến. Ngay sau đó, lại có người thứ 2 nhảy lên võ đài thứ 9, nhưng để khán giả cảm thấy kỳ quái là, lại không có ai đi khiêu chiến Lăng Hàn. Nơi này không thiếu cao thủ tụ nguyên tầng 9, tự nhiên có thể thấy Lăng Hàn chỉ là tụ nguyên tầng 4 mà thôi, lẽ ra tu vi này, ở trong 10 đài chủ là lót đấy, tại sao không có ai khiêu chiến, bọn họ không rõ, nhưng trong 50 người tiến vào vòng này, đại bộ phận đều là mấy ngày trước đã tham gia tiệc rượu của Tứ Vương Tử, biết Lăng Hàn có 3 vị đan sư huyền cấp làm hậu trường, ai dám tới khiêu chiến, ngươi không cho 3 vị đan sư mặt mũi sao? Ngoại trừ Tứ Vương Tử, Lý Đông Nguyệt cùng mấy cường giả tuyệt đối ra, còn có 2-3 người hơi yếu, tại sao phải đi chọc Lăng Hàn chứ, nhưng dù sao vẫn phải có bất ngờ. Ta tới khiêu chiến ngươi, một thanh niên nhảy lên võ đài của Lăng Hàn. Hắn là hắc mã khóa này, bởi vậy mấy ngày trước không được Tứ Vương Tử mời, tự nhiên cũng không biết lai lịch của Lăng Hàn. Ta tên Đỗ Chính Anh, nhớ kỹ tên của ta, bởi vì không lâu sau đó, danh tự này sẽ truyền khắp thiên hạ. Người thanh niên này ngạo nghễ nói, người này đại khái hơn 20, tu vi tụ nguyên tầng 6, cũng không biết tự tin của hắn là từ đâu tới. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết, kỳ thực 2 năm trước hắn chỉ là luyện thể tầng 9, chậm chạp không cách nào đột phá tụ nguyên cảnh, nhưng hắn được kỳ ngộ. Tu vi tăng vọt, 2 năm liền bước vào tụ nguyên tầng 6. Sau khi một bước lên trời, hắn tự nhiên coi trời bằng vung, nhận định năm tiếp theo mình có thể đạt đến tụ nguyên tầng 9, lại năm tiếp theo nhảy vào dũng tuyền cảnh, quét ngang thiên hạ tuấn kiệt. Lăng Hàn cười nhạt nói, ngược lại nhàn rỗi cũng tẻ nhạt, liền chơi với ngươi a.
làm càn, Đỗ Chính Anh lao tới. Keng, hắn lấy ra trường đao bên hông, ánh đao lấp lóe, hàn khí như sương, hắn hét lớn một tiếng, múa đao bổ ra, hóa thành một tia sáng lạnh đáng sợ, chém tới Lăng Hàn, kiếm đi nhẹ nhàng, đao đi hung mãnh, một đao này vừa hung lại tàn nhẫn, cũng có mấy phần trình độ. Lăng Hàn xuất kiếm. Keng một tiếng, mũi kiếm một đường xẹt qua mũi đao, bùng lên hỏa tinh kịch liệt, mãi đến tận chui đao, ung dung hóa giải một đao này. Mũi đao của Đỗ Chính Anh cách sườn Lăng Hàn ba tấc, nhưng thế đi đã hết, không còn chút uy hiếp, có chút thực lực. Đỗ Chính Anh hừ một tiếng, bất quá, ở trước mặt ta, tất cả những thứ này chỉ là uổng phí thời gian, ta nhất định sẽ dương danh thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng chỉ là đá lót chân trên con đường ta đi tới, chỉ có thể bị ta càn quét vô tình. Hắn lại công kích, xoạt xoạt xoạt, ánh đao dương động, thanh thế không kém, mọi người dưới đài đều không nói gì, bọn họ gặp rất nhiều kẻ cuồng ngạo, nhưng Đỗ Chính Anh không phải là cuồng ngạo, mà là tự đại đến ngay cả bản thân có bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, ngược lại phải đến mặt trời lặn thì võ đài chiến mới có thể kết thúc, hắn đánh bại Đỗ Chính Anh, sớm hay muộn đều không có gì khác nhau. Đỗ Chính Anh vù vù uống uống, xuất hết tuyệt chiêu, từ trận thế có thể thấy đang chiếm hết thượng phong, hắn cho rằng đây là chuyện đương nhiên, đối thủ chỉ là tụ nguyên tầng 4, so với hắn thấp hơn hai cảnh giới nhỏ, làm sao có thể ngang hàng với hắn, loại tráng cử vượt cấp khiêu chiến kia, tự nhiên chỉ có hắn mới có thể làm được. Ha 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 ha, không tồi không tồi, ta thừa nhận ngươi rất tốt, bất quá cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây, ta đã quyết tâm rồi. Đỗ Chính Anh cười to, khiến mọi người cảm giác hắn như kẻ ngu ngốc, biểu hiện của hắn nghiêm nghị, lại vung một đao, xoạt, có một đạo đao khí chém ra, dưới đài nhất thời kinh ngạc thốt lên, đao khí, không phải chứ, đây chính là tiêu chí của vương giả, không nghĩ tới tên tự đại cùng kia lại có chút thực lực, lần này, hẳn là Lăng Hàn không ngăn được, nghe nói trong đám người trẻ tuổi thế hệ này, người nắm giữ, khí, không quá 10, Đỗ Chính Anh đắc ý giào giạt, nếu không tu ra đao khí, làm sao hắn dám kiêu căng như vậy? Hắn cười to nói, có thể khiến ta vận dụng đao khí, ngươi cũng đủ quang vinh rồi. Lăng Hàn lắc đầu, thất vọng nói, chỉ có một đạo đao khí sao, này này này. Ngươi đây là vẻ mặt gì, một đạo đao khí còn chưa đủ trâu bò. Đỗ Chính Anh khó chịu, nhìn thấy mình đánh ra đao khí, tiểu tử này còn không sợ đến tè ra quần, đủ đánh bại ngươi 100 lần rồi. Hắn quát to, múa trường đao, đao khí ngang dọc, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn cười cợt, tiện tay chém ra một kiếm, tương tự đánh ra một đạo kiếm khí, phốc, tất cả mọi người dưới đài đều phun ra ngoài, tu ra khí liền có tiềm lực trở thành vương giả võ đạo, nhưng nói như vậy, bốn đạo khí là tiểu thành, bảy đạo là đại thành, 10 đạo viên mãn, mà chỉ có đạt đến tiểu thành mới có tư cách được gọi là vương giả. Nhưng dù chỉ tu ra một đạo khí, vậy cũng là chuyện không bình thường, cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy hiện tại xuất hiện hai người tu ra khí quyết đấu, điều này đương nhiên khiến mọi người kinh ngạc thốt lên. Làm sao thì chuyện tranh cướp ngôi vị đệ nhất cũng phải là ngày mai mới nên phát sinh a? Cái gì, ngươi cũng có kiếm khí? Hai mắt của Đỗ Chính Anh mở to, tỏ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Chuyện này rất kỳ quái sao? Lăng Hàn cười nói. Hừ, coi như nắm giữ kiếm khí thì lại làm sao, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đỗ Chính Anh vung trường đao, bày ra một thức mở đầu, hắn kỳ ngộ đạt được một môn đao phổ và một bình đan dược giúp hắn đột phá tụ nguyên cảnh, tu vi một đường tăng vọt, mà đao phổ cũng không đơn giản, chia làm hai giai đoạn thứ nhất là hoàng cấp thượng phẩm, giai đoạn thứ hai thì tăng lên tới huyền cấp hạ phẩm. Hắn ở tụ nguyên cảnh, tự nhiên chỉ tu thành giai đoạn thứ nhất, lại làm cho hắn hình thành đao khí, đủ thấy uy lực của môn đao pháp này cường đại cỡ nào. Phá sơn đao pháp, hắn hét lớn một tiếng, chém ra một đao, đao khí như rồng, lóng lánh chói mắt, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn chết nghiêng mũi kiếm, vận chuyển kinh điện kiếm pháp, kiếm khí nổ ra, oành, kiếm khí va chạm đao khí, bỗng nhiên nổ ra một đoàn tia sáng chói mắt, chỉ thấy đạo đao khí kia bị đập vỡ tan, kiếm khí như cầu vồng, tước lên ngực Đỗ Chính Anh, nhất thời, máu tươi bắn ra. A, à, Đỗ Chính Anh kêu thảm một tiếng, bị kiếm khí đánh bay, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Khí, tất cả mọi người ngơ ngác, mọi người đều tu ra khí, sao uy lực lại sai biệt nhiều như vậy, chỉ có mấy nhân tài đồng dạng tu ra khí mới biết. Khí có mạnh yếu khác biệt, tuyệt đối không phải tu ra là được. Bất quá, cho dù yếu cũng là khí, tuyệt đối không thể không đỡ nổi một đòn, bằng không thì sẽ không khó tu luyện như vậy. Này chỉ có thể nói rõ, kiếm khí của Lăng Hàn quá bá đạo, dù là đám người Tứ Vương Tử, Lý Đông Nguyệt cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Lực công kích như vậy, ngay cả bọn họ cũng có chút giật mình. Chỉ là bọn hắn tự nghĩ cảnh giới bản thân cao hơn Lăng Hàn rất nhiều, hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh áp chế, ung dung thắng lợi như vậy, cũng khiến cho hình tượng của Lăng Hàn trở nên cao lớn, để tất cả mọi người đều biết. Hắn không chỉ đơn giản là có ba vị đan sư làm hậu thuẫn như vậy, khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, đại bộ phận mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai võ đài thứ 9 cùng thứ 10, hai tên đài chủ kia yếu nhất, hơn nữa ở dưới xa luân chiến cũng tiêu hao rất lớn, đây là con đường tốt nhất chen vào 10 vị trí đầu. Khi Thái Dương xuống núi, 10 người đứng đầu cũng quyết ra, lần này không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, 10 vị trí đầu đều nằm trong dự liệu, tuy Lý Hạo tận lực chiến một trận, nhưng cảnh giới quá thấp, chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng tụ nguyên tầng 4, mạnh hơn cũng chỉ có thể nuốt hận. Lăng Đông Hành trở thành đối tượng bị mọi người vây quanh lần hai. Đại bộ phận mọi người đều không nghĩ tới, Lăng Hàn lại có thể đánh vào 10 vị trí đầu, đây chính là một hắc mã rất lớn, ngày sau nói không chừng còn có cơ hội trở thành cường giả dũng tuyền cảnh, này tự nhiên để Lăng Đông Hành mừng rỡ, nhi tử có thể đạt được thành tựu như vậy, hắn là cao hứng nhất,
ngày mai tiến thêm một bước nữa, liền có thể được Ám Nguyệt Thảo. Lăng Hàn tràn ngập chờ mong, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Đại Nguyên Luận Võ tiếp tục tiến hành, đây là vòng chiến cuối cùng, ngày hôm nay sẽ quyết ra người thứ nhất. Hàn Nhi thật có thể được thứ nhất sao? Lăng Đông Hành rất chờ mong, muốn nói ở lúc luận võ mới bắt đầu, hắn vẫn tin tưởng Nhi Tử có thể đánh vào 50 vị trí đầu, nhưng không dám hy vọng xa vời vọt vào 10 vị trí đầu, dù sao cảnh giới của Lăng Hàn còn ở đó. Nhưng ngày hôm qua Lăng Hàn lại khiến Lăng Đông Hành cực kỳ kinh hỉ, lần đầu tiên sản sinh giả tâm với quán quân Hư Vô Phiêu Miểu kia. Nhưng mà 10 vị trí đầu có cường giả như Tứ Vương Tử, Lý Đông Nguyệt, Kim Vô Cực, ngay cả hắn tự mình ra trận cũng không chắc chắn, huống chi Nhi Tử. Nguyên bản không có hy vọng thì thôi, nhưng hiện tại nhen lên một tia hy vọng, hắn liền trở nên lo được lo mất. Lưu Vũ Đồng cười nói, bá phụ yên tâm, nếu Lăng Hàn nói có thể được thứ nhất, vậy hắn nhất định sẽ được thứ nhất. Lăng Đông Hành kinh ngạc, cô gái này lại có lòng tin với Nhi Tử hơn hắn, xem ra là tình căn thâm chủng a. Nghĩ tới đây, hắn liền không để vị trí thứ nhất ở trong lòng. Nhi Tử có đạo lữ như vậy, hắn dù chết cũng nhắm mắt. Quy tắc thi đấu ngày hôm nay như sau, đại quản gia tiếp tục đứng ra chủ trì. Các ngươi theo trình tự ngày hôm qua leo lên 10 võ đài, cái này chính là xếp hạng tạm thời của các ngươi, nhưng người xếp hạng thấp có thể khiêu chiến lên, hắn thì thay vào đó. Nếu chiến bại, thì chỉ có thể thủ võ đài, không thể công võ đài. Tất cả mọi người đều có một lần khiêu chiến, đến mặt trời lặn, chính là xếp hạng cuối cùng của các ngươi. Sau mỗi lần chiến đấu, song phương đều có nửa giờ nghỉ ngơi, trong lúc đó chỉ có thể khiêu chiến, không thể bị khiêu chiến. Thanh âm của đại quản gia vừa dứt, liền thấy Lý Đông Nguyệt nhảy một cái, đã đi tới võ đài thứ nhất, nói, Tứ Vương Tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ha ha, ta cũng muốn nhìn tiểu thiên nguyên thủ của ngươi có tu đến tầng thứ 7 hay không. Thích Vĩnh Dạ cười to, thân hình bắn lên, cũng rơi xuống lôi đài, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Lý Đông Nguyệt hét dài một tiếng, hai tay dương động, đã công qua Thích Vĩnh Dạ. Hai người đều là tụ nguyên tầng 9, ở 3 năm trước đã là kình địch, có điều Tứ Vương Tử nhỉnh hơn một chút. 3 năm qua, Lý Đông Nguyệt quyết tâm khổ tu, thực lực tiến bộ hết sức rõ ràng. Lý huynh, tiến bộ của ngươi xác thực rất lớn, nhưng ta không thể không nói, ngươi nổi giận ở lại Đại Nguyên Thành là sai lầm rất lớn. Thích Vĩnh Dạ triển khai một bộ quyền pháp, mỗi một quyền đều có khí thế bàn bạc, như vương giả hàng lâm, không chỉ uy lực cực lớn, hơn nữa còn có thể lay động lòng người, khiến người ta cảm thấy run rẩy mãnh liệt. Hoàng Đô mới là thánh địa võ đạo, ở nơi đó, ngươi có thể gặp rất nhiều đối thủ càng mạnh hơn, mỗi một cái đều mạnh đến nỗi khiến người ta run rẩy. Ở dưới áp lực như vậy, thực lực của ta tiến bộ, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiếp Thiên Tử quyền pháp của ta, oanh, 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 hắn thẳng thắn thoải mái, mỗi một quyền đều rất thô bạo, trên nắm đấm có một luồng kình khí bao vây, càng thêm uy thế. Đây là quyền khí, Lý Đông Nguyệt ngơ ngác, ở dưới quyền pháp của Thích Vĩnh Dạ, chỉ có thể lùi về sau từng bước, trên mặt có vẻ hối hận sâu sắc. 3 năm trước, hắn chỉ thua Thích Vĩnh Dạ tí tẹo, song phương khổ chiến đến 500 chiêu, hắn mới bại, nhưng hiện tại, hắn vừa lên liền bị áp chế, ở dưới quyền pháp đáng sợ của đối phương, thậm chí ngay cả sức chống đỡ cũng không có. Oanh, hắn bị oanh một quyền, thân hình lùi lại, khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra, ta không phải là đối thủ của ngươi, hắn âm u nói, tương tự là tụ nguyên tầng 9, nhưng sức chiến đấu của hắn thua đối phương không chỉ một bậc, đây là thiên tử quyền pháp mà thánh thượng hiện nay truyền thụ, ngươi thua bộ quyền pháp này cũng không oan. Thích Vĩnh Dạ cười cợt, cho đối phương một cái bậc thang. Đương kim thánh thượng là cường giả thần thai cảnh, võ kỹ hắn truyền thụ có thể không cường đại sao? Quyền pháp này chia làm 4 tầng, uy lực tầng thứ nhất đạt đến hoàng cấp thượng phẩm, tầng thứ hai là huyền cấp hạ phẩm, tầng thứ ba là huyền cấp trung phẩm, tầng thứ 4 là huyền cấp thượng phẩm. Thích Vĩnh Dạ cười nói, bệ hạ yêu tài, hoàng đô có không ít tuấn kiệt đều được truyền thiên tử quyền pháp. Trên thính phòng, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt, Tứ Vương Tử thực sự là quá mạnh mẽ, lần trước Lý Đông Nguyệt còn có thể đánh hòa, nhưng khóa này lại không quá 10 chiêu. Bọn họ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tầng thứ tư của thiên tử quyền pháp là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, nếu có thể học được, đáng tiếc, tuy bệ hạ yêu tài, nhưng há có thể dễ dàng truyền thụ võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, nhiều nhất chỉ có thể truyền 2 tầng đầu, nhưng huyền cấp hạ phẩm đã đủ trâu bò, phải biết cho dù hào môn của Đại Nguyên Thành, cũng không có mấy nhà nắm giữ võ kỹ huyền cấp. Như thế nào, Lý huynh, lần này có hứng thú cùng ta đi Hổ Dương học viện không? Thích Vĩnh Dạ cười ha ha nói, Lý Đông Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ động tâm, thực lực của hai bên chênh lệch, để hắn hạ quyết tâm, Đại Nguyên Thành quá nhỏ, hắn nhất định phải đi ra ngoài, mới có thể thu được tiến bộ càng to lớn hơn. Hắn trở lại võ đài thứ hai, chiến đấu tiếp tục. Có điều bởi vì hắn vừa khiêu chiến xong, người khác không cách nào khiêu chiến hắn. Kim Vô Cực, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trên võ đài thứ tư, Bách Lý Đằng Vân hét dài một tiếng, nhảy lên võ đài thứ ba. Kim Vô Cực cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, có vẻ rất tùy ý, hắn duỗi tay, nói, vậy ta liền chỉ điểm ngươi một chút. Hắn đồng dạng là đệ tử của Hổ Dương học viện, 3 năm khổ tu, thực lực tiến bộ rõ ràng, có thể được hắn để ở trong mắt, cũng chỉ có Tứ Vương Tử mà thôi. Hai người khai chiến, Bách Lý Đằng Vân xác thực bất phàm, mới 17 tuổi liền nắm giữ tu vi tụ nguyên tầng 8, sức mạnh chỉ hơi kém Kim Vô Cực, chiêu nào chiêu nấy ác liệt, để không ít tụ nguyên tầng 9 biến sắc, tự nghĩ nếu đổi lại mình lên sân khấu, rất có khả năng thất bại hoàn toàn. Nhưng Kim Vô Cực lại thành thạo điêu luyện, một tay liền hóa giải thế công của Bách Lý Đằng Vân, cho thấy thực lực càng mạnh hơn nữa, không hổ là Hổ Dương học viện trở về, thực sự là quá mạnh mẽ. Đồng dạng là tụ nguyên tầng 9, nhưng đại bộ phận người, nói không chắc đều không phải đối thủ của Kim Vô Cực.
khóa này, liền nhìn hắn và Tứ Vương Tử, trong hai người khẳng định có một người có thể thu được thứ nhất, không sai. Nghe mọi người nghị luận, Bách Lý Đằng Vân hừ một tiếng, trở tay lấy ra một cây đoạn côn, khẽ rung lên, hai đầu côn lại dài ra một đoạn, đã biến thành trường côn dài khoảng 2 mét. Cái này cũng không biết là dùng loại vật liệu nào chế tạo, toàn thân đen như mực. Nghe nói Bách Lý Môn có một trấn môn chi bảo, truyền thuyết là binh khí của một vị cường giả tuyệt thế, bị vị cường giả kia ngày đêm rèn luyện, nắm giữ lực phá hoại đáng sợ, lẽ nào chính là cái này? Kim Vô Cực hỏi. Không sai, chính là sát sinh côn này. Bách Lý Đằng Vân gật đầu, thân côn rung lên. Vù, hắc côn rung rẩy, có một luồng uy thế mạnh mẽ rung động. Vậy ta liền đến lãnh giáo một chút. Kim Vô Cực lộ ra vẻ thận trọng, không phải thận trọng với Bách Lý Đằng Vân, mà là với sát sinh côn. Nhìn thấy sát sinh côn, ngay cả Lăng Hàn cũng lộ ra vẻ thận trọng. Võ giả đạt đến linh hải cảnh, liền có thể lấy nguyên lực bản thân rèn luyện binh khí, làm cho uy lực của binh khí tăng vọt. Cảnh giới của võ giả càng cao, uy lực binh khí hắn sử dụng qua càng mạnh, như binh khí của cường giả thiên nhân cảnh dùng, thậm chí có thể trực tiếp đánh chết hóa thần cảnh. Nếu có thể tìm được Vân Long kiếm của ta kiếp trước thì tốt rồi, chỉ kiếm liền có thể quét ngang vũ quốc. Lăng Hàn thầm nói, nhưng hắn lập tức bật cười, lấy thực lực của hắn bây giờ, ngay cả tới gần Vân Long kiếm 100 mét cũng không được, nếu không tuyệt đối sẽ bị khí thế của thiên nhân cảnh chấn nát. Có điều, coi như hiện tại ta có thể được Vân Long kiếm cũng sẽ không sử dụng, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa mài dũa bản thân. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Bách Lý Đằng Vân đã triển khai ác chiến với Kim Vô Cực, uy lực của sát sinh côn quả nhiên rất mạnh, linh lực rót vào, từng phù văn trên côn sáng lên, có điều, những phù văn kia trải rộng côn thân, nhưng hiện tại chỉ có mấy cái sáng lên. Ở dưới trợ lực mạnh mẽ của sát sinh côn, Bách Lý Đằng Vân lấy lại cục diện hòa nhau, nhưng muốn nói có thể thủ thắng thì còn thiếu rất nhiều, nhưng dù vậy cũng khiến mọi người thán phục không ngớt, không hổ là binh khí của cường giả từng sử dụng. Nghe nói, binh khí như vậy được gọi là linh khí, giống như bản thân liền nắm giữ linh trí vậy, có thể trợ giúp người sử dụng tăng lên sức chiến đấu, đáng tiếc ít nhất phải linh hải cảnh mới có thể rèn luyện. Toàn bộ Đại Nguyên Thành chúng ta, chỉ có vương gia mới có năng lực như vậy, theo như ngươi nói, không phải người nào của Đại Nguyên Vương Phủ cũng có thể có một linh khí sao, sao có thể có chuyện đó? Đầu tiên, binh khí này phải được nguyên lực của linh hải cảnh quán thâu, không được nguyên lực ngày đêm thông suốt, chẳng mấy chốc sẽ đổ nát. Hơn nữa, muốn trở thành linh khí, ít nhất phải được cường giả linh hải cảnh ôn dưỡng 20 năm trở lên. Ngươi ngẫm lại xem, thời điểm Đại Nguyên Vương tiến vào linh hải cảnh đã bao nhiêu tuổi? Coi như đủ vật liệu, vương gia có thể luyện chế ra mấy thanh linh khí, thì ra là như vậy. Nhưng Lăng Hàn lại lắc đầu, năm đó sát sinh côn kia cực kỳ bất phàm, nhưng hiện tại đã tổn hại nghiêm trọng, linh văn phía trên sắp diệt hết, uy lực đã trăm không còn một. Nhưng ở nơi như Đại Nguyên Thành, thì một linh khí tổn hại cũng có thể gây ra náo động rất lớn, dù sao chỉ là bản thân vật liệu cũng đã cực kỳ quý giá. Hai người trẻ tuổi ngươi tới ta đi, chiến rất kịch liệt. Từ thực lực mà nói, Kim Vô Cực nắm giữ ưu thế tuyệt đối, có điều Bách Lý Đằng Vân có linh khí, dù đã tàn tạ, nhưng vẫn có uy lực mạnh mẽ, để hắn có thể sánh ngang với Kim Vô Cực. Hai người chiến mấy trăm hiệp, Kim Vô Cực dựa vào kinh nghiệm phong phú thu được thắng lợi, mà Bách Lý Đằng Vân thất bại, nhiều nhất chỉ có thể xếp thứ tư. Chuyện này, hắn không quá hài lòng, nhưng những người khác cho rằng cái này đã rất lợi hại. Dù sao năm nay Bách Lý Đằng Vân mới 18 tuổi, ở lần tiếp theo, còn có ai có thể tranh đấu với hắn? Có điều, Kim Vô Cực thắng được càng nhiều tán dương, không hổ là Kim Vô Cực, rất mạnh mẽ, ngay cả linh khí cũng không ép được hắn. Xem ra, Lý Đông Nguyệt đã không phải là đối thủ của hắn, chỉ không biết hắn và Tứ Vương Tử, ai càng mạnh hơn nữa. Đổi lại trước đây, ta nhất định cho rằng là Tứ Vương Tử, nhưng hiện tại, ta cho rằng Kim Vô Cực có phần thắng rất lớn. Hừm, ta cũng thấy như vậy. Trải qua trận chiến với Bách Lý Đằng Vân, danh tiếng của Kim Vô Cực lại lên một nấc thang, đã vượt qua Lý Đông Nguyệt, đạt đến trình độ sánh vai với Tứ Vương Tử. Điều này cũng làm cho Lý Đông Nguyệt vô cùng hối hận, sớm biết 3 năm trước nên đi Hổ Dương học viện. Kim Vô Cực bắt đầu khôi phục trạng thái, chẳng mấy chốc hắn sẽ khiêu chiến Lý Đông Nguyệt, sau đó trực diện Tứ Vương Tử. Những người khác cũng dồn dập khiêu chiến, Lăng Hàn cũng không nhàn rỗi, bởi vì có hạn chế nghỉ ngơi nửa giờ, hắn phải nắm chặt thời gian, đừng vì đánh quá lâu để hắn không có thời gian đánh tới thứ nhất. Hắn khiêu chiến võ đài thứ 7, đây là một thanh niên chừng 20 tuổi, bắt một thanh trường kiếm, vóc người thon dài, có vẻ rất tiêu sái. Vũ khí võ giả thường dùng là đao và kiếm, có điều cảnh giới càng cao, các loại binh khí cổ quái kỳ lạ sẽ càng nhiều, tỉ như tán, tháp, gương, thậm chí còn có bút, chỉ cần vung lên, đoạn giang khai sơn, uy năng kinh thiên. Tại hạ Liên Đào, mời Lăng huynh chỉ giáo. Thanh niên này chắp tay nói, xin mời. Lăng Hàn cũng chắp tay, uống. Liên Đào rút kiếm, nhân kiếm hợp nhất, bay vọt tới Lăng Hàn, tụ nguyên tầng 7. Lăng Hàn không sợ, vung kiếm đón nhận. Mặc dù hắn là tụ nguyên tầng 4, nhưng ngũ hành nguyên hạch bổ trợ, sức mạnh của hắn có thể so với tụ nguyên tầng 8, đã không dưới đối phương. Huống chi hắn còn có cô lan huyết, có thể tăng thêm một bước, về mặt lực lượng chắc chắn sẽ không thua tụ nguyên tầng 9. Bằng không, hắn cũng không dám vỗ ngực nói muốn lấy thứ nhất. Len keng, hai người ác chiến, trường kiếm không ngừng giao kích, lóng lánh ra từng đốm lửa. Liên Đào có thể giết vào 10 vị trí đầu, là bởi vì cảnh giới của hắn cao, nhưng không thể coi là thiên tài, bởi vì hắn không có tu ra kiếm khí, sử dụng kiếm pháp cũng chỉ là hoàng cấp hạ phẩm, thậm chí chỉ đạt đến cảnh giới tiểu thành. Cảnh giới cao ưu thế ở chỗ lực lượng mạnh, nhưng hiện tại sức mạnh của hắn còn không bằng Lăng Hàn, thì nơi nào còn có phần thắng.
không qua mấy chiêu, hắn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Phía sau người này đứng ba vị đan sư huyền cấp, mà ta lại không thể bắt được thứ nhất, như vậy thứ bảy cùng thứ tám cũng không có gì khác nhau, không bằng bán hắn một nhân tình, trực tiếp chịu thua, để hắn tiết kiệm một ít nguyên lực, Liên Đào thầm nói trong lòng. Hắn đột nhiên bắn người lui về sau, thu hồi trường kiếm nói, ta không phải đối thủ của Lăng huynh, nguyện thua cuộc. Ồ, chịu thua. Lăng Hàn nhìn thấy nụ cười chân thành của đối phương, không khỏi hiểu ra, đây là đối phương đang cố ý bán nhân tình cho hắn, không khỏi bật cười. Nếu như hắn thật toàn lực ứng phó, một chiêu liền có thể thuấn sát đối phương, nhưng mặc kệ hắn có cần hay không, thì người ta cũng đã đưa ân tình, hắn liền gật đầu với Liên Đào, hai người trao đổi võ đài. Lăng Hàn không nghỉ ngơi, trận chiến này căn bản không có tiêu hao bao nhiêu nguyên lực, bởi vậy hắn lập tức khiêu chiến võ đài thứ 6. Đài chủ là Hạ Trọng Quang, tân thiên tài gần 2 năm nay, nắm giữ tu vi tụ nguyên tầng 8. Lăng huynh, xin mời. Hạ Trọng Quang rất khách khí nói, tuy hắn thiếu niên đắc ý, tự cho mình rất cao, nhưng sau lưng Lăng Hàn là ba đan sư huyền cấp, để hắn ngoan ngoãn thu hồi ngạo khí, xin mời. Lăng Hàn cũng khách khí nói, người với người nên tôn trọng lẫn nhau. Hai người đồng thời ra tay, Hạ Trọng Quang dùng thương, hơn nữa hắn cũng tu ra thương khí, thiết thương dài trượng hai đẩy ra, uy lực bá mãnh, đầy đủ phát huy ra đặc điểm dài một tấc mạnh một tấc. Lăng Hàn triển khai kinh điển kiếm pháp, không chút yếu thế, cũng không rơi xuống hạ phong. Hạ Trọng Quang xác thực rất mạnh, thân thương rung lên, đánh ra hai đạo thương khí, khí, phía dưới vang lên tiếng hô kinh ngạc, hai đạo khí, cái này ở trong thế hệ trẻ tuổi của Đại Nguyên Thành, có thể nói là tồn tại tài năng xuất chúng, bởi vì Hạ Trọng Quang quá trẻ, chỉ có 18 tuổi mà thôi, khi hắn tới tuổi của Tứ Vương Tử, Lý Đông Nguyệt, Kim Vô Cực, có thể có mấy đạo khí? Ba đạo, thậm chí bốn, chân chính bước vào hàng ngũ vương giả, hai đạo sao? Lăng Hàn khẽ mỉm cười, trường kiếm rung lên, tương tự đánh ra hai đạo kiếm khí, phốc, mọi người lại phun ra ngoài, cả kinh này chưa lắng xuống, cả kinh khác lại dâng lên, Lăng Hàn cũng tu ra đạo kiếm khí thứ hai, lẽ nào Đại Nguyên Thành muốn quật khởi sao? Thiên tài liên tiếp nổi lên, Hạ Trọng Quang cũng rất kinh ngạc, đạo khí thứ nhất là hắn tu ra, nhưng đạo khí thứ hai là hắn đi nhầm vào một tòa cổ mộ, chạm phải một tấm bia đá kỳ quái, lúc đó liền hôn mê bất tỉnh, nhìn thấy rất nhiều ký ức không thuộc về mình, sau đó liền tu ra đạo thương khí thứ hai, lẽ nào Lăng Hàn cũng có gặp gỡ như vậy? Bằng không cũng quá kinh người, 17 tuổi liền tu ra hai đạo kiếm khí, quả thực là quái vật. Hạ Trọng Quang công kích nhưng không hề có tác dụng, không khỏi thoái chí, lại nghĩ tới Liên Đào, thầm nói, người này được ba vị đan sư huyền cấp hậu thuẫn, mà ta hiển nhiên không phải đối thủ của Tứ Vương Tử, như vậy thứ 6 cùng thứ 7 có gì khác nhau, không bằng cho hắn một ân tình. Nghĩ tới đây, hắn liền quả đoán thu tay lại, nói, thực lực của Lăng huynh bất phàm, ta chịu thua. Tại sao lại chịu thua, không phải đang đánh thắng bại khó phân sao? Ngoại trừ người đã từng đến chỗ Tứ Vương Tử dự tiệc mấy ngày trước, những kẻ khác đều không rõ, nhưng trận chiến này Lăng Hàn xuất ra hai đạo kiếm khí, thực lực xác thực rất mạnh mẽ, lẽ nào thực lực của Lăng Hàn so với hiện tại biểu hiện ra còn cường đại hơn, nên vì lẽ đó Hạ Trọng Quang mới thẳng thắn chịu thua. Lăng Hàn lắc đầu, cười nói, Hạ huynh khiêm nhượng, cầu chúc Lăng huynh đạt được thành tích càng tốt, sau này thân cận nhiều hơn, mời. Hạ Trọng Quang nhảy một cái, nhảy đến võ đài thứ 7, mà lúc này, Kim Vô Cực khiêu chiến với Lý Đông Nguyệt, không có bất cứ gây cấn gì, chỉ vẻn vẹn 10 chiêu, Lý Đông Nguyệt đã thua Kim Vô Cực, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm ước mơ gia nhập Hổ Dương Học Viện. Ông theo cổ nhuệ khí đó, Kim Vô Cực khiêu chiến Tứ Vương Tử, Lăng Hàn không có hứng thú quan chiến, hơi nghỉ ngơi một chút, hắn tiếp tục khiêu chiến võ đài thứ 5, đài chủ võ đài thứ 5 là Lưu Dư, cũng là thiên tài mới xuất hiện trong 2 năm gần đây, bởi vì hai trận đại chiến gần như triển khai cùng lúc, nên đại bộ phận mọi người đều xem Tứ Vương Tử chiến đấu với Kim Vô Cực, chỉ có đám người như Lăng Đông Hành, Lưu Vũ Đồng, Lý Hạo mới quan tâm Lăng Hàn. Lăng huynh, mời. Lưu Dư cũng rất khách khí, có thể nói, toàn bộ vũ quốc, không có người nào dám lơ là một vị đan sư huyền cấp, huống chi sau lưng Lăng Hàn đồng thời đứng ba vị, xin mời. Lăng Hàn vung kiếm, ra tay chính là hai đạo kiếm khí, vừa rồi đã lộ ra một bộ phận thực lực, hắn cũng không cần ẩn giấu nữa. Thực lực của Lưu Dư và Hạ Trọng Quang có thể nói sàng sàng nhau, nếu Hạ Trọng Quang không phải đối thủ của Lăng Hàn, Lưu Dư tự nhiên cũng không phải. Sau khi chiến mười mấy hiệp, Lưu Dư không khỏi thầm nghĩ, phía sau người này đứng ba vị đan sư huyền cấp, mà ta lại không thể đạt được thứ nhất, không bằng bán cho hắn một món nhân tình. Lưu Dư cũng rất thoải mái chịu thua. May là lần này, ánh mắt của mọi người đều bị đại chiến giữa Tứ Vương Tử và Kim Vô Cực hấp dẫn, bằng không nhất định sẽ rất kinh ngạc. Thứ tự của Lăng Hàn lại lên một nấc, xếp trước hắn chỉ có Bách Lý Đằng Vân, Lý Đông Nguyệt, Kim Vô Cực cùng Thích Vĩnh Dạ. Lúc trước ai có thể nghĩ tới, Lăng Đông Hành không khỏi kích động, nếu như Lăng Hàn còn có thể đánh thắng Bách Lý Đằng Vân, như vậy liền có tư cách chiến với Kim Vô Cực, Tứ Vương Tử một trận, đoạt được vị trí thứ nhất tuyệt đối không phải nằm mộng ba ngày. Thích Vĩnh Dạ và Kim Vô Cực vẫn còn tiếp tục chiến đấu, hai thiên tài trẻ tuổi đều triển lộ ra mặt mạnh nhất của bọn họ, một cái dùng chưởng, một cái dùng quyền, đều tu ra khí, hơn nữa nhiều đến ba đạo, đã hơi có phong thái vương giả. Lúc này, Lăng Hàn khiêu chiến Bách Lý Đằng Vân, Lăng Đông Hành càng căng thẳng hơn, nếu Lăng Hàn có thể thắng lợi, vậy sẽ không có chút hồi hộp nào mà đánh bại Lý Đông Nguyệt, leo lên vị trí thứ ba, ba người đứng đầu, đã đủ, hắn còn có thể yêu cầu càng nhiều sao? Lăng huynh, Bách Lý Đằng Vân rất khách khí với Lăng Hàn, không bày ra tư thái thiếu môn chủ của hắn, thậm chí còn nhiệt tình hơn so với Tứ Vương Tử, dù sao, nếu như Tứ Vương Tử không ngồi lên vị trí Đại Nguyên Vương, địa vị thậm chí còn không bằng hắn,
bởi vì đại vương tử nhất định sẽ tận lực chèn ép, nhưng Lăng Hàn không giống, sau hắn có ba vị đan sư huyền cấp, xin mời, xin mời, hai người đều mời một tiếng, Bách Lý Đằng Vân trực tiếp lấy ra sát sinh côn, nói, thực lực của Lăng huynh rất tuyệt vời, nếu tại hạ không ứng phó toàn lực, ngược lại là không tôn trọng Lăng huynh, ha ha, vậy ta cũng tới lĩnh giáo uy năng của linh khí một hồi, Lăng Hàn cười nói, nhẹ chấn trường kiếm, phát ra tiếng kêu khẽ, cẩn thận, Bách Lý Đằng Vân điều khiển hắc côn, đột nhiên giết tới, bảy phù văn sáng lên, hiện ra nửa bộ xương màu đen, uy nghiêm đáng sợ nhào tới Lăng Hàn, trong đầu bộ xương màu đen này, có một tia ý chí của cường giả, nguyên bản đủ để uy hiếp dũng tuyền cảnh, trực tiếp đánh tan linh hồn tụ nguyên cảnh, có điều, bởi vì niên đại quá lâu, linh khí này đã tổn hại nghiêm trọng, uy năng sớm không bằng lúc trước, cô lâu này cũng chỉ có thể ảnh hưởng tụ nguyên cảnh, có điều nếu không như vậy, cũng không tới phiên Bách Lý Đằng Vân sử dụng linh khí này, mà Lăng Hàn, tuy đã không phải cường giả thiên nhân cảnh kiếp trước, chỉ còn dư lại một tia thần thức, nhưng thiên nhân cảnh dù sao cũng là thiên nhân cảnh, dù chỉ còn một tia cũng cực kỳ mạnh mẽ, bộ xương kia căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn triển khai thiểm điện kiếm pháp, kiếm ảnh như cầu vồng, len ken, kiếm côn không ngừng va chạm, ma sát, hai đạo kiếm khí ngang dọc, không hề rơi xuống hạ phong. Mau nhìn, Lăng Hàn đang đại chiến với Bách Lý Đằng Vân. Cái gì, hắn lại mạnh như vậy, chẳng trách trước đó bọn người Hạ Trọng Quan đều chịu thua, hóa ra đã sớm biết Lăng Hàn cường đại. Ai ia, lúc nào lại chạy đến một quái thai như vậy, rõ ràng mới tụ nguyên tầng 4, lại mạnh đến trình độ như vậy. Càng ngày càng nhiều người hướng ánh mắt quan tâm lại đây, chỉ cảm thấy một đôi mắt hoàn toàn không đủ dùng. Vừa muốn nhìn cuộc chiến đỉnh cao giữa Tứ Vương Tử và Kim Vô Cực, lại muốn nhìn Lăng Hàn cùng Bách Lý Đằng Vân quyết đấu. Chỉ có mấy người mới biết, sức chiến đấu của Lăng Hàn còn chưa mở đến lớn nhất, bởi vì hắn chỉ sử dụng hai đạo kiếm khí, mà cực hạn của hắn là 4. Lăng Hàn còn không có vận chuyển Cô Lan huyết, trên thực tế sức chiến đấu của hắn còn có thể tăng lên một đoạn. Cái này chủ yếu là bởi vì thần thức của hắn đủ mạnh, làm cho uy lực của sát sinh côn hầu như không còn, mà chỉ bằng thực lực của Bách Lý Đằng Vân, hắn so với Lý Đông Nguyệt còn kém hơn một bậc, làm sao có khả năng đối kháng Lăng Hàn. Hai thiên tài kịch liệt đối kháng, Lăng Hàn đã dần chiếm thượng phong. Này, dù là Kim Vô Cực cũng không có nhẹ nhàng như vậy a. Chẳng lẽ nói, Lăng Hàn còn cường đại hơn Kim Vô Cực, có người kinh hô, không thể, nhìn uy lực mỗi một kích của hắn đều không bằng Kim Vô Cực, làm sao có khả năng mạnh hơn Kim Vô Cực, lập tức có người phản bác, nhưng vì cái gì Kim Vô Cực thắng gian nan như vậy, còn Lăng Hàn lại dễ dàng chiếm thượng phong, chuyện này, không ai biết sát sinh côn có thể áp chế thần thức. Tự nhiên không thể nào lý giải tại sao lực công kích của Lăng Hàn rõ ràng không bằng Kim Vô Cực, nhưng có thể ung dung áp chế Bách Lý Đằng Vân, để bọn họ không thể nào lý giải. Mà Bách Lý Đằng Vân thì bắt đầu thầm nghĩ, mấy người trước rõ ràng bán nhân tình cho Lăng Hàn, nếu ta không cho, e sợ sẽ bị hắn ghi hận. Lại nói, ta đã không thể được thứ nhất, như vậy, thứ tư hay thứ năm lại có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, hắn liền thu côn lui về sau, nói, thực lực của Lăng huynh cao cường, tại hạ chịu thua. Sát, tại sao lại chịu thua? Tất cả mọi người kinh ngạc. Sao Bách Lý Đằng Vân cũng như những người phía trước, nói không đánh thì không đánh, đến tột cùng Lăng Hàn này có lai lịch gì, sao mỗi người đều bán nhân tình cho hắn. Lăng Hàn leo lên võ đài thứ tư, chỉ còn lại ba đối thủ, tuy đánh với Bách Lý Đằng Vân tiêu hao một chút khí lực, nhưng đủ để tái chiến một hồi. Lăng Hàn tung người, đi tới võ đài thứ ba, chúc mừng Lăng huynh, một đường quá quan trảm tướng, Lý Đông Nguyệt nói, sau đó biểu hiện nghiêm nghị, có điều, ta sẽ dốc toàn lực chiến một trận, thể hiện tôn trọng đối với Lăng huynh, xin mời. Lăng Hàn rút kiếm, múa kiếm quyết đáp lễ, Lý Đông Nguyệt hét dài, triển khai tiểu thiên nguyên thủ, công qua Lăng Hàn. Tuy trong tay hắn không có binh khí, nhưng sau khi tu luyện môn võ kỹ này, chỉ cần vận chuyển linh lực, hai tay có thể so với tinh thiết, trắng như thép, ngay cả lợi khí cũng không thương tổn được. Chí ít không phải thiết kiếm phổ thông trong tay Lăng Hàn có thể thương tổn được. Len ken, lưỡi kiếm va chạm với da thịt trên tay, tiếng vang không ngừng, còn có đốm lửa lấp lóe. Lý Đông Nguyệt là tụ nguyên tầng 9, sức mạnh vượt qua Bách Lý Đằng Vân, cũng vượt qua Lăng Hàn. Bởi vậy liều mạng mấy chiêu, Lăng Hàn cảm thấy hổ khẩu hơi tê tê. Có điều hắn đã tu thành khô một thể trong bất diệt thiên kinh, đã kích tí tẹo này căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng. Lăng Hàn lắc đầu, loại cứng đối cứng này phải là thế lực ngang nhau mới có thể chơi, dù thân thể hắn như khô một, không bị lực phản chấn gây thương tích cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn triển khai kinh điện kiếm pháp, hai đạo kiếm khí không ngừng dương động, trong nháy mắt lấy lại thế cục. Nhưng Lý Đông Nguyệt có thể có thanh danh hiển hách, tuyệt không phải là thổi ra. Hắn tu ra ba đạo khí, chưởng chưởng tung bay, uy lực kinh người, trước thua Thích Vĩnh Dạ và Kim Vô Cực, là vì hai người kia càng mạnh hơn. Tiểu thiên nguyên thủ của hắn đồng dạng là võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, bởi vậy Lăng Hàn ở trên cấp bậc võ kỹ cũng không chiếm ưu thế, mà về mặt sức mạnh lại lạc hậu một tầng. Ở dưới sự toàn lực tiến công của Lý Đông Nguyệt, Lăng Hàn lại dần dần rơi vào hạ phong. Xảy ra chuyện gì? Theo lý, sức chiến đấu của Bách Lý Đằng Vân còn mạnh hơn Lý Đông Nguyệt. Lăng Hàn đánh Bách Lý Đằng Vân nhẹ nhõm như vậy, nhưng hiện tại sao gian nan như thế? Lẽ nào vừa nãy Bách Lý Đằng Vân không có ứng phó toàn lực? Tất nhiên là vậy, bằng không sao sẽ như thế? Ta thực hiếu kỳ, đến cùng Lăng Hàn này có lai lịch gì? Tại sao những người trước đều cố ý nhường hắn? Tất cả mọi người là không rõ lại hiếu kỳ, nhưng Lăng Đông Hành lại cho mày, nhi tử đánh thắng Bách Lý Đằng Vân, vốn nên thế như trẻ tre tiến thêm bước nữa, bắt thứ ba, nhưng vì cái gì gặp phải Lý Đông Nguyệt yếu hơn, lại rơi vào hạ phong. Khóe miệng của Lăng Hàn lộ ra nụ cười, xem ra hắn cần phải tăng thêm sức chiến đấu.
trường kiếm rung lên, bốn đạo kiếm khí đều hiện, phốc, lần này, tất cả mọi người đều phun ra ngoài, mỗi người đều trố mắt ngoác mồm, bốn đạo kiếm khí, là bốn đạo kiếm khí, phải biết bốn đạo kiếm khí là tiểu thành, có thể xưng một tiếng vương giả, đại diện cho có thể vô địch ở một cảnh giới nào đó, vương giả 17 tuổi, Lăng Đông Hành vừa mừng vừa sợ, quay đầu hỏi Lưu Vũ Đồng, Hàn Nhi tu ra bốn đạo kiếm khí, ngươi đã sớm biết sao? Ừm, Lưu Vũ Đồng gật đầu, trên thực tế từ lúc Lăng Hàn ở luyện thể cảnh, liền tu ra bốn đạo kiếm khí, chỉ là tên này không hiện sơn lộ thủy, ẩn giấu thực lực của mình, bởi vậy, mỗi khi hắn triển lộ một ít thực lực, đều khiến người ta giật nảy cả mình. Tốt, Lăng Đông Hành nặng nề vỗ bắp đùi, cực kỳ hưng phấn, tiểu tử thúi này, ngay cả lão tử cũng giấu, sau khi trở về nên giáo huấn hắn một trận. Lưu Vũ Đồng mím môi khẽ cười, nàng biết hiện tại, trong lòng Lăng Đông Hành chỉ có cao hứng, nào cam lòng trách cứ Lăng Hàn, chẳng trách người phía trước đều chịu thua, hóa ra tên này tu ra bốn đạo kiếm khí, cái này có thể cùng cấp xưng vương a, thật không nghĩ tới, Đại Nguyên Thành chúng ta có thể xuất hiện một thiên tài như vậy. Đúng, trong 36 thành của Vũ Quốc, trình độ võ đạo của Đại Nguyên Thành chúng ta vẫn nằm ở trung hạ, hiện tại lại xuất hiện một thiên tài tu ra bốn đạo kiếm khí, thực sự là hãnh diện. Bốn đạo kiếm khí vừa ra, nhất thời khiếp sợ toàn trường, ngay cả cuộc chiến đỉnh cao giữa Tứ Vương Tử và Kim Vô Cực cũng ảm đạm phai mờ, càng ngày càng nhiều người đưa mắt nhìn lại, để chứng kiến bốn đạo kiếm khí mạnh mẽ. Lý Đông Nguyệt đắng chát, hắn khổ tu 3 năm, vốn tưởng rằng có thể đoạt được quán quân của Đại Nguyên Luận Võ lần này, không nghĩ tới trước tiên bị Tứ Vương Tử cảnh tỉnh, để hắn ý thức được đã lạc hậu bạn cùng lứa tuổi. Hiện tại lại xuất hiện quái thai so với hắn càng thêm trẻ tuổi, nắm giữ bốn đạo kiếm khí, để niềm tin của hắn bị đả kích nặng nề. Có điều, hắn lập tức tỉnh lại, chỉ cần đi vào Hổ Dương học viện, thực lực của hắn nhất định có thể tăng nhanh như gió, đuổi theo Tứ Vương Tử và Kim Vô Cực, người này có quan hệ với Tam Đại Đan Sư huyền cấp, huống hồ lại tu ra bốn đạo kiếm khí, không bằng ta thoải mái chịu thua, bán hắn một nhân tình. Lý Đông Nguyệt thầm nói, người khác đều nhường, nếu ta không bán nhân tình, sợ là không ổn. Nghĩ tới đây, hắn liền lui về sau, chắp tay nói, Lăng huynh thực là thiên tài, mới có 17 liền tu ra bốn đạo kiếm khí, tại hạ khâm phục. Không cần so nữa, ta chịu thua. Địch, tất cả mọi người phiền muộn, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy thiên tài nắm giữ bốn đạo kiếm khí, ngươi lại không đánh lâu một hồi, để bọn họ nhìn đủ, chịu thua nhanh như vậy làm chi? Có điều, Lý Đông Nguyệt chịu thua cũng ở trong dự liệu của mọi người. Dù sao phía trước đã có nhiều người chịu thua, trong lòng mỗi người đã có chuẩn bị. Còn nữa, Lăng Hàn tu ra bốn đạo kiếm khí, nắm giữ sức chiến đấu vô địch cùng cấp, dù cho hiện tại cảnh giới còn thấp một chút, đa tạ. Lăng Hàn chắp tay nói, trong lòng không khỏi nghĩ, sẽ không phải hắn một đường đánh tới, đều gặp phải chủ động nhận thua chứ. Nếu chiến đấu giữa Lăng Hàn và Lý Đông Nguyệt đã kết thúc, mọi người liền phóng chú ý tới trận quyết đấu giữa Tứ Vương Tử và Kim Vô Cực. Hai người đều là thiên tài trong thế hệ trẻ, lại cùng tiến tu ở Hổ Dương học viện, có thể nói thực lực ngang nhau, cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng sau khi Thích Vĩnh Dạ sử dụng thiên tử quyền pháp, Kim Vô Cực lập tức rơi vào hạ phong. Thiên tử vừa ra, thiên hạ đều phục, đây là một loại nghiền ép trên khí thế, cũng chỉ có người như Thích Vĩnh Dạ, nguyên bản là vương tử mới có thể tu luyện, cho dù Kim Vô Cực học cũng vô dụng, hắn không có loại gốc gác vương giả này. Nghe đồn, thần khí trong một quốc gia, có thể điều động đại thế của quốc gia này, chẳng những có thể gia tốc tu hành, còn có thể dùng để đối địch, tăng lên sức chiến đấu. Bây giờ nhìn lại, xác thực không sai, chỉ là một vương tử nho nhỏ, đã có thực lực như vậy. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, quốc gia đều có đại thế, từ Vũ Quốc mà nói, cái này đã đạt đến tiêu chuẩn vương giả. Nếu như Đại Nguyên Vương triển khai môn quyền thuật này, hắn là một phương chư hầu chân chính, phỏng chừng có thể đạt đến 7 đạo khí, còn quốc gia chi chủ chân chính, vậy thì là 10 đạo khí, cảnh giới viên mãn. Có điều, khí chỉ là bước thứ nhất của võ đạo, còn cần trải qua mang mới có thể đạt đến cảnh giới vô thượng tâm, như vậy, tu luyện vẫn phải dựa vào chính mình. Lăng Hàn thầm nói, nhưng không thể không thừa nhận, ở giai đoạn tụ nguyên cảnh, có thể thuyên chuyển đại thế của một quốc gia, dù chỉ là một chút xíu, cũng đủ trâu bò để sức chiến đấu tăng một đoạn. Hiện tại thực lực của Thích Vĩnh Dạ đuổi sát nửa bước Dũng Tuyền, e sợ tiểu thị nữ của ta cũng không phải là đối thủ của hắn, dù sao nàng chỉ tu ra đạo kiếm khí thứ hai, không cách nào sánh ngang vương giả quai. Đổi thành ta, nhất định phải sử dụng cô lan huyết, đẩy mạnh lực lượng đến tụ nguyên tầng 9, nếu không, ta phải dựa vào năng lực hồi phục của Bất Diệt Thiên Kinh đến tiêu hao, bằng vào khô một thể của ta hiện tại, lực phòng ngự tuyệt đối không phải tụ nguyên cảnh có khả năng công phá, vẫn là dùng cô lan huyết đi. Bất Diệt Thiên Kinh là lá bài tẩy chân chính của ta, có thể không dùng là quyết không dùng. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, chiến đấu giữa Thích Vĩnh Dạ và Kim Vô Cực cũng tiếp cận kết thúc, thiên tử quyền pháp để Thích Vĩnh Dạ nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc vương giả, triệt để áp chế Kim Vô Cực. Chỉ cần Kim Vô Cực không có tu ra bốn khí, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Thích Vĩnh Dạ. Hết cách rồi, ai bảo Thích Vĩnh Dạ xuất thân tốt, điểm này ngay cả Lưu Vũ Đồng cũng không sánh được. Oành, thời điểm Thích Vĩnh Dạ đánh ra quyền thứ 11, Kim Vô Cực không cách nào chống đỡ, bị chấn bay ra ngoài, phun bốn ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất, vô lực tái chiến. Ta thua. Kim Vô Cực có chút không cam lòng, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không phải thua ở thực lực, thiên phú, mà thua xuất thân của đối phương, điều này làm cho hắn có thể không phiền muộn sao? Đa tạ. Thích Vĩnh Dạ chắp tay, tuy hắn dựa vào thiên tử quyền pháp thắng, nhưng phải học ra mới được a. Vũ Quốc nhiều vương tử, hoàng tử như vậy, nhưng chân chính tu thành lại có mấy người, tên thiên tài, hắn hoàn toàn xứng đáng.
Có điều, khi hai người nhìn thấy Lăng Hàn đi tới võ đài thứ ba, đều không khỏi kinh ngạc. Trước đó bọn họ chiến quá kịch liệt, nào có thời gian nhìn Lăng Hàn chiến đấu với Bách Lý Đằng Vân, Lý Đông Nguyệt, tự nhiên không biết sức chiến đấu của Lăng Hàn mạnh bao nhiêu, thậm chí còn tu ra bốn đạo kiếm khí. Các đài chủ khác cũng xem chưa hết thòng thèm, nhưng hai vương giả trẻ tuổi chiến xong, bọn họ cũng nên khiêu chiến a. Bán nhân tình cho Lăng Hàn là một chuyện, nhưng nếu có thể tiến bước nữa, ai lại không muốn. Lăng Hàn lặng lặng chờ đợi, nửa giờ sau, hắn khiêu chiến Kim Vô Cực. Hiện tại không gian đan điền của hắn quá nhỏ, dưới sự khởi động cao độ ngũ hành nguyên hạch, nguyên lực tiêu hao quá nhanh, sau một phen kịch chiến phải ăn đan dược khôi phục, bởi vậy nửa canh giờ này đối với hắn cũng rất trọng yếu. Rất nhanh, nửa giờ qua đi, Lăng Hàn nhảy lên võ đài thứ hai, khiêu chiến đối thủ mới. Điều này cũng ở trong dự liệu của mọi người, không ai không trợn to hai mắt. Dù sao đây chính là thiên tài đầu tiên của Đại Nguyên Thành tu ra bốn đạo kiếm khí a. Vẻ mặt của Kim Vô Cực có chút lúng túng, mấy ngày trước bị Lăng Hàn tính kế, khiến hắn mất mặt ở trước mặt mọi người, nhưng vừa nghĩ tới sau lưng Lăng Hàn có ba vị đan sư huyền cấp, coi như hắn không bỏ đi ý nghĩ trả thù, sợ là những trưởng bối của Kim gia cũng ép hắn từ bỏ. Dù sao, trên đời này, quần thể không thích hợp đắc tội nhất chính là đan sư, nhưng nhục nhã như vậy, há nói thả liền có thể thả xuống được. Vừa vặn, là ngươi chủ động khiêu chiến ta, vậy ta liền nhân cơ hội này trừng trị ngươi một phen, chỉ cần không trọng thương ngươi, nghĩ rằng ai cũng không tiện nói gì. Dù sao đây là luận võ, Kim Vô Cực thầm nói, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Lăng huynh, xin chỉ giáo. Hắn nâng quyền, hai tay trở nên kim quang óng ánh, chính là Kim Dương Chưởng, võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm. Lăng Hàn múa kiếm quyết, nói, xin mời. Xèo, Kim Vô Cực lập tức triển khai tấn công mạnh mẽ, song chưởng tung bay, kim quang óng ánh, trường kiếm của Lăng Hàn rung lên, đồng thời đánh ra bốn đạo kiếm khí, vừa rồi đã bại lộ thực lực, hắn tự nhiên không có ý tứ ẩn giấu. Cái gì, bốn đạo kiếm khí? Kim Vô Cực kinh ngạc thốt lên, da mặt co giật. Bốn đạo kiếm khí là cùng cấp với vương giả, dù ở trong hoàng đô cũng chỉ có mấy người đạt đến, kia đều là cường giả tuyệt đối. Ngươi nói Kim Vô Cực có thể không tin sao? Nhưng hắn lập tức phát hiện, tuy người xung quanh có hô to gọi nhỏ, cũng có khô tay múa chân, nhưng không ai lộ ra dáng dấp kinh bạo. Này này này, đây là bốn đạo kiếm khí a, các ngươi đều không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ mình hoa mắt? Kim Vô Cực không khỏi sinh ra hoài nghi. Bởi vì bốn đạo kiếm khí hiếm thấy cỡ nào, dù xuất hiện ở hoàng thành cũng sẽ gây ra náo động lớn, nhưng người nơi này lại bình tĩnh như vậy, tự nhiên để hắn không nghĩ ra. Hắn tự nhiên không biết, trước đó mọi người đã kinh qua, hiện tại đương nhiên sẽ không như vậy nữa. Cũng may có một người rất nể tình mà lộ ra hình dáng khiếp sợ, kia dĩ nhiên là Thích Vĩnh Dạ. Hắn nhếch miệng, trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Hàn, khóe miệng hơi co giật. Sau khi Kim Vô Cực hết khiếp sợ, vẫn tiếp tục khởi xướng công kích, bốn đạo kiếm khí thì lại làm sao? Dù sao cảnh giới của Lăng Hàn quá thấp, hắn tuyệt đối không thể bởi vậy chịu thua. Hai người ác chiến, Kim Vô Cực nắm giữ lực lượng tụ nguyên tầng chính đỉnh cao, võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm cũng có khả năng đạt tới mạnh nhất ở cảnh giới này, mà hắn càng tu ra hai đạo khí, ở trong tụ nguyên cảnh, tuyệt đối là tiếp cận cấp bậc vương giả. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Lăng Hàn. Bốn đạo kiếm khí, vương giả cùng cấp, Kim Vô Cực có loại cảm giác như đối mặt với Thích Vĩnh Dạ, chỉ là khác biệt ở chỗ sức mạnh của Thích Vĩnh Dạ càng mạnh hơn, nhưng những phương diện khác, Lăng Hàn thật không thua Thích Vĩnh Dạ chút nào, thậm chí ứng biến ở trường thi còn muốn vượt qua. Đây thực là một thiếu niên 17 tuổi sao? Thiên phú thật đáng sợ. Cho đến lúc này, Kim Vô Cực mới hoàn toàn bỏ đi tâm trả thù, thậm chí quyết định sau đại nguyên luận võ, mang đệ đệ đi bồi tội Lăng Hàn, triệt để hóa giải ân oán này, bởi vì ngày sau, thành tựu của Lăng Hàn sẽ cực kỳ kinh người, vượt qua hắn khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu không cách nào diệt trừ đối thủ như vậy, liền phải cố gắng kết giao, tuyệt không thể trở thành kẻ địch. Chiến 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 chiến. Lúc này, Lăng Hàn ngoại trừ cô Lan huyết cùng bất diệt thiên kinh, gần như hoàn toàn phát huy ra thực lực, khiến hắn đánh rất tận hứng. Chỉ là ngũ hành nguyên hạch cấp tốc tiêu hao nguyên lực, để hắn không cách nào kiên trì thời gian quá lâu. Được ám nguyệt thảo là tốt rồi, có thể làm không gian đan điền của hắn tăng lên rất nhiều lần. Chiến đến hơn trăm chiêu, hai người vẫn cân sức ngang tài. Kim Vô Cực không khỏi thầm nghĩ, phía sau tên này đứng ba đan sư huyền cấp, ngược lại ta, giống những người trước kia, hắn cũng lựa chọn nhường. Bán nhân tình cho Lăng Hàn, sau đó lại mang đệ đệ đến nhà xin lỗi, liền có thể hóa giải đoạn ân oán này. Lăng huynh tài nghệ cao minh, tại hạ chịu thua. Hắn lui về phía sau, chắp tay chịu thua. Lăng Hàn đã không đủ sức, đang định vận chuyển cô Lan huyết, trong nháy mắt đánh bại đối phương, không nghĩ tới Kim Vô Cực lại chịu thua. Nhìn thấy đối phương thả ra tín hiệu hữu hảo, hắn liền gật đầu nói, đa tạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống hồ hắn và Kim Vô Cực không có thù hận gì, quả nhiên lại chịu thua. Lẽ nào trong võ kỹ của Lăng Hàn, có một loại chuyên môn khiến người ta chịu thua? Ha 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 ha. Nếu như ngươi cũng có thiên phú như Lăng Hàn, tu ra bốn đạo kiếm khí, vậy ta cũng có thể chịu thua ngươi. Phi, bốn đạo kiếm khí nào có dễ dàng tu ra như thế? Mọi người đã kinh ngạc, nhưng Lăng Hàn tiến lên một bước, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Bởi vì tình cảnh này đã phát sinh quá nhiều, để bọn họ đều mất cảm giác. Cũng may, Lăng Hàn chỉ còn một đối thủ cuối cùng, coi như Thích Vĩnh Dạ lại chịu thua, cũng chỉ cần kinh ngạc một lần nữa mà thôi. Tốt, Lăng Đông Hành nặng nề nắm nắm đấm, kích động đến tê cả da đầu. Bạn đang nghe tự có thể đạt được thành tựu như vậy, hắn còn cầu mong gì? Nghĩ đến hai tháng trước, nhi tử nói muốn đoạt thứ nhất, hắn 100 cái không tin, nhưng bây giờ thì sao? Quán quân chỉ cách gan tất, dù hắn biết thực lực của Thích Vĩnh Dạ mạnh mẽ, thiên tử quyền đủ để sánh ngang bốn đạo kiếm khí, hơn nữa cảnh giới cách xa Lăng Hàn,
nhưng hắn vẫn không nhịn được chờ mong, vạn nhất con trai của hắn thắng thì sao? Quán quân, đã đến một bước này, nhất định phải kiếm chỉ thứ nhất, không đi khiêu chiến một hồi, sẽ hối hận cả đời. Võ đài khác còn đang tiến hành khiêu chiến, nhưng đã không có bao nhiêu người quan tâm, mọi người đều đang đợi Lăng Hàn khôi phục sức mạnh, tiến vào trận chiến cuối cùng, là Lăng Hàn tiếp tục sáng tạo kỳ tích, trở thành hắc mã lớn nhất của đại nguyên luận võ khóa này. Hay Tứ Vương Tử cười đến cuối cùng, thoát khỏi danh hiệu lão nhị, Lăng Hàn có thời gian nghỉ ngơi sung túc, bởi vì không có quy định nghỉ ngơi sau nửa giờ phải khiêu chiến, hắn đương nhiên phải khôi phục trạng thái tốt nhất, lại đi khiêu chiến Thích Vĩnh Dạ. Tuy Lăng Hàn chậm chạp không khởi xướng khiêu chiến, nhưng không ai dục, bởi vì bọn họ biết, chỉ có để Lăng Hàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hắn và Tứ Vương Tử mới có thể kính dâng ra trận chiến đặc sắc nhất. Sau một tiếng, Lăng Hàn đứng lên, đến rồi. Đến rồi, tất cả mọi người thầm nói, thần kinh lập tức hưng phấn lên, Tứ Vương Tử, chiến một trận a. Lăng Hàn nhảy lên võ đài thứ nhất, khiêu chiến Thích Vĩnh Dạ. Lăng huynh, xin mời. Thích Vĩnh Dạ cười cười, nhưng trong lòng có loại kích động muốn chửi má nó, bởi vì những người phía trước đều bởi vì sau lưng Lăng Hàn đứng ba vị đan sư huyền cấp mà nhường, như vậy hắn nhường hay không nhường đây? Nhường, vì quán quân đại nguyên luận võ, hắn đã chờ 3 năm, hơn nữa, Ám Nguyệt Thảo còn có thể làm cho hắn lập tức bước vào Dũng Tuyền cảnh, cái này chí ít có thể tiết kiệm 2-3 năm khổ tu, nhưng không nhường, người ta đều thả, ngươi không thả, cái này không phải không cho Lăng Hàn mặt mũi sao? Đổi thành người khác coi như thôi, nhưng Thích Vĩnh Dạ có chí lớn, hắn muốn trở thành một quân chủ. Quân chủ đương nhiên phải chiêu hiền đại sĩ, mời chào nhân tài khắp nơi, đặc biệt là thiên tài như Lăng Hàn, nếu kết thù, tự nhiên là một sự tình rất tệ. Ngươi nói Thích Vĩnh Dạ có khó xử hay không? Cuối cùng, Thích Vĩnh Dạ vẫn quyết định toàn lực ứng phó, cùng lắm luyện chế Ám Nguyệt Thảo thành đan, phân một viên cho Lăng Hàn là được. Xin mời. Lăng Hàn rung trường kiếm lên, bốn đạo kiếm khí vung ra. Thích Vĩnh Dạ hét lớn một tiếng, triển khai Thiên Tử Quyền Pháp, thẳng thắn thoải mái, thật giống như đấm ra một quyền, cho dù trước mặt có một ngọn núi cũng đổ nát, mà càng đáng sợ hơn là trên quả đấm của hắn lại còn quấn quanh ba đạo khí, mặc dù nói đại thế của một nước không thể đơn giản chồng chất với khí để tính, nhưng làm sao cũng mạnh hơn bốn đạo kiếm khí a. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, hóa ra trước kia Thích Vĩnh Dạ còn không có dùng toàn lực, đây mới là thực lực chân chính của Tứ Vương Tử, thật mạnh, này làm sao thắng được. Dù nửa bước Dũng Tuyền cảnh, không có tu ra khí, phỏng chừng cũng không phải là đối thủ. Oành, 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 trọng quyền oanh kích, Lăng Hàn liên tiếp lui về phía sau, nhưng cho dù chịu đựng trùng kích như thế, thân thể của hắn vẫn không mất một sợi tóc. Khô một chi thể, Lăng Hàn có chút ngốc, không chảy máu, hắn làm sao vận chuyển cô lan huyết, hôn mê, hóa ra năng lực phòng ngự mạnh mẽ, cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt, lại xung đột với cô lan huyết, hắn hét lớn một tiếng, cắn đầu lưỡi, một luồng máu tươi chảy ra, hắn rốt cục chảy máu, oanh, bốn viên ngũ hành nguyên hạch trong cơ thể vận chuyển càng nhanh hơn, để lực lượng của hắn tăng lên một cấp bậc, tụ nguyên tầng 9, cảnh giới càng cao, cấp độ cô lan huyết tăng lên liền càng nhỏ, nhưng đã đủ, Lăng Hàn múa kiếm, phát huy kinh điển kiếm pháp vô cùng nhuần nhuyễn, len keng, oanh 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 oanh. Hai người kịch đấu, khỏa thích bày ra thực lực của mình, trời ạ, tụ nguyên cảnh lại có thể mạnh như vậy, ta cũng là tụ nguyên tầng 9, nhưng nếu ta lên sân khấu, phỏng chừng ba chiêu liền thất bại, thực sự là người so với người tức chết người, một thế hệ người mới thay người cũ a, chúng ta đã già, thời đại này thuộc về người trẻ tuổi rồi, không ít gia chủ thôn trấn đều than thở, bọn họ có hơn 30 tuổi, có hơn 40 tuổi, thậm chí hơn 50 tuổi, đều kẹt chết ở tụ nguyên tầng 9, bởi vì chậm chạp không cách nào đột phá, bọn họ mài dũa nguyên lực bản thân đến cực hạn. Nhưng đối mặt hai nhân tài mới xuất hiện này, bọn họ chỉ có cảm thấy không bằng,